công việc quan trọng ở bên ngoài vẫn là việc thực hiện chính sách ủng hộ. Sau khi công bố tin tức đối ngoại về điều chỉnh chính sách ủng hộ, khi biết được có khả năng sẽ ủng hộ những nhà đầu tư bên ngoài đến, những doanh nghiệp quốc doanh ở Thiên Trạch từng nôn nóng, điện thoại cố vấn không ngừng, nhưng chỉ thấy sấm chớp mà không thấy trời mưa. Cuối cùng những người đến báo cáo cũng chỉ giải rác mấy người, có lẽ có người lên tiếng sau lưng, nói rằng việc ủng hộ những nhà đầu tư bên ngoài đến chẳng qua cũng chỉ là tự mình dối mình, bởi vì thành phố Thiên Trạch đâu có nhiều nhà đầu tư tiền tỷ như vậy. TRUIENICOM. Không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện khiến người ta không ngờ được, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, những nhà đầu tư ở thành phố Yến và Bắc Kinh đến đầu tư ở Thiên Trạch trước đây, mức đầu tư dưới 50 triệu, toàn bộ tăng lên đến 100 triệu, sau một tuần, chỉ còn có mười mấy nhà đầu tư phù hợp với điều kiện ủng hộ nhà đầu tư bên ngoài đến. Hơn nữa tất cả những nhà đầu tư phù hợp điều kiện đều phải trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố, mà phía Ủy ban cũng có những phản hồi tích cực, chính thức thụ lý đơn xin. Cứ như vậy, những doanh nghiệp quốc doanh ở thành phố Thiên Trạch mới thật sự nóng lòng. Một cơ hội tốt như vậy lại hai tay dâng cho người ngoài, ai cũng không phục, ai cũng cảm thấy không cam lòng. Nhưng dường như lại có người lên tiếng, nói không cần nóng vội, phía chính phủ chỉ đang diễn kịch thôi, chính là muốn doanh nghiệp quốc doanh rối loạn, dụ dỗ bên trong, đừng tin vào những nhà đầu tư bên ngoài. 100 triệu nói đầu tư là đầu tư, quả thật nói đùa, từ lúc nào thành phố Thiên Trạch lại có đầu tư quy mô lớn hàng trăm triệu như vậy. Đồng thời còn có người uy hiếp rằng, bây giờ đứng vững trước áp lực, sau này sẽ có càng nhiều những chính sách ưu đãi xuất hiện, bây giờ không đứng vững được, ai làm chim đầu đàn, đừng ai nghĩ đến chuyện sau này sẽ có thêm chính sách tốt nào nữa. Rất nhiều người lại lùi bước. Lùi bước thì không quan trọng, nhưng quan trọng chính là đã lỡ mất cơ hội tốt. Chương 937, đánh cuộc kinh tế hào phóng, thất bại. Hai ngày sau, tin tức lá cải truyền ra. Một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Bắc Kinh đầu tư 200 triệu tệ để xây dựng một nhà máy điện sức gió ở đồng cỏ thành phố Thiên Trạch, nhận được chính sách ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Lại sau một ngày nữa, công ty du lịch Huika đến từ Bắc Kinh đầu tư 100 triệu, chuẩn bị xây dựng một khu văn hóa thảo nguyên ở đồng cỏ, cũng nhận được chính sách ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tiếp theo, lại liên tục có tên những công ty đạt được những cái tên cuối cùng trong danh sách 10 công ty nhận được chính sách ủng hộ. Đến đây, trong 10 doanh nghiệp tư nhân nhận được chính sách ưu đãi, có 4 doanh nghiệp của Thiên Trạch được chọn, 6 doanh nghiệp đến từ bên ngoài, 10 cái tên, không dư một tên nào. Doanh nghiệp quốc doanh ở Thiên Trạch phẫn nộ, vốn nghĩ còn có cơ hội để Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá, cũng vì nghe lời mấy người nói sau lưng, cho rằng cuối cùng Ủy ban cũng sẽ thỏa hiệp, sẽ hạ thấp tiêu chuẩn cuối cùng nâng cao biên độ ưu đãi. Không ngờ phía Ủy ban rất cương quyết. Quả nhiên lại dành danh sách ấy cho những nhà đầu tư bên ngoài. Chính phủ cương quyết, cũng chính là thị trường hạ cương quyết, thành phố Thiên Trạch lần đầu tiên cảm nhận được sự bảo thủ và sự đau khổ của sự bảo thủ. Không ít những doanh nghiệp quốc doanh đến Ủy ban Nhân dân thành phố để thể hiện sự bất mãn của mình, cương quyết yêu cầu dẹp những nhà đầu tư bên ngoài sang một bên, nhưng lại bị từ chối. Thậm chí ngay cả văn phòng thành lập lâm thời phục vụ cho chính sách ủng hộ này cũng bị hủy bỏ. Có nghĩa là việc giúp đỡ 10 doanh nghiệp này đã hoàn thành, không có gì có thể sửa đổi nữa. Cảm giác phẫn nộ khi bị người khác lừa gạt của những doanh nghiệp quốc doanh, đều được đem chút lên người những người cung cấp sai thông tin đó. Những người này cũng không ngờ thái độ của thị trưởng Hạ lại cương quyết như vậy, quả thật có thủ đoạn kinh tế cao siêu, trong lúc nói chuyện bình thường, không ngờ có thể thu hút đến mấy trăm triệu tệ tiền đầu tư. Mấy trăm triệu tiền đầu tư cùng đổ vào, thật sự có một lực thúc đẩy mạnh đối với thành phố Thiên Trạch. Chẳng lẽ nói, thành phố Thiên Trạch thật sự có khả năng phát triển cực nhanh? Chẳng những có những phản ứng rất lớn trong giới công thương, trong thành ủy, cũng có không ít người nhận được đòn cảnh cáo, khiếp sợ không hiểu gì. Không dám tin thị trưởng Hạ mới đến Thiên Trạch không lâu, lại có thủ đoạn lớn như vậy. Thiên Trạch ít nhất cũng có đến mấy năm chưa được thấy những khoản đầu tư trăm triệu như vậy, thị trưởng Hạ vừa đến, nhấc tay đã kéo về được 400-500 triệu tiền đầu tư, thần kỳ, lẽ nào hắn có thủ đoạn thần thánh gì? Trần Khiết Văn và Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong, Từ Hâm, Hứa Phàm Hoa nhiều lần gặp mặt trao đổi, cũng không có biện pháp gì hay. Hạ tưởng là thị trưởng, có quyền quyết sách trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Trừ những chuyện lớn, còn những quyết sách thông thường thậm chí không cần xin chỉ thị của bí thư. Trần Khiết Văn cũng không thể chuyện gì cũng nhúng tay vào. Chuyện gì bà cũng hoa chân múa tay vào,
thì còn cần thị trưởng làm gì? Hơn nữa tỉnh Yến còn có một quy định bất thành văn, bí thư muốn nhúng tay vào những việc của ủy ban, đều phải có hạn chế. Bởi vì vết xe đổ phía trước còn rõ ràng, sau khi bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng nhiệm kỳ trước rơi đài, trong nhận xét của Trung ương còn có một dòng, nhúng tay quá nhiều vào công việc của ủy ban, hồi chuông cảnh báo phải vang lâu thì mới có thể ngồi lâu được trên ghế này. Hơn nữa nước cờ mà thị trưởng hạ đi là thu hút đầu tư, bây giờ dưới tình trạng tất cả mọi thứ đều lấy việc xây dựng kinh tế làm điều tiên quyết, có thể lôi kéo đầu tư là người tài, còn ai dám nói gì nữa. Uy quyền của thị trưởng hạ được nâng cao, ít nhất trong bộ máy ủy ban nhân dân, cũng nắm chắc được quyền chủ động. Mấy hạng mục của những nhà đầu tư bên ngoài đến, đều có mấy phó thị trưởng phụ trách, bọn họ vừa có được lợi, lại có thành tích để lấy, thật sự cảm kích đối với thị trưởng hạ. Hứa Phàm Hoa rõ ràng cảm nhận được bản thân mình càng ngày càng không được hoan nghênh trong ủy ban nhân dân. Có thể nói qua một cuộc chiến như thế này, đã xác định hình tượng một thị trưởng nghiêm khắc cương nghị của thị trưởng hạ trong lòng giới công thương, đồng thời khiến nhiều người nhìn thị trưởng hạ bằng một cặp mắt khác, cho rằng thủ đoạn nâng đòn bẩy kinh tế của thị trưởng hạ quả thật khéo léo, thẳng tay đã có thể mở ra một con đường cho Thiên Trạch. Điều khiến nhiều doanh nghiệp quốc doanh tức giận là, sau khi công bố danh sách, những doanh nghiệp có quan hệ thân thiết với mấy nhân vật giấu mặt sau lưng, rõ ràng có tên trong danh sách, liền khiến bọn họ có cảm giác bị lừa gạt, nảy sinh mâu thuẫn và rạn nứt với những nhân vật giấu mặt này. Điều không ngờ nhất là, sau đó thị trưởng hạ lại tận dụng thủ đoạn kinh tế, đưa ra điểm tăng trưởng kinh tế mới, lại một lần nữa khiêu động lợi ích khắp nơi, cũng khiến những nhân vật giấu mặt dần dần nổi lên khỏi mặt nước, từ đó lại khiến thế cục của thành phố Thiên Trạch lại có bước chuyển. Lợi ích kinh tế từ trước đến nay đều rất được coi trọng, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nếu một nước nắm mạch máu kinh tế của một nước khác, về cơ bản giữa hai nước sẽ nảy sinh quan hệ phụ thuộc. Nếu một thế lực nắm giữ điểm tựa kinh tế của một thế lực khác, thì thế lực kia sẽ bị tan rã hoặc bị khống chế hoàn toàn. Thành ủy Thiên Trạch trải qua lời đồn đại về thị trưởng hạ và chuyện Kỷ Phong Thanh tự sát, dần dần hồi phục được sự yên tĩnh. Bởi vì sắp đến Tết Nguyên đán, tất cả mọi người đều khôi phục tâm trạng bình thường, trong tâm trạng chờ đợi kỳ nghỉ. Lời đồn đại vẫn là lời đồn đại, khi sức nóng qua đi, thì không còn ai quan tâm nữa. Mặc dù mỗi lần thị trưởng hạ thị sát công việc, đều có Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đi cùng, nhưng càng ở ngay trước mặt thì lại càng không có ai nói gì. Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn vẫn giống như trước, cứ không ngừng xoay theo thị trưởng hạ, người khác nhìn vào, cũng cảm thấy nực cười. Dịp Tết Nguyên đán, Hạ Tưởng quay trở về thành phố Yến, ở nhà 2 ngày, lại gặp mặt Tống Chiêu Độ. Khác với lần gặp trước, Tống Chiêu Độ lo lắng hơn, vì dường như lão đã được nghe nói lão có khả năng bị đụng đến. Hạ Tưởng không biết nên nói gì, trong lòng mặc dù không có ý kiến gì đối với Thủ tướng, nhưng lại cảm thấy với cách làm việc lớn việc nhỏ gì cũng không quản của Thủ tướng, dường như không phải đạo lý dùng người. Nhưng rốt cuộc Thủ tướng có dụng ý gì, hắn cũng không dám suy đoán thêm, lại càng không hỏi nhiều. Lúc quay trở về Thiên Trạch, đi qua Bắc Kinh, vốn định gặp Lão Cổ, nhưng lại nghe tin Lão Cổ đã đi châu Âu thăm Cổ Ngọc, hắn cũng không ở lại Bắc Kinh nữa, về thẳng Thiên Trạch, bắt đầu công việc. Bởi vì tiếp theo sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện, trước tiên là mấy hạng mục đã được xác định trước Tết, sau Tết phải đầu tư tài chính vào, lần lượt bước vào giai đoạn xây dựng. Lại thêm nghi án Kỷ Phong Thanh tự sát, gần đây Lưu Nhất Cửu cũng gần như biến mất, không hề có tin tức gì, cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Nhưng Bành Vân Phong có chuyển lời, đã có không ít tiến triển. Hạ Tưởng cũng không đốc thúc, hắn cũng biết, Lưu Nhất Cửu sẽ điều tra làm rõ chân tướng vụ Kỷ Phong Thanh tự sát. Sau khi vụ án có kết quả, có lẽ chính là lúc Lưu Nhất Cửu đề xuất yêu cầu. Vụ án của Kỷ Phong Thanh sẽ mang đến nhiều lực sát thương, Hạ Tưởng không tiện phỏng đoán, nhưng sau Tết không lâu đã có Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc rồi, sự sắp xếp và tuyên truyền của đại hội này rất quan trọng. Nếu xảy ra bất trắc gì thì chính là trách nhiệm của toàn bộ thành ủy Thiên Trạch, hắn thân là thị trưởng, trách nhiệm giữ gìn trật tự cũng không thể không màng đến. Sau đại hội, chính là lúc quan niệm chính trị của ủy ban nhân dân chính thức được thi hành, mới thật sự đáng suy ngẫm. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không phải là người lạc quan mù quáng mà cho rằng hội nghị hội đồng nhân dân sẽ tiến triển thành công. Bởi vì hội nghị hội đồng nhân dân phải xem xét báo cáo công tác chính phủ. Nói không chừng còn thật sự thông qua tình huống cần hay không cần chỉnh sửa. Mấy hạng mục đầu tư được xác định từ trước Tết Nguyên đán, đương nhiên không phải kết quả tâm huyết dâng trào của Hạ Tưởng, mà là căn cứ vào thời thế,
căn cứ vào hiện trạng và xu thế tương lai của Thiên Trạch để xác định tính thực tế và khả năng thực hiện của những hạng mục đầu tư có triển vọng. Nhà máy phát điện sức gió thì không cần phải nói, sau mấy năm, tỉnh Yên từng xảy ra một tin tức làm chấn động toàn bộ tỉnh, Hạ Tưởng nhớ rất rõ, lúc đó thành phố Đan Thành và thành phố Thiên Trạch tranh giành hạng mục nhà máy năng lượng nguyên tử, cuối cùng thành phố Thiên Trạch bị thua. Nhưng thành phố Thiên Trạch nhờ vào nhà máy phát điện sức gió, cuối cùng cũng đạt được thành công. Thành phố Thiên Trạch và thành phố Chương Trình giống nhau, đều có những thảo nguyên rộng lớn, trên thảo nguyên quanh năm có gió, tiền đồ của nhà máy phát điện sức gió rất lớn mạnh. Đương nhiên, năng lượng mặt trời để phát điện cũng rất có triển vọng, nhưng nhà máy phát điện sức gió lại đầu tư ít hiệu quả nhanh hơn, cuối cùng quyết định đầu tư vào nhà máy phát điện sức gió. Người đứng sau hạng mục đầu tư này là Tiếu Giai, công ty ra mặt lại là công ty Nga Ni Trần sau khi thay hình đổi dạng. Những công ty khác, thành phố Yến thì phần lớn do Tôn Hiện Vĩ giới thiệu, Bắc Kinh thì do những mối quan hệ của Dương Uy cũng như bản thân gã trực tiếp đầu tư. Hạng mục mà Dương Uy đầu tư chính là khu du lịch văn hóa trên Thảo Nguyên. Sau khi gã tham quan cung văn hóa về thành ngữ và chuyện cổ ở thành phố Đan Thành, cũng biết được thành phố Thiên Trạch có triển vọng rất lớn về du lịch, liền quyết định thử sức ở Thiên Trạch, mà cũng vì nhìn được mê lực của bản thân Hạ Tưởng. Đương nhiên trong lòng Dương Uy cũng có những điều nhỏ nhặt không nói với người ngoài, chính là gã để ý Nghiêm Tiểu Thì. Còn về việc Tôn Hiện Vĩ theo đuổi Kim Nhan Chiếu, Hạ Tưởng cũng không quan tâm, sau đó dường như nghe Tiêu Ngũ nói qua một lần, nói là Tôn Hiện Vĩ đang tức giận, tặng hoa lại bị ném đi, tặng quà thì bị gửi trả lại, hơn nữa còn kinh động đến người bạn trai đang ở Đảng Thái Tử ở Bắc Kinh của Kim Nhan Chiếu, bạn trai ở Đảng Thái Tử còn đích thân đến Thiên Trạch một chuyến, gặp mặt Tôn Hiện Vĩ. Cuộc gặp mặt đã nói những gì, sau cùng kết quả như thế nào, Hạ Tưởng cũng không quan tâm. Đối với việc xử lý quan hệ nam nữ và chuyện tranh giành người tình, Tôn Hiện Vĩ rất có kinh nghiệm, không cần hắn phải quan tâm. Tết Nguyên Đán mới trôi qua được vài ngày, thị trưởng Hạ lại tung bom tấn, chấn động toàn bộ thành ủy đề nghị khởi công hạng mục tòa nhà mới Kinh Bắc. Khi nền kinh tế ở Bắc Kinh vừa mới tiến triển, căn cứ vào nhận thức khung của Ủy ban Nhân dân tỉnh và phía Bắc Kinh, quanh việc Bắc Kinh muốn xây dựng 4 tòa nhà mới, bao gồm Kinh Đông, Kinh Bắc, Kinh Nam, Kinh Tây. Thành phố Thiên Trạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ tính và sắp đặt xây dựng tòa nhà Kinh Bắc. Cho đến bây giờ, ngoại trừ tòa nhà mới Kinh Bắc không có động tĩnh gì, các tòa nhà Đông, Tây, Nam đều được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân tại đó, đã bắt đầu khởi công xây dựng từ năm ngoái. Còn thành phố Thiên Trạch do nhiều nguyên nhân, khẩu hiệu thì hô rất lớn, nhưng chỉ quy hoạch đất, lập hạng mục, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Không phải thành phố Thiên Trạch không hưởng ứng sự kêu gọi của tỉnh, cũng không phải cố tình kéo dài thời gian, thực sự sau khi công trình tòa nhà mới Kinh Bắc được lập dự án, không có ai hưởng ứng, khiến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất do dự đều là cái họa bần cùng. Hơn nữa 4 tòa nhà, Thiên Trạch là nơi cách xa Bắc Kinh nhất. Vốn dĩ thị trường bất động sản ở Thiên Trạch nhìn bên ngoài rất phồn vinh, nhưng thực tế tỷ lệ bỏ trống lại rất cao, muốn thu hút những du khách ở Bắc Kinh đến Thiên Trạch mua nhà, thì không có được điều kiện thuận lợi như thành phố Lang chỉ cách Bắc Kinh 20 km, lại không có được ưu thế vật giá thấp như những thành phố khác. Trong vòng kinh tế của Bắc Kinh, Thiên Trạch là một góc nhỏ bị người khác bỏ quên. Lúc này thị trưởng Hạ lại nhắc đến hạng mục tòa nhà Kinh Bắc, là cố tình làm ra vẻ huyền bí hay thật sự trong lòng đã có tính toán. Nhưng thấy thị trưởng Hạ vừa mới thu hút được mấy khoản đầu tư, ai nấy cũng rất kỳ vọng. Nhưng sau khi nghe xong thị trưởng Hạ nói về quy hoạch hạng mục, mọi người lại lo lắng, không hẹn mà cùng nghĩ, có phải thị trưởng Hạ điên rồi không? Quy hoạch hạng mục không có lý trí, căn bản là một cuộc đánh cuộc kinh tế. Chương 938, từng bước tiến gần, thất bại. Trong hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân, Hạ Tưởng đề nghị bước tiếp theo trong trọng tâm công tác là xúc tiến thị trường bất động sản phát triển tốt, trọng điểm phát triển nằm ở hạng mục Kinh Bắc, muốn thu hút 5 tỷ để xây dựng một tòa nhà có diện tích 1.000 mẫu, là một tòa nhà có tính thương mại. 5 tỷ. Dương Kiếm kinh ngạc há to miệng, nhìn Hạ Tưởng với vẻ không dám tin, thị trưởng Hạ chắc chắn không nói gì sai chứ. Lẽ nào không cẩn thận nói 500 triệu thành 5 tỷ? Đối với Thiên Trạch mà nói, đầu tư 100 triệu cũng đã là đầu tư lớn rồi, nếu là 5 tỷ, lẽ nào sẽ có 50 nhà đầu tư đồng thời cùng đến đầu tư vào Thiên Trạch? Đừng nói đùa nữa, bất luận nhìn từ góc độ nào, Thiên Trạch cũng không phải là chọn lựa đầu tiên của các nhà đầu tư, đặc biệt là bất động sản thì lại càng không có hy vọng.
Ít nhất trong giai đoạn hiện nay trong mắt Dương Kiếm, gã không nhìn thấy điểm nào ở bất động sản Thiên Trạch có thể làm lớn. Không những Dương Kiếm kinh ngạc, bao gồm Hứa Phàm Hoa và tất cả những phó thị trưởng khác đều rất kinh ngạc, sau khi kinh ngạc xong, đều không hẹn mà cùng nghĩ, thị trưởng Hạ hoặc là muốn làm công trình sĩ diện, hoặc là muốn phô trương thanh thế, tạo một công trình chiến công của riêng mình. Dù sao cứ nói với bên ngoài là thế này thế kia, sau đó có thể thu hút được nhà đầu tư hay không thì sau này hãng nói. Trước tiên đánh bóng danh tiếng, để tỉnh ủy hài lòng chính là đã đạt được mục đích. Trong ánh mắt Hạ Tưởng như có điện, liếc mắt một cái liền nhận thấy sự hoài nghi trong mắt mọi người, thậm chí có người còn mang thần sắc khinh thường. Hắn cười nhạt, cũng biết đối với thành phố Thiên Trạch mà nói, đầu tư trên 1 tỷ đã là đầu tư lớn rồi, đầy tư 5 tỷ thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm, thậm chí là chuyện lâu đài trên không. Trong lòng hắn đã bày ra một bàn cờ rất lớn, từ lúc bắt đầu ủng hộ cho 10 doanh nghiệp tư nhân, đến những hạng mục đầu tư của Dương Uy, Lý Thấm đều có những trọng điểm khác nhau, v.v. Một loạt những hành động trước đó đều đang chuẩn bị cho hạng mục Kinh Bắc, bây giờ đề ra hạng mục Kinh Bắc với vốn đầu tư 5 tỷ, dường như là một thành công vĩ đại. Thật ra đợi sau khi mấy công trình giai đoạn trước bước đầu đạt được hiệu quả rồi, kéo đến sự chuyển biến tốt về mặt kinh tế, từ đó cũng sẽ mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới cho tòa nhà Kinh Bắc. Với đầu óc kinh tế của Hạ Tưởng, cộng với thủ đoạn kinh tế của Lý Thấm, cộng thêm nguồn giúp đỡ về kinh tế hùng hậu phía sau lưng hắn, và sự đồng lòng với tập đoàn Đạt Tài, số tiền đầu tư 5 tỷ cho tòa nhà Kinh Bắc không phải lâu đài trên không, càng không phải là công trình sĩ diện hay công trình để lấy thành tích gì đó, mà là một việc thực sự có thể nâng cao hình tượng thành phố Thiên Trạch. Đồng thời là một hành động có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Thiên Trạch, một thời gian nữa, nhất định sẽ tỏa sáng. Nhưng bây giờ cũng không cần giải thích quá nhiều, Hạ Tưởng trực tiếp hạ lệnh. Bắt đầu từ hôm nay chính thức thành lập văn phòng thu hút đầu tư của hạng mục tòa nhà Kinh Bắc, tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng, Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa là tổ phó, công việc trọng điểm trong nửa đầu năm nay sẽ tập trung vào hạng mục Kinh Bắc, ai lôi kéo được đầu tư, thì sẽ ghi công lớn cho người đó. Tòa nhà mới Tân Thành không những chấp nhận tất cả những đầu tư ở trong nước, mà sẽ ưu tiên suy xét cho những doanh nghiệp trong thành phố, đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân. Sau khi tan họp, mọi người xôn xao bàn luận. Hành động này của thị trưởng Hạ rốt cuộc là thật lòng suy nghĩ cho sự phát triển của Thiên Trạch, hay còn có dụng ý khác, đều có không ít suy đoán. Dương Kiếm còn ngồi cùng với Lý Hiểu Mẫn, thảo luận cả nửa ngày. Hứa Phàm Hoa lại đến văn phòng Trần Khiết Văn trước tiên. Báo cáo xong quyết định của thị trưởng Hạ trong hội nghị thường vụ, Hứa Phàm Hoa bất mãn nói. Bí thư Trần, một việc lớn như vậy thị trưởng Hạ cũng không báo trước với bà một tiếng, có chút không thể chấp nhận được. Trần Khiết Văn lại thản nhiên khoát tay. Hắn là phía Ủy ban Nhân dân, tôi ở thành ủy, những chuyện ở Ủy ban Nhân dân đương nhiên thị trưởng Hạ có thể làm chủ, không thông báo cũng không có gì. Tuy nói vậy, nhưng vẫn có chút không vui. Hạng mục Kinh Bắc nhiệm kỳ trước cũng đã lập dự án, bây giờ thị trưởng Hạ chẳng qua cũng chỉ khởi động lại hạng mục, cũng không cần phải thảo luận ở hội nghị thường vụ. Hứa Phàm Hoa có thể nhận thấy được sự mất mát bên trong lời nói của Trần Khiết Văn, cũng đúng. Thị trưởng Mao ở nhiệm kỳ trước bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xin chỉ thị của Bí thư Trần. Thị trưởng Hạ bây giờ, độc lập tự chủ, quyền lực cực lớn. Trước đây những người bên dưới vừa nhắc đến thành ủy, thì chỉ nói Bí thư Trần ở thành ủy như thế nào, bây giờ nhắc đến thành ủy, nhất định sẽ nói Bí thư Trần và thị trưởng Hạ như thế nào. Về cơ bản bất kỳ ở chỗ nào, Bí thư thành ủy chính là đại diện cho thành ủy, rất ít khi có chuyện Bí thư và thị trưởng được xếp như nhau. Một khi nhắc đến thành ủy phải nhắc đến thị trưởng, thì đã nói lên một vấn đề, bí thư không gánh nổi đại cục, hoặc là phía sau của thị trưởng rất mạnh, hoặc là thủ đoạn của thị trưởng cao minh, bí thư khống chế không nổi. Bất luận là trường hợp nào, bất kỳ một bí thư nào cũng không hy vọng có một thị trưởng cương quyết, cứng rắn ở trong bộ máy, cho dù bà ta có là một bí thư không có năng lực, cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ quyền lực của mình. Những ngày tháng của Hứa Phàm Hoa trong bộ máy này không dễ sống. Những việc gã quản lý, thị trưởng Hạ đều có những ủng hộ tiêu cực. Lúc gã hợp tác làm việc với những phó thị trưởng khác, người khác cũng không muốn đáp lại gã, nên trong lòng gã cũng cảm thấy không thoải mái. Chủ yếu cũng vì thời gian gần đây bí thư Trần im lặng đi nhiều, dường như bị thị trưởng Hạ làm cho sợ hãi, làm việc âm thầm hơn. Bí thư Trần không vững, lập tức trong bộ máy này gã cũng ngẩng đầu lên không nổi. Hứa Phàm Hoa liền tiếp tục châm ngòi.
Bí thư Trần, tôi cho rằng cần thiết phải chỉ điểm trong cuộc họp, cơ sở kinh tế của Thiên Trạch không được vững mạnh, không chịu nổi sức ép, thị trường hạ tung ra một hạng mục 5 tỷ, hoàn toàn là một việc xây lâu đài trên không, làm tốt, hắn có được thành tích, làm không tốt, thành phố Thiên Trạch mất mặt, bà cũng phải bị liên lụy. Trần Khiết Văn mặt biến sắc, khoát tay áo. Không được nói xấu sau lưng thị trường hạ, những lời cậu nói tôi xem như chưa nghe thấy gì, lần sau không được như vậy nữa. Hứa Phạm Hoa sắc mặt lo lắng, vội nói. Vâng, vâng, tôi nhất thời nóng vội, tôi thật lòng ghi nhận lời phê bình của bí thư Trần. Ra khỏi văn phòng Trần Khiết Văn, Hứa Phạm Hoa lại âm thầm mỉm cười. Gã rất hiểu Trần Khiết Văn, vừa rồi Trần Khiết Văn giả vờ tức giận, chứng tỏ lời nói của gã đã đụng vài chỗ đâu của bà. Nhưng bí thư Trần vẫn thích giữ hình tượng vĩ đại và trong sáng. Nếu bà ấy không nổi giận chứng tỏ không hề có tâm tính gì, nhưng lại nổi nóng với gã, thực ra là bị Hạ Tưởng làm cho tức giận rồi. Nhưng bí thư Trần cũng không tổ chức hội nghị công việc bí thư để bàn về vấn đề tòa nhà Kinh Bắc, bởi vì bà cũng không muốn mang tiếng xấu là một bí thư nhúng tay vào công việc của Ủy ban Nhân dân. Nhưng sau đó, bà vẫn phát biểu trong một đại hội toàn thể cán bộ, nói rằng các cán bộ lãnh đạo phải nghiêm khắc tự hạn chế, phải thực tế, đừng tham vọng quá viễn vông, càng không nên có những tư tưởng cá nhân bành trướng, phần lớn mọi người nghe xong đều cho qua, chỉ có một bộ phận nhỏ cán bộ biết bí thư Trần đang nói bóng gió thị trường hạ. Nhưng sau đó trong lời phát biểu của thị trường hạ, lại có người nghe được ý tại ngôn ngoại. Thị trường hạ nhấn mạnh, kinh tế của Thiên Trạch lạc hậu, tư tưởng bảo thủ, phải tìm nguyên nhân từ chính cá nhân mỗi người, đừng oán trời trách đất. Nếu không còn sẽ tiếp tục lạc hậu nữa. Lạc hậu thì sẽ bị đánh, sẽ phải làm một tài liệu phản diện, bị người ta chê cười, chúng ta thân là người Thiên Trạch, khi đi ra ngoài không còn mặt mũi gì nữa. Không ít người nghe ra ý vị bên trong, sự chia rẽ giữa bí thư và thị trưởng đang ngày càng rộng ra. Bí thư không muốn thay đổi hiện trạng, thị trưởng lại sôi sục ý chí, muốn loại bỏ sự lạc hậu bần cùng của Thiên Trạch. Những người ngồi dưới đều đang nghĩ, phải đứng về bên nào mới có được lợi ích lớn nhất đây. Rất nhiều người đều có cách nhìn không lạc quan về vấn đề thu hút đầu tư xây dựng tòa nhà Kinh Bắc. Dù sao địa thế Thiên Trạch cũng không có gì nổi bật, không có điểm sáng gì có thể thu hút được nhà đầu tư bên ngoài. Vì vậy từ sau khi tấm biển văn phòng thu hút đầu tư xây dựng tòa nhà Kinh Bắc được treo lên, mặc dù đài truyền hình và tòa soạn báo đều có tuyên truyền rộng rãi, nhưng cho dù là những người trong thành ủy hay người dân, đều cho rằng lại là một bề ngoài. Chỉ sớm chớp mà không có mưa, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục không giải quyết gì được. Cũng thật sự giống như tất cả mọi người chờ mong, sau khi văn phòng thu hút đầu tư chính thức thành lập, rất hiếm có những nhà đầu tư có ý đồ đầu tư. Ngoài Trương Vưu ra, tất cả những nhà thầu xây dựng ở Thiên Trạch, hầu như không có ai lộ diện, hầu như không có người hỏi thăm. Đang lúc kẻ khóc người cười, lại phát hiện trong lúc vô tình, thành phố Thiên Trạch lại có những thay đổi không nhỏ. Người đầu tiên phát hiện sự thay đổi này là nhân viên thu phí của đường cao tốc. Trước đây vào mùa đông, số lượng xe từ Bắc Kinh đến Thiên Trạch ít đến mức đáng thương, nhưng mùa đông năm nay lại có xu thế càng ngày càng nhiều. Đặc biệt sau Tết Nguyên đán, liên tục không ngừng, dường như Thiên Trạch có chuyện gì hay xảy ra vậy. Không lâu sau, những chiếc xe vào Thiên Trạch từ xe nhỏ biến thành xe lớn. Những chiếc xe và những thiết bị lớn từ trước đến nay chưa từng thấy xếp rồng rắn thành một hàng dài. Có khi xếp thành một hàng dài đến mấy trăm mét, khí thế hùng hổ, cảnh tượng đồ sộ, có vẻ như không ngừng tăng lên. Ngay cả nhân viên thu phí đường cao tốc cũng cảm thấy vui mừng, dường như có thể thấy được viễn cảnh tốt đẹp của Thiên Trạch. Cùng với sự tăng lên về số lượng của những chiếc xe và những thiết bị lớn, số lượng nhà đầu tư bên ngoài và nhân viên kỹ thuật đến Thiên Trạch cũng tăng lên không ít. Món tiền đầu tư đầu tiên đến là đầu tư xây dựng nhà máy điện sức gió Lam Thiên của công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Điều. Ước tính khoảng 200 triệu tệ, nhưng số tiền đến trước cũng đã 100 triệu. Nhà máy điện sức gió Lam Thiên thuộc huyện Bào Mã. Huyện Bào Mã cách thành phố Thiên Trạch khoảng hơn 100 km, ở phía Bắc Thiên Trạch, vì vậy tất cả những chiếc xe và thiết bị từ Bắc Kinh đến, đều phải đi ngang qua toàn bộ Thiên Trạch, chậm rãi lách thành tiến qua, rồi đi thẳng về phía huyện Bào Mã. Tòa nhà thành ủy nằm ở trung tâm thành phố, nhưng nếu đứng ở tầng 5 nhìn về hướng Tây, có thể thông qua một dải đất mênh mông nhìn thấy đoàn xe cuồn cuộn. Trần Khiết Văn đứng trước cửa sổ, Bì Bất Hưu đứng sau lưng bà, hai người cách nhau nửa bước chân, đang chăm chú nhìn sự nhộn nhịp ở hướng Tây. Thị trường hạ không đơn giản, có gia thế có trình độ chính trị, lại còn có thủ đoạn kinh tế,
là một người trẻ tuổi rất hiếm thấy. Sau đó Trần Khiết Văn cảm thán. Sau khi nhà máy điện Lam Thiên được xây dựng, sẽ là nhà phát điện sức gió lớn nhất trong tỉnh Yên, vượt qua cả nhà máy phát điện sức gió Hồng Lâm của thành phố Chương Trình. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rất quan tâm đến việc đầu tư của nhà máy điện sức gió Lam Thiên, Chủ tịch tỉnh Tống còn đích thân phê duyệt chỉ thị, khen ngợi nhà máy điện sức gió của Thiên Trạch đứng hàng đầu tỉnh. Có thành tích là một chuyện tốt, cũng do Bí thư Trần biết cách lãnh đạo, chứ không phải công sức của một mình thị trưởng Hạ. Bí Bất Hưu nhận thấy tâm tình Trần Khiết Văn không được tốt, không bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt. Không có sự ủng hộ của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố cũng không làm được gì. Không có Bí thư Trần, một mình thị trưởng Hạ cũng không vực dậy nổi đại cục. Biết rõ là những lời nhảm nhí vô dụng, nhưng trong lòng Trần Khiết Văn cũng cảm thấy thoải mái một chút, khẽ gật đầu. Chủ tịch tỉnh Tống phê duyệt chỉ thị cũng không có gì, quan hệ của ông ta và thị trưởng Hạ, trong lòng ai cũng biết rõ, rõ ràng đây là chỗ dựa cho thị trưởng Hạ. Bí Bất Hưu biết Trần Khiết Văn không phải muốn nói đến vấn đề chủ tịch Tống phê duyệt chỉ thị, mà là gần đây ở tỉnh tin tức chủ tịch tỉnh Tống có thể được điều động truyền đi rầm rộ, liền nói theo lời của Trần Khiết Văn. Nếu chủ tịch tỉnh Tống thật sự rời khỏi tỉnh Yên, thị trưởng Hạ liền mất đi chỗ dựa. Vẻ mặt Trần Khiết Văn không vui. Đừng bàn luận chuyện của lãnh đạo tỉnh sau lưng. Bà giả bộ không vui, Bí Bất Hưu trong lòng cũng có tính toán, liền cười cười, chuyển đề tài. Những khoản đầu tư mà thị trưởng Hạ thu hút về, cũng không biết triển vọng doanh thu sau này như thế nào. Nếu lúc đầu làm ầm ĩ náo nhiệt, cuối cùng lại đều thất bại, cũng không biết thị trưởng Hạ sẽ giải thích thế nào với các nhà đầu tư. Là một bí thư thành ủy Thiên Trạch, tôi thật sự hy vọng tất cả các nhà đầu tư đều có một triển vọng phát triển tốt đẹp ở Thiên Trạch, càng hy vọng thị trưởng Hạ có thể mang lại bộ mặt mới cho Thiên Trạch. Trần Khiết Văn bất kỳ lúc nào cũng duy trì hình tượng bên ngoài của mình, mặc dù bà cũng biết rõ Bí Bất Hưu, Bí Nhất Phong, còn có cả Từ Hâm rất hiểu tâm tư của bà. Nhưng trốn quan trường vẫn là trốn quan trường, biết thì biết, nhưng đừng nói ra. Có những việc cần thiết chính là biết nhưng không nói ra, nói ra thì không còn ý nghĩa gì nữa. Phát triển ngành sản xuất điện dùng sức gió, sẽ kéo theo sự phát triển của ngành chế tạo các thiết bị sản xuất điện dùng sức gió cùng phát triển, ví dụ như trụ và cánh của máy thông gió, có lẽ dùng không được bao lâu, sẽ có một loạt doanh nghiệp liên quan sẽ được thành lập ở Thiên Trạch chúng ta. Trần Khiết Văn cũng dùng không ít công phu, nghiên cứu không ít những kiến thức về ngành sản xuất điện dùng sức gió. Có những linh kiện nếu sản xuất ở Thiên Trạch, sẽ giảm được không ít giá thành, cũng sẽ mang lại những cơ hội mới. Bí Bất Hưu lập tức hiểu được ẩn ý của Trần Khiết Văn. Có thể cổ vũ những doanh nghiệp bản địa sản xuất những linh kiện liên quan, cũng có thể giải quyết không ít những vấn đề việc làm. Nói thì dễ nghe, nhưng Bí Bất Hưu cũng biết thực tế Trần Khiết Văn bảo gã đi tìm người xây dựng nhà xưởng, mượn ngọn gió đầu tư mà thị trưởng Hạ kéo về, nhân cơ hội để giành lợi riêng. Vẫn là bí thư Trần lợi hại, đấu tranh chính trị vẫn là đấu tranh chính trị, nhưng món tiền nên kiếm thì vẫn nên kiếm. Tiền của đối thủ cũng là tiền, tiền thì không phân địch bạn. Lão Bì. Trần Khiết Văn ngồi lại trên ghế, ra hiệu cho Bí Bất Hưu cùng ngồi xuống. Kỷ Phong Thanh đã xuống mộ yên ổn, người nhà cũng được giải quyết thích đáng, mọi chuyện cũng đã qua đi rồi. Sắp phải mở đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc rồi. Ủy ban kỷ luật không những phải giải quyết những cán bộ tham ô hủ bại, còn phải phụ trách vấn đề kỷ luật cán bộ. Đến lúc đó tôi sẽ nhấn mạnh thêm với Lão Bùi nữa, nhất định phải bảo đảm cho hai đại hội này tiến hành thuận lợi, không thể để xảy ra bất kỳ sự rối loạn nào. Bí Bất Hưu biết bình yên mà xuống mồ trong lời nói của Trần Khiết Văn cũng ám chỉ nguyên nhân cái chết của Kỷ Phong Thanh cũng cùng mai táng với Kỷ Phong Thanh luôn. Gã cũng tin rằng cái chết của Kỷ Phong Thanh không ai biết chân tướng. Đồng thời Bí Thư Trần cũng chỉ ra sự an toàn trong Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sắp tới, lại có một ám chỉ khác. Mong Bí Thư Trần yên tâm, sự việc trước sau của Kỷ Phong Thanh đã được thu xếp rất thỏa đáng. Bí Bất Hưu trả lời khẳng định, lại nói. Ủy ban kỷ luật là ủy ban kỷ luật thành ủy, nhất định sẽ làm tốt công tác kỷ luật cán bộ, bảo đảm sự an toàn, thuận lợi và phù hợp trình tự của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Câu cuối cùng nhấn mạnh trình tự phù hợp, đương nhiên có một ý nghĩa sâu sắc khác nữa. Ừ, được, ủy ban kỷ luật là ủy ban kỷ luật thành ủy, nói rất hay. Trần Khiết Văn cuối cùng cũng mỉm cười, bộ dạng rất vui vẻ. Đợi lát nữa tìm Lão Bùi nói chuyện một chút, vấn đề an toàn là vấn đề quan trọng nhất,
theo thông lệ hàng năm, trước khi Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc diễn ra phải làm rõ ràng. Ngay cả Trần Khiết Văn cũng không ngờ, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc lại có sự rối loạn lớn, thiếu chút nữa sẽ trở thành một sự kiện chính trị không thể cứu vãn được. Mỗi khi có lãnh đạo cấp trên đến thị sát công việc, hoặc trước khi triệu tập Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đều có những công việc dọn dẹp cần phải làm. Cái gọi là dọn dẹp, chính là đem hết những hộ bị cưỡng chế oan, những nhân viên lưu lạc, những người không phận sự trong xã hội, thậm chí là những người ăn xin nhìn không được thuận mắt, thầy tướng số trong toàn bộ Thiên Trạch, dồn lại trong một chiếc xe buýt, bắt hết, sau đó đem đến chỗ giáp giới với thành phố Chương Trình, ném hết xuống. Cũng vì muốn bảo đảm trong chuyến thị sát của cấp trên hoặc trong cuộc họp, nếu như có một tên nào đó không biết trước sau xuất hiện chắn trước tầm mắt lãnh đạo, hoặc làm loạn trong đại hội, thì sẽ trở thành chuyện lớn vô cùng. Vì vậy dọn dẹp đã trở thành một quy định bất thành văn, mỗi năm cũng tiến hành vài lần, cơ bản đều do Bùi Nhất Phong sắp xếp người làm việc này. Sở dĩ kéo đến nơi giáp giới với thành phố Chương Trình, là vì hàng năm thành phố Chương Trình cũng làm như vậy, hai thành phố thay nhau tặng người cho nhau. Nơi giao nhau của hai thành phố là một nơi núi non trùng điệp, gọi là huyện Kim Sơn, thực ra là một nơi nghèo nàn, gọi là Kim Sơn nhưng lại không có gì quý giá. Kim Sơn là một huyện ngoại ô thành phố Thiên Trạch kéo người đến đó thì danh chính ngôn thuận, nhưng thành phố Chương Trình cũng kéo người đến đó thì có chút không hiểu nổi. Huyện Ngân Sơn là huyện giáp giới với huyện Kim Sơn thuộc quản lý của thành phố Chương Trình, thành phố Thiên Trạch tức lắm, liền kéo người đến bên cạnh huyện Ngân Sơn, để những nhân vật giang hồ đó đi đến huyện Ngân Sơn. Thành phố Chương Trình cũng bào chế đúng cách. Mỗi năm hai thành phố đều vì chuyện kéo người mà gây lộn. Kéo qua kéo lại cũng không biết kéo đi đâu, liền trở thành một chuyện không biết phải làm sao. Dù sao anh vứt người qua chỗ tôi cũng vứt người qua bên chỗ anh. Anh vứt 40 người, được, tôi vứt 50 người, liền trở thành thế giằng co. Chương 939, tai họa ngầm, bùng nổ, thất bại. Hai bên lôi kéo giằng co thì không sao, nhưng chưa từng có ai quan tâm tới số phận của những người đầu trộm đuôi cướp bị, trục xuất, đó rốt cuộc như thế nào. Họ sống hay chết, có đồng ý bị điều về hay không, không có ai hỏi thăm cũng chẳng có ai để ý. Cũng có thể do năm nay trận tuyết đầu tiên đến sớm hơn mọi năm, lúc Bùi Nhất Phong chỉ huy người làm công tác dọn dẹp mới phát hiện, số lượng những lưu manh này còn nhiều hơn những năm trước hơn gấp đôi, gã không khỏi cảm thấy đau đầu. Số người nhiều hơn gấp đôi, chứng tỏ phải dùng thời gian gấp đôi mọi năm để dọn dẹp họ, mà hội nghị lần này cũng không có đề tài thảo luận gì quan trọng. Nhưng cũng có việc quan trọng cần âm thầm thực hiện. Thật thiếu cách phân thân, gã day day cái huyệt thái dương đang căng ra, nhìn không trung âm trầm phía bên ngoài, nghĩ thầm rằng tuyết đừng rơi nữa mới tốt. Tuyết vừa rơi, đường trơn nên khó đi, huyện Kim Sơn lại toàn đường núi, nếu như không kịp thời gian dọn dẹp những bọn lưu manh này, bí thư Trần lại có lời để nói rồi. Lần trước gã ủng hộ đề nghị của thị trưởng Hạ ở hội nghị thường vụ, sau đó liền khiến bí thư Trần rất oán giận gã. Chỉ trích gã và bì bất hiu, từ hâm thấy lợi quên nghĩa. Ai thấy lợi mà không quên nghĩa? Đừng nói đùa nữa, không phải chỉ có bí thư Trần bà được lợi, không phải vì bảo vệ quyền uy của bà, nên bà mới phản đối đề nghị của thị trưởng Hạ. Hơn nữa đề nghị của thị trưởng Hạ thật sự cũng lập trường công minh, điểm xuất phát cũng tốt, tại sao lại không ủng hộ? Đấu tranh chính trị là đấu tranh chính trị, lợi ích kinh tế là lợi ích kinh tế, không thể trộn lẫn vào nhau để nói. Sĩ diện cần có, tiền cũng cần kiếm. Một người nghèo kiết xác thì không có sĩ diện, một người cứ sống chết cần sĩ diện thì chắc chắn chịu khổ. Có nhiều lúc, suy nghĩ của phụ nữ không thể hiểu nổi, không có cách nào giải thích được. Nhưng Bùi Nhất Phong cũng hiểu rõ một điều rằng, giữa gã và thị trưởng Hạ, quả thật còn có một khoảng cách quá lớn. Thực tế vẫn là quan hệ với bí thư Trần, hợp tác vẫn còn quá chia rẽ. Vì vậy sau khi sự việc kết thúc hắn cũng phải giải thích rõ ràng với Trần Khiết Văn, nói rằng có chuyện dễ kiếm, nên gã mới ủng hộ thị trưởng Hạ một chút cho thích hợp, dù sao thị trưởng Hạ cũng là nhân vật thứ hai chẳng phải sao. Có chuyện dễ kiếm mà không kiếm là tên ngốc, trong chuyện này gã có được lợi lộc thì đứng về phía thị trưởng Hạ hò hét một chút, nhưng nếu trong chuyện khác, chắc chắn sẽ duy trì sự đồng nhất với bí thư Trần. Lời của gã coi như rất huyền chuyển, bị bất hiu thà rằng không giải thích nhiều với Trần Khiết Văn. Chỉ cười mà không nói gì, thể hiện đầy đủ lòng dạ và sự giảo hoạt của một con cáo già. Còn Từ Hâm ngược lại ngang ngược nói một câu. Nhúng tay quá nhiều vào công việc của ủy ban, sau cùng cũng không hay ho gì.
Một câu nói khiến Trần Khiết Văn tức giận vô cùng, mà cũng khiến bà bình tĩnh lại được, không còn truy cứu đến cùng với sự việc này nữa. Sắp tới Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đại hội hàng năm phải là một đại hội viên mãn, thắng lợi, năm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ. Nhưng cái chết của Kỷ Phong Thanh lại mang đến một sự tiềm tàng cho đại hội lần này. Thật ra Kỷ Phong Thanh cũng quá ngốc, cho dù làm súng, cũng không quá bạc đãi y, cuối cùng cũng lấy lợi lộc gì đó để che miệng y, không ngờ không chịu làm súng mà còn tự sát, quả thật có chút đầu óc không được linh động. Tuy Kỷ Phong Thanh đã chết, nhưng dấu vết còn lại trong Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, còn có thể phát tác, bởi vì Bí thư Trần nhất định không chịu để yên. Ở thành phố Thiên Trạch, Bí thư Trần nói 102 cũng đã nhiều năm, nhất thời không những bị thị trưởng Hạ lấy đi vị trí cục trưởng cục đất đai, lại còn bị hắn quật một vố trong hội nghị thường vụ, rất mất mặt, trong lòng bà bất mãn muốn giải phóng cũng dễ hiểu. Cho dù Bùi Nhất Phong cũng không hài lòng lắm về thị trưởng Hạ, thành phố Thiên Trạch nghèo nàn lạc hậu cũng mấy chục năm rồi, chỉ dựa vào một người trẻ tuổi như cậu lại mong có thể dùng 2-3 năm để vực dậy nền kinh tế. Người trẻ tuổi thường rất cuồng nhiệt, ước vọng quá xa vời mà không đi liền với thực tế. Phải biết rằng, làm sống dậy nền kinh tế là một chuyện tốt, nhưng bước quá nhanh, không những dễ bị té, còn rất dễ bị thương ở chân. Cậu làm sống dậy được nền kinh tế của cậu, lợi ích của người khác nhất định sẽ bị tổn hại. Hơn nữa vừa làm lớn chuyện lên thì sẽ gây động tĩnh rất lớn, thành phố Thiên Trạch già yếu quá rồi chịu không nổi, Bí thư Trần tuổi cũng đã lớn rồi, gánh không nổi sức ép. Cũng nên làm cho thị trưởng Hạ biết tay rồi, nếu không hắn cứ thích gây sức ép cho người khác. Nếu đại hội này mở ra, có những chuyện sau khi xảy ra rồi sẽ khiến hắn an phận hơn một chút, cũng coi như một sự kiện tốt. Bùi Nhất Phong cân nhắc nửa ngày, gọi điện thoại cho Điền Tinh Vận. Lão Điền, gần đây Lưu Nhất Cửu thế nào? Còn nữa, phương hướng trong cục ổn định không? Bùi Nhất Phong là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng cục công an, nắm rất rõ tình hình trong cục, nhưng bên trong cục lại có một Lưu Nhất Cửu, hơn nữa đừng thấy Lưu Nhất Cửu bình thường không màng chính sự, nhưng cũng có những mê lực nhân cách nhất định. Những cảnh sát trong cục, nhất là nhóm người trong đội hình sự, 10 người thì có 8 người phục Lưu Nhất Cửu, khiến gã cũng không có cách nào khác. Nhóm cảnh sát hình sự thường ra ngoài điều tra vụ án cùng nhau, vào sống ra chết, tình cảm giữa họ rất thân thiết, lại rất đoàn kết, rất khó chế phục. Có thể nói xếp hạng của Lưu Nhất Cửu so với những phó cục trưởng khác không được xếp ở top đầu, nhưng y lại là một phó cục trưởng được mọi người công nhận nhất, uy vọng cao, thắng hẳn Bùi Nhất Phong. Gần đây Lưu Nhất Cửu đến huyện Bào Mã điều tra vụ án về thuốc phiện, đi hơn nửa tháng rồi. Y không ở cục, Bùi Nhất Phong mắt không thấy tâm không phiền nên cũng thanh tịnh hơn nhiều. Bây giờ lại sắp triệu tập đại hội, không biết sao đột nhiên lại nghĩ đến Lưu Nhất Cửu, sợ y đột ngột quay về. Thật ra y quay về cũng bình thường, báo cáo tình hình vụ án, xin chỉ thị công việc, có rất nhiều lý do, nhưng Bùi Nhất Phong cho rằng Lưu Nhất Cửu không quay về thì còn được, vừa quay về thì chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Thân là nhân vật số 1 trong cục, lại sợ một nhân vật đứng thứ 2 vốn dĩ là một chuyện rất mất mặt, lại còn lúc nào cũng lo lắng y đột nhiên quay về gây thêm phiền phức, lại là một chuyện đáng xấu hổ không dám nói ra bên ngoài. Cũng may Điền Tinh Vận là một phó cục trưởng trong cục khá trung thành với gã, những chuyện gì gã không tiện ra mặt, thì đều do Điền Tinh Vận âm thầm bày ra. Không có tin tức gì, con người Lưu Nhất Cửu cũng không phải ông không biết rõ, không bình thường, lúc chỗ này lúc chỗ kia, bây giờ cũng không biết rõ đang ở đâu nữa. Nghe nói ở huyện Bào Mã có một người tình của y, ha ha, bắt hay không bắt kẻ buôn bán thuốc phiện trước tiên chưa cần nói. Bây giờ đã là mùa đông rồi. Cùng ở chung một chỗ với người tình, lại uống đến gần say, y đã vui vẻ đến quên cả trời đất, không muốn quay về rồi. Điền Tinh Vận có chút háo sắc, hay nói chính xác hơn, không phải hơi, mà là rất háo sắc, việc gì cũng liên tưởng đến quan hệ nam nữ. Nói bậy bạ, vừa mới nói đã nói đến chuyện bậy bạ, ông không thể nghĩ tới tiền đồ gì rộng rãi được ư. Bùi Nhất Phong nói chuyện với cấp dưới, từ trước đến nay luôn nói thô thiển. Điều gã không thích nhất là họp hội nghị thường vụ, mọi người nghiêm trang dở giọng quan thoại ra nói, rất mất tự nhiên. Tinh Vận, công việc dọn dẹp năm nay nhất định phải làm thật tốt, làm tốt rồi, sẽ là một công lớn. Làm không tốt, Bí thư Trần không vui, tôi cũng sẽ chửi. Điền Tinh Vận biết tính Bùi Nhất Phong, cười ha ha một mạch. Cục trưởng Bùi, ông cứ yên tâm, mấy năm nay rồi, năm nào cũng làm việc này lẽ nào còn làm không tốt được sao?
cũng giống như mình với chị em phụ nữ vậy, tối không mở đèn, nhắm mắt cũng có thể làm được. Bùi Nhất Phong cười ha hả, buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn thời tiết càng ngày càng mù mịt bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại có một tia lo lắng mơ hồ. Một tuần sau, ngày 26 tháng 2 năm 2007, hội nghị lần thứ 5 kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thiên Trạch được long trọng khai mạc trong tiếng hát quốc ca hào hùng. Chủ tịch Lý Nhạc và Phó Chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc thành phố ngồi ở hàng ghế đầu, những người ngồi ở hàng ghế đầu còn có những nhân vật lãnh đạo của thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố và các lãnh đạo của Thiên Trạch bao gồm Trần Khiết Văn, Hạ Tường. Các đồng chí lão thành đã từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong thành phố cũng nhận lời mời tới tham dự hội nghị, cũng được ngồi ở hàng ghế đầu. Sau đó, Phó Chủ tịch Thường vụ Mặt trận Tổ quốc báo cáo công tác trong kỳ họp thứ 11 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cuối cùng, hội nghị Mặt trận Tổ quốc kết thúc viên mãn. Ngày hôm sau, trong tiếng quốc ca trang nghiêm, hội nghị Hội đồng Nhân dân lần thứ 6 trong kỳ họp thứ 11 được long trọng khai mạc trong sự chú ý của mọi người. Sau khi trình tự khai mạc được tiến hành xong, thị trưởng Hạ Tưởng đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố làm báo cáo công tác của Ủy ban Nhân dân. Buổi chiều, các đoàn đại biểu họp về báo cáo công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố và các chương trình hội nghị khác, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Theo lịch trình, thời gian mở hội nghị kéo dài 3 ngày, phải xem xét thông qua 6 nghị quyết. Thời gian rất cấp bách, trung bình mỗi ngày phải thông qua 2 nghị quyết. Về cơ bản các nghị quyết đều được thuận lợi thông qua, ai ngờ ngày cuối cùng, lại có 2 sự bất ngờ xảy ra. Thứ nhất, có đại biểu thể hiện sự hoài nghi với chính sách giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân của Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu Ủy ban Nhân dân giải thích cụ thể tình hình chấp hành, đồng thời tỏ thái độ nghi ngờ đối với danh sách giúp đỡ cho các doanh nghiệp tư nhân lại đưa cho các nhà đầu tư bên ngoài. Thứ hai, có 15 đại biểu đột nhiên đưa ra kiến nghị lâm thời, đề xuất rằng không tín nhiệm thị trưởng Hạ, yêu cầu đổi thị trưởng, Dương Kiếm là người được đề cử. Dựa theo trình tự và quy tắc tổ chức, 10 vị đại biểu hợp lại cùng nhau có thể đưa ra kiến nghị lâm thời, bây giờ có 15 vị đại biểu cùng liên kết lại, nhất định phải xử lý thật tốt, hoàn toàn phù hợp với trình tự. Một viên sỏi làm nổi lên nhiều tầng sóng. Cũng không phải chưa từng có kiến nghị không tín nhiệm thị trưởng được phát biểu lên trong hội nghị Hội đồng Nhân dân trong nước, nhưng cũng rất ít. Không ngờ việc này lại thực sự xảy ra bên cạnh mình, khiến không ít vị đại biểu Hội đồng Nhân dân ngạc nhiên. Chương 940, trở tay không kịp, thất bại. Chẳng những tất cả mọi người đều khiếp sợ không hiểu, ngay cả Dương Kiếm cũng bị biến cố bất ngờ này làm sợ cho ngất xỉu, ai lại hại gã chứ, làm phiền phức thêm cho gã. Đề nghị gã là người được đề cử làm thị trưởng, không phải cất nhắc gã, mà là bỏ gã lên lò than để quay, khiến gã mất mặt xấu hổ, khiến gã nổ một phát súng về phía thị trưởng Hạ, đồng thời khiến các vị lãnh đạo tỉnh thấy ngột ngạt. Thủ đoạn ác độc bao nhiêu, Dương Kiếm thiếu chút nữa tức giận đến sôi máu. Nhưng ở trong hội nghị, gã vẫn giữ được sự trấn tĩnh, gã là phó thị trưởng, nhất định phải nhận sự giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân, còn phải đi lại giữa các đoàn đại biểu. Nhìn một cái, làm tốt công tác của đoàn đại biểu. Mặc dù 15 người đề nghị là kiến nghị lâm thời, đồng thời cũng chỉ là thảo luận trong phạm vi nhỏ, chưa chính thức đệ trình lên đoàn chủ tịch. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, cho dù có đệ trình lên đoàn chủ tịch cũng rất khó xếp vào nội dung chính trong đại hội, càng không thể tiến hành biểu quyết trong đại hội. Nói rõ ràng hơn, cho dù thật sự đệ trình lên hội nghị để biểu quyết, hơn nữa thành công thông qua đề nghị bãi nhiệm thị trưởng Hạ, lại để Dương Kiếm thuận lợi lên làm thị trưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch. Nếu tỉnh ủy bất đắc dĩ không thể không chấp nhận, tất cả mọi người đều biết rõ, mặc dù thị trưởng Hạ đã bãi chức quan, hơn nữa tiền đồ chính trị cũng gặp trở ngại, nhưng so với việc bãi nhiệm chức quan của thị trưởng Hạ, những lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền thành phố Thiên Trạch, cho đến bộ máy thành viên trong Hội đồng Nhân dân, sẽ hoàn toàn bị phá hỏng tiền đồ chính trị. Thậm chí khả năng mấy tháng sau sẽ bị tỉnh ủy điều chỉnh những người nên điều chỉnh, bãi nhiệm những người nên bãi nhiệm, xử lý theo pháp luật những người nên xử lý theo pháp luật. Một bộ máy thành ủy và hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân không nghe lời, tự mình làm chủ, chính là không phù hợp tư cách về mặt chính trị, tư tưởng không kiên định. Không thể kịp thời lĩnh hội ý đồ của tỉnh ủy, không thể kiên trì quán triệt chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, tất nhiên cũng sẽ bị loại bỏ để tổ chức lại. Nếu sự việc có thể khống chế thì còn được, nếu làm lớn lên rồi, Hạ Tưởng bị ảnh hưởng thì không cần nói đến Bí thư Thành ủy Trần Khiết Văn và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Sử Đại Hải đương nhiên phải đứng mũi chịu sào chịu trách nhiệm về chính trị.
Trần Khiết Văn giận tím mặt. Sử Đại Hải giận đến nỗi không thể nói gì. Trong hội nghị thường vụ được mở ngay sau đó, Sử Đại Hải cũng dự thính hội nghị. Bí thư Thành ủy Trần Khiết Văn đập bàn, yêu cầu các ủy viên thường vụ hành động thiết thực hơn, canh phòng nghiêm ngặt, cấm các đại biểu liên kết lại với nhau, cấm các sự kiện chính trị ngoài dự kiến xảy ra. Nếu không, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm. Bà còn yêu cầu Bí Bất Hưu đích thân ra mặt, yêu cầu các đồng chí ở ủy ban kỷ luật nhấn mạnh kỷ luật đảng viên với đại biểu trong các nhóm, phải nhận thức rõ tình thế, phải quan tâm tới tình hình đại cục chính trị. Trong cuộc họp, Dương Kiếm cúi đầu, không nói gì. Hạ Tưởng là đương sự, không hề có sự rối loạn như trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Trong lòng người khác nghĩ như thế nào, Hạ Tưởng cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết, Trần Khiết Văn tuy có bộ dạng bực tức, nhưng việc này phân nửa là bà ta đứng sau giật dây. Bởi vì ai cũng không có được quan hệ thân thiết như bà ta và Sử Đại Hải, ai cũng không có được sức ảnh hưởng lớn như bà ta đối với Hội đồng Nhân dân. Những cái khác không nói đến, chỉ những vật kỷ niệm mà mỗi đại biểu trong Hội đồng Nhân dân nhận được, đều do đơn vị liên quan của Trần Khiết Văn tài trợ. Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân hàng năm, các đại biểu đều có quà cầm về. Thông thường quà này đều do các doanh nghiệp trong Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội đồng Nhân dân tài trợ, thường là một bộ đồ lót, một đôi giày, hoặc những nhu yếu phẩm hàng ngày. Thông thường giá trị cũng khoảng 400-500 tệ, vừa cầm cho vừa tay, vừa không để người khác nói này nói kia. Tục ngữ nói cầm của người tay mềm đi, ăn của người miệng ngắn lại, ai bỏ tiền để tài trợ, người đó có nhân duyên trong Hội đồng Nhân dân. Tiêu Dật Lăng trong Mặt trận Tổ quốc thành phố là người tài trợ năm nay. Hạ Tưởng cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, nếu hắn đoán không lầm, kỳ thật hội nghị Hội đồng Nhân dân năm nay có hai vấn đề xảy ra, thứ nhất là vấn đề tác phong sinh hoạt của hắn bị một số đại biểu nêu ra, trước tiên cũng chỉ nói riêng tư với nhau thôi, đương nhiên vấn đề tác phong sinh hoạt không thể đưa ra bàn trước hội nghị, sẽ không có ai đưa ra kiến nghị gì. Nhưng sau đó lại bùng nổ kiến nghị lâm thời bầu lại thị trưởng, hai thủ đoạn, một hô một ứng, tuyệt đối có thể khiến hắn đầu óc choáng váng. Đối phương cần không phải loại bỏ hắn, mà là bôi cho chát chấu lên mặt hắn, đả kích uy quyền của hắn, khiến hắn xấu hổ, khiến hắn mất mặt. Chỉ có điều Kỷ Phong Thanh tự sát rồi, vấn đề tác phong sinh hoạt không dậy nổi làn sóng nào. Ủy ban Nhân dân đương nhiên phải tiếp nhận giám sát của Hội đồng Nhân dân, đương nhiên phải bị chế ước. Mặc dù trên hình thức, nhưng cũng phải quan trọng trình tự. Hạ Tưởng cũng thừa nhận, quả thật cũng là một thủ đoạn rất sắc bén. Điểm anh minh còn nằm ở việc đề bạt Dương Kiếm làm thị trưởng, lại là một kế châm ngòi ly gián. Vừa có thể ly gián tính đồng minh giữa hắn và Dương Kiếm, lại vừa đồng thời với việc đả kích uy quyền của hắn, bỏ Dương Kiếm lên lửa để nung, làm cho Dương Kiếm mất điểm nhiều hơn. Chẳng những khiến những người không rõ chân tướng trong thành ủy xem thường Dương Kiếm, còn khiến lãnh đạo tỉnh ủy cho rằng Dương Kiếm không có kiến thức chính trị, dám không nghe chỉ thị của tỉnh ủy tự mình thao túng tuyển cử, là biểu hiện của tư tưởng chính trị không thành thục. Hạ Tưởng căn bản không tin Dương Kiếm âm thầm thao túng. Không ai ngốc đến nỗi tự mình đi thu phục đại biểu để họ đề nghị mình làm thị trưởng, ai mà không biết cán bộ đảng. Chính mình tự đưa mình lên được sao? Đảng không cho anh một chỗ, anh lên rồi cũng phải tự ngã xuống, không có gốc rễ mà. Với hiểu biết chính trị của Dương Kiếm, còn không đến mức làm chuyện ngốc nghếch như tự mình đi phá trường thành. Dương Kiếm từ sau khi bước vào, mặt vẫn xanh, không nói tiếng nào. Tuy từ đầu đến cuối Trần Khiết Văn không hỏi gã câu nào, nhưng từ trong những câu chất vấn và những ánh mắt như tia điện của mọi người có thể thấy mọi người đã vạch một vạch đen cho gã, làm nơi cho mọi sự chỉ trích. Bất luận có tin là gã gây nên hay không, dù sao tiếng xấu của gã cũng được xác định rồi. Thật không ra sao cả, Dương Kiếm hận tới nỗi muốn thẳng thừng chửi thề. Gã dường như có thể đoán được là thủ đoạn của Trần Khiết Văn, còn người hành động cụ thể không phải Bí Bất Hưu thì cũng là Bùi Nhất Phong, chắc chắn là mấy lão già chết tiệt già rồi mà không chịu chết. Một con mụ tàn, hai lão già không chịu chết, cùng nhau chơi xấu tôi nhất định phải chơi đẹp lại. Lúc hội nghị lâm thời sắp chấm dứt, Trần Khiết Văn mới ôn tồn nhỏ nhẹ nói. Đồng chí Dương Kiếm không cần có gánh nặng tư tưởng, thành ủy tin tưởng đồng chí. Cá nhân tôi cũng cho rằng đồng chí không phải là người thao túng đoàn đại biểu. Sự việc sẽ được điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho đồng chí. Cơn giận đè nén từ lâu của Dương Kiếm đột nhiên bộc phát. Mẹ nó đứa nào muốn hãm hại tôi? Tôi đã lăn lộn trong quan trường đến nửa đời người rồi,
ngay cả việc phục tùng sự sắp xếp và bổ nhiệm của lãnh đạo cấp trên cũng không hiểu. Còn cố ý gây sự trong lúc không phải thời điểm bầu cử. Mẹ nó tôi ngu như vậy, mà còn có được ngày hôm nay sao? Tôi không phục, ai đánh lén tôi sẽ cho người đó ngủ không yên. Tôi đi tìm đoàn đại biểu, xem bọn họ nhận được chỉ thị của ai để hại tôi sẽ làm đến cùng với người đó. Dương Kiếm nói thô thiển, hơn nữa còn đóng sầm cửa bước đi, để lại các ủy viên thường vụ trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Tưởng lên tiếng. Có đại biểu nói đến chuyện không tín nhiệm thị trưởng là tốt, chứng tỏ đại biểu Hội đồng Nhân dân làm việc theo quyền lợi có trong tay, chúng ta không thể áp đặt đơn giản. Tôi cho rằng, chuyện này cần thiết phải báo cáo lên tỉnh ủy, thậm chí có thể công khai lên truyền thông, nói không chừng còn có thể mở rộng trong cả nước, khiến nhân dân cả nước đều có thể đánh giá cao hơn một chút về đại biểu Hội đồng Nhân dân Thiên Trạch. Trần Khiết Văn không ngờ Hạ Tưởng không che giấu, còn muốn làm lớn chuyện, thật sự ngoài dự đoán của bà. Làm ra việc đáng xấu hổ, ai mà không muốn tìm mọi cách che giấu, Hạ Tưởng thật sự khí độ đại lược, còn sợ sự ảnh hưởng của chuyện này không đủ lớn, hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Trần Khiết Văn cũng biết rõ Hạ Tưởng không sợ làm lớn chuyện, làm càng lớn, tỉnh ủy lại càng tức giận. Nếu muốn điều tra đến tận cùng, không khó để điều tra ra ai là người đứng sau, bà liền lắc đầu nói. Thị trưởng Hạ không cần nói những lời tức giận, xảy ra chuyện, là trách nhiệm của thành ủy, cũng không phải một mình cậu chịu trách nhiệm. Hạ Tưởng nắm ngay điểm sơ suất trong lời nói của Trần Khiết Văn. Tôi cũng muốn hỏi bí thư Trần, tôi có trách nhiệm gì? Trong chốc lát bí thư Trần bị nghẹn, thị trưởng Hạ có trách nhiệm ở đâu? Lẽ nào bí thư lại nói thẳng trước mặt mọi người công việc của thị trưởng làm không được tốt, như vậy chẳng phải trở thành cấp trên giáo huấn cấp dưới rồi sao? Thị trưởng thì không có quyền hạn cao như bí thư, nhưng cũng không phải là cấp dưới mà bí thư có thể tùy ý phê bình. Mối quan hệ giữa bí thư và thị trưởng vô cùng tinh tế, rất khó mà nắm được độ cân bằng. Cũng may, điện thoại vừa lúc vang lên, xem như giải vây thay cho Trần Khiết Văn. Là Mai Thái Bình gọi đến, câu đầu tiên đã nói. Bí thư Trần, không khí chính trị ở thành phố Thiên Trạch không được tốt, phải tăng cường một chút về tác phong xây dựng đảng rồi. Nếu câu đầu tiên là một câu còn khá khách khí, thì câu thứ hai lại giáo huấn Trần Khiết Văn. Một nhân vật lớn như thế, làm ra thành cái bộ dạng gì? Người càn quấy thành ủy Thiên Trạch có tư cách lớn nhất là bà, người khác tôi không nói làm gì, chỉ cần xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, tỉnh ủy nắm đầu bà để hỏi. Trần Khiết Văn còn chưa kịp nói gì, Mai Thái Bình cũng không hề khách khí gác máy. Mai Thái Bình chính là Mai Thái Bình, thực sự muốn đứng lên, vẫn là tính tình độc tài. Mặt Trần Khiết Văn tái đi, tức giận nhìn Hứa Phàm Hoa một cái. Hứa Phàm Hoa chột dạ cúi đầu, trong lòng thấy không phục, tôi mới là người chịu tiếng xấu cho người khác. Xin lỗi rồi bí thư Trần, đừng trách tôi, trách thì trách Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong, còn cả Từ Hâm không biết làm việc, nào có đạo lý bắt tôi gánh trách nhiệm. Để cho người khác nhắc đến tôi còn có thể là người hầu dưới tay thị trưởng Hạ được nữa hay không? Không bị chỉnh đến chết mới lạ. Thật ra dựa theo sắp đặt trước khi sự việc xảy ra, vốn dĩ người được đề cử lên làm thị trưởng là Hứa Phàm Hoa, để Hứa Phàm Hoa làm bia ngắm. Không ngờ sau khi Hứa Phàm Hoa nghe nói, liền âm thầm dở thủ đoạn, cuối cùng lúc đề nghị người được chọn tên lại là Dương Kiếm, khiến cho Trần Khiết Văn cũng tức giận vô cùng. Dương Kiếm là người của Mai Thái Bình, Mai Thái Bình là người có tiếng thích bao che khuyết điểm hơn nữa còn không thích nói lý lẽ, không ai muốn đụng đến lão. Nhưng thật không ngờ, tên Hứa Phàm Hoa này ngoài mặt thì đồng ý vậy thôi. Trước mặt khác sau lưng khác, đột nhiên lại tự mình làm chủ nêu tên Dương Kiếm, khiến cho phương hướng của sự việc lại chuyển sang một hướng khác. Đồng thời cũng đánh một đòn khiến Trần Khiết Văn trở tay không kịp. Trước kia bất luận là đám người Bì Bất Hưu hay Hứa Phàm Hoa, đều nghe lời bà răm rắp, chưa từng làm trái. Bây giờ tốt lắm, Hạ Tưởng vừa đến, sự tình lại có thay đổi rồi, tại sao lại như thế này được chứ? Trần Khiết Văn dường như phải hò hét. Trong lòng không chịu nổi áp lực của sự tức giận này. Nếu không phải Hứa Phàm Hoa làm cho phức tạp, sự việc đâu đến nỗi như bây giờ. Được lắm, đường đường là một bí thư tỉnh ủy lại nắm đầu bà để hỏi, bà làm thế nào để đối mặt với chất vấn gay gắt của lãnh đạo tỉnh ủy đây? Bỗng nhiên, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ầm ĩ và va chạm nhau, có người hét lớn. Không hay rồi, phải xảy ra án mạng rồi. Sắc mặt Trần Khiết Văn thay đổi hẳn. Hội nghị Hội đồng Nhân dân năm nay lẽ nào lại là một hội nghị càn quấy hay sao? Chương 941,
gió lớn tuyết mạnh, thất bại. Đoàn đại biểu đề cử Dương Kiếm là thị trưởng chính là đoàn đại biểu huyện Bào Mã. Bí thư huyện ủy Bào Mã tên Biện Hữu Thủy, cái tên rất nữ tính. Trên thực tế là một ông già thô kệch cao to. Chủ tịch huyện Trương Hòa Hưng, tên như người vậy, bộ dạng cưới giống như hòa khí sinh tài. Đáng tiếc ông ta là làm quan chứ không phải là thương nhân. Do đó, ông ta luôn mang nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười trên mặt, trở thành biệt danh là nụ cười nham hiểm. Sau khi Dương Kiếm tức giận lao ra phòng họp bị một cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cho tỉnh ra rất nhiều. Khi đứng ở trong sân hút thuốc suy nghĩ thì gặp ngay Bành Vân Phong. Bành Vân Phong tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, đi lên phía trước châm thuốc cho Dương Kiếm. Anh ta thân là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân, mối quan hệ giữa anh ta với Dương Kiếm cũng không tồi. Nói xong mấy câu, Dương Kiếm liền bắt đầu mắng. Chẳng ra cá thá gì cả. Dám ức hiếp tôi thế sao? Tôi nhất định sẽ trả lại, để bọn họ phải thu dưỡng vào. Đừng có tưởng suốt ngày bắt nạt được người khác không làm chuyện chính. Tôi ngốc thế sao? Tự mình dựng bia cho người khác bắn sao? Trong cơn tức giận, Dương Kiếm thiếu chút nữa là nói ra tên. Không nhịn được nhưng anh ta vẫn phải nuốt vào trong. Dù sao thì ở trước mặt Bành Vân Phong cũng cần giữ gìn hình tượng cấp trên. Bành Vân Phong liền trấn an Dương Kiếm vài câu, đương nhiên cũng là nói qua qua thôi. Nói một cách rất mượt mà và cũng rất chú ý. Cấp dưới an ủi cấp trên nói thẳng quá thì sẽ dễ khiến cho cấp trên hiểu nhầm là bạn có thái độ mình đang ở trên cao nhìn xuống. Nói quá nhiều thì càng khiến cấp trên hoài nghi rằng bạn đang có tâm trạng vui sướng khi người khác gặp nạn. Vì thế nên cần phải nắm được chừng mực. Cũng may Bành Vân Phong nói cũng coi như khéo léo, cũng nói đến tâm trạng của Dương Kiếm. Dương Kiếm nghe xong vô cùng thoải mái, trong lòng đã nghĩ, chả trách thị trưởng hạ trọng dụng Bành Vân Phong. Anh ta đúng thật là một nhân vật khéo léo. Thời gian nói chuyện, không ngờ tuyết rơi. Dương Kiếm liền cảm thán nói. Năm nay tuyết thật nhiều, chuyện cũng nhiều. Vâng, chuyện này nối tiếp chuyện khác, khiến người ta đến hoa mắt chóng mặt, tuy nhiên cũng là chuyện tốt. Tuyết rơi đúng năm được mùa, chuyện nhiều, giải quyết được một chuyện thì bớt phiền toái đi được một chuyện. Không phải là không có phiền toái, mà là phiền toái vẫn chưa nổi lên. Bành Vân Phong vẻ mặt nặng nề, sắc mặt như bầu trời u tối vậy. Nói đi lại nói lại, thị trưởng Dương, hai hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc của năm nay có động tĩnh lớn hơn nhiều so với năm ngoái. Chính là công tác quét sạch lưu manh cũng phiền toái hơn trước rất nhiều. Đến nay vẫn chưa làm xong, nghe nói hôm nay còn có một xe nữa. Điền Tinh Vận đích thân đến phụ trách công việc này. Có thể thấy cục công an thành phố cũng là rất coi trọng, chỉ sợ xảy ra sai sót. Nói ra cũng buồn cười, thành ủy sợ lưu manh, tỉnh ủy sợ đại biểu mà gây rối một cái thì tỉnh ủy nhất định sẽ đau đầu. Mãi cho đến khi bóng dáng Bành Vân Phong biến mất trong những bông tuyết rơi xuống càng ngày càng nhiều kia thì điếu thuốc của Dương Kiếm cháy đến đầu mẩu thuốc. Bỏng tay rồi anh ta mới bừng tỉnh. Bành Vân Phong là một nhân tài. Ngày xưa sao lại không phát hiện ra anh ta là người nhanh nhẹn linh hoạt, biết làm việc như thế chứ. Dương Kiếm vứt mẩu thuốc lá đi nhanh chóng gọi điện thoại cho tỉnh ủy. Nói chuyện điện thoại xong, anh ta đè nén sự tức giận trong lòng. Sau đó chạy đến đoàn đại biểu huyện Bào Mã, đi cùng với anh ta còn có phó thị trưởng Lý Hiểu Mẫn. Lý Hiểu Mẫn coi như là phó thị trưởng ủng hộ Hạ Tưởng nhất bên trong bộ máy chính phủ. Nhưng anh ta không phải là ủy viên, nói một cách tương đối là quyền phát ngôn ít hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa anh ta với Dương Kiếm cũng bình thường. Nhưng đột nhiên lại đưa ra việc đề cử Dương Kiếm làm thị trưởng thành phố, một sự lựa chọn sai lầm. Không nghĩ cũng biết Dương Kiếm là bị người hãm hại. Xuất phát từ suy nghĩ cùng chung mối thù thì liền cảm thấy trong thời điểm mấu chốt tất yếu phải ra sức ủng hộ Dương Kiếm. Thế nên liền cùng Dương Kiếm đến đoàn đại biểu của huyện Bào Mã. Nói ra vẫn còn có một chuyện cũ, Lý Hiểu Mẫn có mâu thuẫn với bộ máy đảng bộ của huyện Bào Mã. Bởi vì Lý Hiểu Mẫn chính là được thăng chức lên chức phó thị trưởng thành phố Thiên Trạch từ chức bí thư huyện ủy huyện Bào Mã. Theo lý mà nói, anh ta đảm nhiệm chức phó thị trưởng, là người kế nhiệm thì phải nỗ lực cố gắng có mối quan hệ tốt với anh ta. Như thế cũng dễ phối hợp với nhau, không ngờ được Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng đều không để ý đến anh ta. Bởi vì bọn họ tất cả đều là người của Trần Khiết Văn. Có bí thư thành ủy làm chỗ dựa vững chắc thì ai còn muốn biết một người phó thị trưởng mà còn chẳng phải là ủy viên thường vụ như anh ta đây. Chỉ là không quan tâm đến anh ta thì thôi. Đằng này ngay cả toàn bộ đội ngũ được đề bạt ở huyện Bào Mã trước đây,
không đến một năm, người thì lui về người thì thay đổi công tác. Ngay cả em họ anh ta vốn là đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục công thương ở huyện cũng bị biện hữu Thủy thấy chướng mắt cho đưa đến mặt trận tổ quốc rồi. Điều này khiến anh ta tức sôi máu, muốn dùng quyền lực trong tay để giữ lại cái cổ huyện Bào Mã nhưng lại không giữ được. Không những việc bí thư Trần ủng hộ biện hữu Thủy mà người nhậm chức thị trưởng Mao cũng ủng hộ Trương Hòa Hưng. Anh ta căn bản không có quyền lên tiếng. Hôm nay vừa lúc có cơ hội, Lý Hiểu Mẫn liền công tư trọn vẹn đôi đường, cùng với Dương Kiếm mở ra cửa phòng của đoàn đại biểu huyện Bào Mã. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bào Mã do biện hữu Thủy và Trương Hòa Hưng dẫn đoàn đang ngồi thảo luận báo cáo công tác chính phủ. Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn vừa vào cửa, mọi người trước hết đều là nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, sau đó ai nấy đều nhìn biện hữu Thủy. Biện hữu Thủy động tác chậm chạp đứng dậy, sau đó Trương Hòa Hưng mới đứng lên, tiếp sau đó những đại biểu khác trong đoàn cũng đứng lên. Không khí mới náo nhiệt hơn một chút, nhưng tình huống vẫn có chút gì đó khó xử, bởi vì Dương Kiếm vẻ mặt xanh mét, không nói năng gì, cũng không chủ động đưa tay ra bắt tay biện hữu Thủy. Lãnh đạo cấp trên không chủ động đưa tay ra bắt tay, cấp dưới sẽ không có thể chủ động được, càng không thể ngồi xuống. Biện hữu Thủy khá là béo, khuôn mặt tròn, cái trán rộng, nhếch miệng ra nói liền có cảm giác biểu hiện toàn bộ khuôn mặt rất sinh động. Hoan nghênh Phó Thị trưởng Dương đến thị sát công tác. Dương Kiếm vẫn là thái độ cứng nhắc. Tôi đến là chịu sự giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân, đồng thời cũng tuyên bố với các đồng chí một chút. Năng lực cá nhân tôi không đủ. Kinh nghiệm có hạn, không phù hợp với yêu cầu đề cử cho việc lựa chọn thị trường. Xin mọi người hủy việc đề cử này, đừng để tôi phải nằm trên đống lửa. Nói một cách thực sự trực tiếp, đặc biệt là câu cuối cùng đã nói trúng vấn đề. Đoàn đại biểu ngơ ngác nhìn nhau, không nói lời nào. Có người cúi đầu, có người nhìn về biện hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Phó thị trưởng Dương năng lực rõ như ban ngày, đoàn đại biểu chúng tôi nhất trí cho rằng, Phó thị trưởng Dương nếu đảm nhiệm thị trưởng nhất định có thể dẫn dắt toàn bộ nhân dân thành phố đi đến thắng lợi. Biện hữu Thủy cười càng cứng nhắc, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt. Trong đoàn đại biểu có một người lập tức nói tiếp một câu. Đúng, đúng, bí thư biện nói rất đúng. Việc kiến nghị lâm thời đề cử đồng chí Dương Kiếm làm thị trưởng là do tôi khởi xướng. Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn đồng thời quay về phía người nói câu nói đó. Ông ta chừng hơn 40 tuổi, dáng không cao, mắt rất nhỏ, khi nói thì mắt không ngừng nheo, dáng vẻ hơi buồn cười. Biện hữu Thủy liền giới thiệu nói. Phạm Minh Vĩ, bí thư đảng ủy xã Lan Thiên huyện Bào Mã. Phạm Minh Vĩ không chần chừ bước ra làm vật hy sinh. Lẽ nào biện hữu Thủy đã đồng ý với anh ta điều gì? Dương Kiếm thờ ơ nhìn Phạm Minh Vĩ một cái, trong lòng nghĩ biện hữu Thủy cũng được mà Phạm Minh Vĩ cũng được. Đều chẳng phải là những nhân vật mới trên lĩnh vực chính trị, chắc chắn cũng biết hậu quả của việc kiến nghị lâm thời sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng vẫn tỏ ra một thái độ dám làm dám chịu như vậy thì người giật dây phía sau chắc cũng bỏ ra công sức không nhỏ. Xã Lan Thiên, huyện Bào Mã. Anh ta chợt nhớ ra, công ty cổ phần phát điện xây dựng ở xã Lan Thiên là một đám lừa ngu xuẩn. Thị trưởng Hạ đem đến bao nhiêu lợi ích cho huyện Bào Mã, đầu tư 200 triệu vào huyện Bào Mã. Huyện Bào Mã không mang ơn lại còn cố ý bôi nhọ thể diện của thị trưởng Hạ. Họ đều không phải là những người chưa hoàn toàn thành thục trên lĩnh vực chính trị, cái chính là những khách đầu cơ chính trị tự cho mình là thông minh. Dương Kiếm cảm giác được Lý Hiểu Mẫn muốn nói điều gì đó liền nhường một bước. Lý Hiểu Mẫn hiểu ý, anh ta đã sớm nén chặt cơn giận bên trong, bây giờ tìm được cơ hội giải phóng liền nhanh chóng phát ra. Các đồng chí đều là đảng viên lão thành cả. Có biết cái gì gọi là tính kỷ luật của tổ chức hay không? Hội nghị Hội đồng Nhân dân năm nay không phải là thay nhiệm kỳ, các anh đề xuất đưa ra kiến nghị lâm thời một cách bừa bãi chỉ đem đến rắc rối cho lãnh đạo thành ủy mà thôi. Đó là một sự không tôn trọng đối với chương trình đã định của đại hội. Tôi hy vọng rằng các đồng chí hãy nhìn từ đại cục, rút lại đề nghị đó, đừng làm những việc không đâu nữa. Phạm Minh Vĩ đỏ mặt nhưng vẫn thêm vào một câu. Đại biểu nhân dân có quyền tuyển cử và quyền giám sát do quần chúng nhân dân giao phó, hơn nữa sự kiến nghị lâm thời này của chúng tôi hoàn toàn hợp lý hợp pháp, phù hợp với luật bầu cử và trình tự tổ chức. Vị trí bí thư đảng ủy xã của Phạm Minh Vĩ vốn là chỗ mà Lý Hiểu Mẫn đồng ý cho em họ của anh ta. Về sau, em họ bị đưa đến mặt trận tổ quốc. Phạm Minh Vĩ được làm bí thư đảng ủy xã, cho nên Lý Hiểu Mẫn nhìn thế nào thì vẫn thấy không vừa mắt.
vừa mới nghe thấy một bí thư đảng ủy xã nho nhỏ còn dám chống đối phó thị trưởng, lập tức liền bốc hỏa. Đồng chí Phạm Minh Vĩ, nguyên tắc quản lý cán bộ đảng anh có hiểu không vậy? Lại còn nói cái gì hợp pháp hợp lý nữa? Đại hội đã đề ra là không có khoản tuyển cử thị trưởng. Anh làm như thế rõ là không có chuyện gì lại bới chuyện ra. Vừa nãy tôi còn có nghe nói có người tìm Phó Thị trưởng Dương đòi tiền đòi dự án. Phó Thị trưởng Dương không phê chuẩn thì liền có người ôm hận trong lòng, muốn Phó Thị trưởng Dương sượng mặt rớt đài đúng không? Dự án điện trường Lan Thiên tuy là nằm ở huyện Bào Mã nhưng huyện Bào Mã không được mấy lợi ích. Ngoài việc tiền bán đất và tuyển nhân công bên ngoài, thu nhập từ thuế đều quy về thành phố. Quyền quản hạt cũng quy về thành phố. Huyện Bào Mã liền cảm thấy có chút thiệt thòi, liền muốn có thêm dự án từ phía thành phố, muốn có một số chính sách ưu đãi. Trước đây trong Hội đồng Nhân dân các vị đại biểu phía dưới đều sẽ với tay đòi tiền đòi dự án. Đó cũng là lệ thường rồi. Lúc này cùng thị trưởng và phó thị trưởng thường trực nói chuyện là tốt nhất. Dù sao thì chính phủ chịu sự giám sát của Hội đồng Nhân dân. Còn huyện Bào Mã cũng thực sự giơ tay về phía Dương Kiếm. Dường như ham muốn không nhỏ. Dương Kiếm không gật đầu. Dương Kiếm vốn không nghĩ về phương diện đó. Lý Hiểu Mẫn vừa nhắc tới, anh ta cũng ý thức được có lẽ cũng thực sự có nguyên nhân từ phương diện này liền nhướng mày. Lão Biệt, mười mấy đoàn đại biểu toàn thành phố thì chỉ có một mình đoàn của ông là đệ trình kiến nghị. Điều này thực sự là xem trọng Dương Kiếm này hay là cố ý đưa tôi ra để làm xấu mặt tôi đấy? Trong ý ngoài lời đều có chút giận dữ. Biện Hữu Thủy vẫn có thái độ nhất mực tôn kính. Nhưng lời nói lại không có chút nhượng bộ nào. Phó Thị trưởng Dương không cần hoài nghi sự giác ngộ chính trị của đại biểu nhân dân. Chúng tôi đại diện cho quảng đại quần chúng. Cách thực hiện là quyền đại biểu của pháp luật trao cho, có quyền lợi đệ trình kiến nghị lâm thời, có chức trách quan trọng mà quyền tuyển cử giao cho. Dương Kiếm thấy Biện Hữu Thủy dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mình, lại còn cao giọng nói gì đến quyền tuyển cử, hoàn toàn là nói bậy liền đập bàn nói. Mấy cái chuyện càn quấy này làm to lên, các anh đều phải chịu trách nhiệm chính trị. Tôi nói mấy lời không hay này ra trước, thành ủy tuyệt đối không cho phép có ý đồ phá hoại kỷ luật tổ chức. Các anh kiến nghị chẳng những sẽ không được xếp vào chương trình hội nghị mà còn có thể coi như là vết đen trên tiền đồ chính trị của các anh. Tôi đã nói xong rồi, còn việc có chủ động rút về hay không thì tùy ở các anh. Nói xong, Dương Kiếm xoay người bước đi. Lý Hiểu Mẫn một mình cũng không tiện ở lại liền đi theo sau ngay. Biện Hữu Thủy ngẩn ra hồi lâu, rồi sau đó ra hiệu mắt một cái đi theo sau. Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng vội vàng đi theo sau, chạy ra bên ngoài. Điều không ai ngờ tới chính là một lát sau bên ngoài đã có trận gió tuyết rất mạnh. Dương Kiếm vừa bước ra khỏi cửa thì liền bị trận gió tuyết thổi mạnh vào, nhắm chặt mắt. Ông ta liền đứng ở cửa, Lý Hiểu Mẫn theo sát phía sau. Suýt nữa không đứng vững va vào người Dương Kiếm, may là đứng lại được. Biện Hữu Thủy không kịp đề phòng liền va vào lưng anh ta. Lý Hiểu Mẫn bị cái thân thể cực nặng của Biện Hữu Thủy va phải, ngã mạnh về phía trước, bị đẩy về phía sau của Dương Kiếm. Dương Kiếm bất ngờ không kịp đề phòng, bước một bước về phía trước. Không chú ý một cái là chân vướng liền ngã sấp xuống. Anh ta ngã sấp xuống còn không nói. Lý Hiểu Mẫn người cũng lắc lư đứng không vững ngã đè lên anh ta. Càng tức là Biện Hữu Thủy lại đứng vững được, anh ta vừa nhìn thấy hai vị phó thị trưởng bị ngã liền vội xoay người lại đỡ. Sau đó Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ theo sát phía sau cũng va phải người ông ta. Thế là hai người xui xẻo trượt chân cũng ngã sấp xuống. Một người ngã lên người Dương Kiếm, một người chân dẫm lên lưng của Lý Hiểu Mẫn. Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn là lãnh đạo thành phố không sai nhưng cũng là đàn ông. Vốn đã giận lắm rồi, lúc này lại càng nổi trận lôi đình. Hai người đứng dậy, không hẹn mà gặp cùng quay người về phía sau, đấm vào người sau người mình một chưởng. Dương Kiếm đánh Trương Hòa Hưng, Lý Hiểu Mẫn đánh Phạm Minh Vĩ tương đương với phó thị trưởng thường trực đánh chủ tịch huyện, phó thị trưởng đánh bí thư đảng ủy xã. Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ bị đánh một chưởng, thấy oan uổng. Vốn không dám trả đòn, Biện Hữu Thủy mặc kệ, ồn ào nói. Phó thị trưởng cũng động thủ đánh người, quá đáng rồi đấy. Ông ta không nói còn tốt, vừa nói một cái là Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng không làm gì nữa, vội xin lỗi Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn. Bọn họ cũng biết là gặp vấn đề thì tìm người trực tiếp chịu trách nhiệm thì thực tế hơn nhiều so với tìm các lãnh đạo cấp cao. Dương Kiếm tuy là ủy viên thường vụ nhưng không quản lý nhân sự.
Lý Hiểu Mẫn thì càng không cần phải nói. Không phải là phó thị trưởng của ủy viên thường vụ, chẳng có mối uy hiếp gì với họ cả. Dương Kiếm bốc hỏa lớn hơn nữa. Tôi đánh anh đấy, làm sao, anh đừng coi tôi là phó thị trưởng nữa. Tôi cũng không coi các anh là bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện gì gì đó nữa. Hôm nay phải đánh nhau một phen, ai mà không đánh thì là đồ cỏ rác. Lý Hiểu Mẫn càng trực tiếp, nhấc chân lên đá Phạm Minh Vĩ một cái. Giẫm cả lên người tôi lại không đánh anh được sao? Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ đều là những cán bộ đi lên từ cấp cơ sở. Cũng có thói xấu đó, vừa nghe cũng bốc hỏa lên. Được lắm, hôm nay đều đã cởi bỏ áo quan ra rồi. Sẽ là cuộc đánh nhau giữa đàn ông với đàn ông. Cũng thật là hay, nói đánh là đánh, bốn người liền cuốn vào với nhau. Biện Hữu Thủy lần này sợ hãi mới hô to lên. Không hay rồi, sắp chết người rồi. Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng cùng với tất cả ủy viên thường vụ, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ nhiệm đều chạy ra. Hai bên đều trổ hết tài nghệ võ thuật, thật là hay, thật là liều mạng. Thành phố Thiên Trạch mùa đông dài và giá lạnh, cũng có thể là do nguyên nhân về thời tiết, nên tính cách người bản xứ cũng hay nổi giận. Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn đều là dân bản xứ, đều có cái tính bướng bỉnh. Sớm đã nghe thấy chuyện khi xưa họ ở cơ sở đều đã từng đánh chửi cấp dưới, người ta còn không tin. Hôm nay thấy tận mắt rồi, mọi người ai nấy trong lòng đều thầm kêu lên một tiếng, bái phục. Kỳ thật Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn chẳng qua là mượn cớ kiếm chuyện mà thôi. Họ mới thực sự là sẽ không đánh nhau, chỉ là muốn mượn cơ hội để làm lớn chuyện lên. Được thôi, không phải là có người âm thầm xuất chiêu hay sao? Bọn họ cứ làm ầm ĩ lên đi, đưa chuyện ra phơi bày trên đài. Trận gió tuyết càng lúc càng lớn. Trần Khiết Văn nhìn thấy Dương Kiếm, Lý Hiểu Mẫn, Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ xúm vào đánh nhau, lúc đầu còn không tin vào mắt mình. Ngẩn ra hồi lâu rồi mới nhìn thấy rất nhiều đoàn đại biểu đã nghe thấy động tĩnh liền xúm đến xem. Không ít người chỉ trỏ trỏ, bàn tán ra vào. Bà ta ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Dương Kiếm rất thông minh, hiểu được việc mượn thế lực. Hoàn toàn là muốn mượn cớ để làm to chuyện lên, chính là muốn cho các đoàn đại biểu thấy rõ. Đoàn đại biểu Bào Mã đưa ra đề xuất kiến nghị lâm thời kia là đoàn đại biểu có tố chất như thế nào. Dám đánh cả phó thị trưởng. Bọn họ không có giác ngộ chính trị hay sao? Bọn họ không có tố chất chính trị hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt cười trộm của những người đến xem. Có người lắc đầu, có người vẻ mặt châm chọc, có người vẻ mặt cười nhạo, Trần Khiết Văn chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng. Suýt nữa không đứng vững ngã luôn ra đất, lúc này lại thêm trận gió tuyết xảy ra nữa, thật giống như tâm tình của bà. Rời một khối đá lớn không rời được, mà lại làm bị thương chân mình, hơn nữa lại còn là hai chân nữa. Thật là vô cùng bất hạnh. Trần Khiết Văn cuối cùng cũng thất lễ, dùng hết sức lực, hét lên. Dừng tay ngay đi, Biện Hữu Thủy, Trương Hòa Hưng, tôi miễn chức các anh ngay tại chỗ. Bí thư thành ủy quyền uy không dễ xâm phạm. Lời của bà ta vừa nói ra thì Biện Hữu Thủy lập tức vẻ mặt kinh hoàng. Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng kinh sợ, liền vội vàng đứng sang một bên. Cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Ngược lại Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn liếc nhau, cười cười. Tất cả đều không nói gì, như người không có việc gì phủi tuyết trên người, cười ha hả. Không sao, không sao rồi. Mọi người đều giải tán đi, làm gì thì đi làm đi. Đừng có đứng đây mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nữa. Hạ Tưởng nhìn ra điều gì, chỉ là giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì. Ánh mắt nhìn sang Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, ý tứ rất sâu sắc nhìn bọn họ một hồi. Hành động của thị trưởng Hạ khiến không ít người quan tâm. Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng nhất định thị trưởng Hạ sẽ nhớ tới. Về sau mà hai người đó được sống yên vui mới là lạ đây. Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng cũng thật là, dám diễn một trò khôi hài mạo hiểm trên chính trị như thế này, làm sao mà không phải gánh chịu hậu quả về sau được chứ? Cái giá cũng quá cao, muốn phá tan uy danh của thị trưởng Hạ, làm gì có chuyện dễ như vậy? Chưa ra được trò chống gì thì bản thân mình đã xấu mặt trước rồi. Dám đánh nhau với phó thị trưởng. Được đấy, huyện Bào Mã lần này coi như xong rồi. Về cơ bản, đắc tội với bộ máy chính phủ, thì về sau làm sao có quả ngọt được, có mà đi ăn gió Tây Bắc. Chương 942, anh qua tôi lại, thất bại. Trần Khiết Văn không nói với Biện Hữu Thủy, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn y, sau đó tuyên bố mở hội nghị khẩn cấp lần nữa.
tất cả các trưởng đoàn đại biểu đều phải đến. Ai mà đến muộn một phút thôi thì liền có thông báo phê bình. Lúc hội nghị họp, bên ngoài tuyết đã rơi được một lớp rồi. Người đi bên trên liền có âm thanh lẹt xẹt. Tất cả mọi người đều nghĩ, dùng trận gió tuyết này để hình dung hội nghị hội đồng nhân dân năm nay thì không hề quá chút nào. Thực sự là một trận gió tuyết thật bất ngờ. Cũng không biết kết cục sẽ ra sao đây. Trong cuộc họp, Trần Khiết Văn xa sầm mặt. Việc làm đầu tiên là truyền đạt chỉ thị tinh thần của Phó Bí Thư tỉnh ủy Mai. Sau đó liền tuyên bố vài quyết định. Thứ nhất, các trưởng đoàn đại biểu thực sự phải chịu trách nhiệm. Không được cho phép xuất hiện những hiện tượng càn quấy nữa. Ai mà gây ra chuyện gì thì thành ủy sẽ hỏi người đó. Thứ hai, thành ủy và hội đồng nhân dân rất tôn trọng đề nghị của đoàn đại biểu huyện Bào Mã. Tuy nhiên do đề nghị không hợp quy phạm nên không thể tiếp thu được. Tôi đã cam đoan với lãnh đạo tỉnh ủy, nếu như lại xảy ra chuyện như thế thì sẽ hỏi tội tôi. Vì thế nên các anh trước khi làm bất cứ chuyện gì thì cũng cần suy nghĩ kỹ càng trước đã rồi hãy quyết định. Tôi nói xong rồi, mời thị trưởng Hạ phát biểu. Hạ Tưởng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Tôi là thị trưởng, chịu sự kiểm duyệt của đại biểu nhân dân. Các đồng chí có ý kiến gì thì hãy cứ nêu hết ra. Gặp thẳng tôi để kiến nghị cũng được, công tác chính phủ cần làm tốt, không có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân là không được. Lời nói rất trọng tâm, không có chiêu trò gì cả, cũng không để lộ ra bất cứ tâm trạng gì, khiến cho người ta không nắm bắt được suy nghĩ thực của thị trưởng Hạ. Điều mà ai cũng không ngờ đến là, thị trưởng Hạ vừa dứt lời thì bí thư huyện ủy Kim Sơn Đới Quân Luân liền đứng dậy, kích động nói. Tôi xin cam đoan với bí thư Trần và thị trưởng Hạ. Nếu như đoàn đại biểu Kim Sơn mà xuất hiện những chuyện như thế thì bí thư đảng ủy toàn bộ 12 xã thị trấn của huyện sẽ bị miễn chức. Câu nói rất khẳng định, mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Nhấn mạnh đến bí thư đảng ủy hiển nhiên là có ý nói bóng gió tới Phạm Minh Vĩ. Phạm Minh Vĩ không có mặt ở đó, không đủ tư cách tham gia hội nghị. Biện Hữu Thủy thì chợt đỏ mặt, Đới Quân Luân thể hiện ra thái độ rõ ràng của mình trước mọi người thì cứ cho anh ta đẹp mặt đi. Trần Khiết Văn cũng rất không vui nói. Đồng chí Quân Luân, cái này không phải là đùa giỡn đâu. Anh nói như thế là có ý gì? Có phải là muốn tội liên đới phải không? Hạ Tưởng liền kịp thời tỏ thái độ. Đồng chí Quân Luân là muốn thể hiện một lòng quyết tâm. Điểm xuất phát của anh ta là tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồng chí Quân Luân. Tôi muốn nhắc nhở anh một câu, lời của anh chỉ nói ở đây thôi. Ra ngoài thì không được nói như vậy nữa. Đều thấy được ý bảo vệ của thị trưởng Hạ đối với Đới Quân Luân. Hạ Tưởng nói vừa xong, lúc này lại có 4-5 vị trưởng đoàn đại biểu bày tỏ thái độ. Đoàn trưởng của các đoàn đại biểu đều là bí thư huyện ủy. Họ liền theo sau Đới Quân Luân cũng nói những lời tương tự. Điều này khiến cho người ta có cảm giác ảo về sự quyết tâm đối với thị trưởng Hạ. Đương nhiên 5-6 vị bí thư huyện ủy này có phải là mượn cớ để thể hiện muốn dựa vào thị trưởng Hạ hay không thì mỗi người ngồi đó đều có sự suy đoán khác nhau. Trần Khiết Văn sắc mặt không được tốt, chuyện càng ngày càng biến vị rồi, không ngờ lại thành ra hội nghị để Hạ Tưởng lung lạc lòng người. Trần Khiết Văn càng nghĩ càng tức Hứa Phàm Hoa, nếu như Hứa Phàm Hoa ra mặt thì ít nhất có thể không cần đắc tội Dương Kiếm rồi. Hứa Phàm Hoa vì cái riêng của bản thân mà hoàn toàn không thèm để ý đến lợi ích đại cục thì cũng đồng nghĩa với việc ông ta một tay phá nát trò hay của hội nghị hội đồng nhân dân. Về sau dù cho có tính toán tốt như thế nào thì Trần Khiết Văn tức vẫn hoàn tức, nhưng vẫn phải giữ lý trí. Bà ta thậm chí còn âm thầm tính toán một chút, trong 11 huyện khu của thành phố Thiên Trạch, đã có ít nhất 5 bí thư huyện ủy biểu lộ thái độ. Bọn họ có phải là muốn dựa vào Hạ Tưởng hay không thì lúc này còn chưa đoán được. Nhưng ít nhất thì cũng nói rõ được một điều rằng, một nhóm người mà đại diện là Đới Quân Luân đúng là có ý tưởng nghiêng về phía Hạ Tưởng. Tốt, rất tốt, một hội nghị rất thành công. Vốn muốn phá tan uy danh của thị trưởng Hạ, bôi xấu mặt thị trưởng Hạ thì không ngờ Hứa Phàm Hoa đẩy Dương Kiếm ra, chọc giận Mai Thăng Bình. Sau đó thì Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn cũng trình diễn một trò hay. Khiến tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy Biện Hữu Thủy, Trương Hòa Hưng và Phó Thị trưởng đánh nhau. Đề nghị của bọn họ còn có ý gì? Hoàn toàn trở thành một câu chuyện cười tự đánh vào mặt mình. Ngô Minh Nghị biết nên đến lượt ông ta nói rồi. Cần phải giáo dục một chút mấy vị trưởng đoàn đó, liền ho khan một tiếng. Có một số người trong mắt không coi lãnh đạo ra gì. Không những dám nói xấu sau lưng lãnh đạo cấp trên, không nghe theo chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy,
lại còn dám động thủ với lãnh đạo giữa ban ngày ban mặt trốn đông người. Ra cái thể thống gì cơ chứ? Lúc ông ta bắt đầu nói thì vốn là vẻ mặt rất bình tĩnh, rất đáng sợ. Tôi đề nghị, cần có sự phạt cảnh cáo với Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Là phó bí thư quản lý nhân sự, lời nói của Ngô Minh Nghị rất có trọng lượng. Biện Hữu Thủy sợ đến run người. Tuy nhiên anh ta vẫn trấn tĩnh cúi đầu xuống, không muốn chủ động nhận lỗi, trong lòng còn mong bí thư Trần đỡ lời cho mình. Trần Khiết Văn thấy bộ dạng của cái người không còn hy vọng gì nữa Biện Hữu Thủy, thì càng tức giận. Đã đến nước nào rồi mà còn có thể mong bà ta ra mặt đây? Đúng là đồ con lừa. Trong lòng mắng là mắng như thế nhưng không thể không mở miệng bao che một chút. Nếu không thì sẽ làm lạnh tim người khác, như thế thì bà ta sẽ trở thành một người không có lòng vị tha mất rồi. Trần Khiết Văn lúc này càng hiểu ra được một bí thư nếu như không có một phó bí thư chung sức chung lòng thì ít nhất cũng phải có một trưởng ban thư ký thành ủy chung sức chung lòng. Đáng tiếc là từ sau khi Hạ Tưởng đến thì phó bí thư càng rời xa bà ta, lập trường của trưởng ban thư ký thì càng đối lập với bà ta. Chuyện gì bà ta cũng phải tự ra mặt, thật là mất mặt. Vừa nãy ông Dương cũng đã nói rồi, việc có mâu thuẫn với đoàn đại biểu huyện Bào Mã là hiểu lầm thôi. Lão Ngô vừa lên liền lột mũ như thế. Vậy có phải là quá đáng lắm không? Phải cho đồng chí của mình có cơ hội cải chính chứ. Răn trước ngừa sau là chuyện tốt, nhưng cuối cùng là phải trị bệnh cứu người chứ. Ngô Minh Nghị không chịu nhượng bộ. Trị bệnh cứu người, chỉ sợ có một số người bệnh đã đi vào xương tủy rồi. Đến bây giờ còn không thể hiện thái độ của mình ra cơ mà. Như thế thì sao cho người ta cơ hội được cơ chứ? Một đoàn đại biểu dám đánh phó thị trưởng, ai mà biết được kiến nghị của bọn họ có mục đích chính trị không thể cho ai biết hay không? Ý kiến của tôi là Ủy ban Kỷ luật thành phố có khi cần phải tiến hành điều tra một chút. Kiểm tra xem có màn giao dịch nào bên trong hay không? Ngô Minh Nghị càng nói càng khí thế, Trần Khiết Văn không kìm nổi. Biện Hữu Thủy, đoàn đại biểu của các anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hả, đầu tiên là đột nhiên đưa ra kiến nghị lâm thời gì đó. Rồi sau đó lại mâu thuẫn với lãnh đạo thành phố. Bản thân anh là trưởng đoàn, không trốn tránh khỏi trách nhiệm lãnh đạo. Biện Hữu Thủy mồ hôi đầm đìa, không thể không đứng dậy, đầu tiên là cúi đầu về hướng tất cả các lãnh đạo thành ủy, sau đó lại thành khẩn xin lỗi Dương Kiếm, nhận rằng mình chưa quản lý tốt thành viên trong đoàn đại biểu của mình. Anh ta có trách nhiệm lãnh đạo. Cuối cùng là thừa nhận đề xuất kiến nghị lâm thời là thiếu suy xét, là do đầu óc nóng vội gây ra. Ở đây muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành với các vị lãnh đạo, các đoàn đại biểu ở đây. Về sau sẽ báo cáo tỉ mỉ sự tình với thành ủy, hội đồng nhân dân thành phố. Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Sử Đại Hải cũng phát biểu. Có thể nhận thức được cái sai của mình là chuyện tốt. Nhưng nhận thức có sâu sắc hay không thì cần phải nhìn hành động cụ thể. Ông ta cũng không vui, hội nghị hội đồng nhân dân xảy ra chuyện như thế thì chủ tịch hội đồng nhân dân tất nhiên phải chịu trách nhiệm chính trị tương ứng. Biện Hữu Thủy chính là người kéo ông ta xuống nước, ông ta càng nhìn cái mặt béo ú của Biện Hữu Thủy thì lại càng ghét. Thật sự là mặt bánh nướng, giá mà dẫm lên đó được mấy cái thì hay. Phải viết một bản kiểm điểm gửi lên thành ủy và hội đồng nhân dân thành phố. Phải viết thật kỹ. Trần Khiết Văn không đường thối lui, sự việc phát triển hoàn toàn theo hướng ngược lại. Hạ Tưởng căn bản không cần phát hỏa nổi giận, thậm chí không cần phát biểu, chỉ ngồi bất động với vẻ mặt bình tĩnh cũng liền có người thay hắn xuất diệt, thay hắn giảng hòa rồi, thậm chí trợ giúp cho hắn. Trần Khiết Văn trong lòng buồn rầu, thấy Bỉ Bất Hưu và Từ Hâm đều ngồi ngay ngắn bất động, là thái độ không đếm xỉa thì lại càng tức giận. Cũng may, Bùi Nhất Phong coi như đáng tin. Đúng lúc đứng dậy lên tiếng. Các đồng chí đều có chút cường điệu quan điểm, đều là chuyện nhỏ cả mà, sao cứ phải làm to lên mới được. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến thành phố Thiên Trạch. Bùi Nhất Phong còn muốn nói thêm vài câu nữa, ra sức ủng hộ bí thư Trần thì đột nhiên Lý Dật Phong từ bên ngoài vội vội vàng vàng tiến vào, đi đến bên Trần Khiết Văn thì thầm vài câu. Trần Khiết Văn lập tức biến sắc. Các đồng chí của các đoàn đại biểu có thể tan cuộc họp ở đây. Toàn bộ ủy viên thường vụ ở lại tiếp tục họp. Trần Khiết Văn âm thanh có chút run rẩy. Chương 943, hoảng loạn, thất bại. Lại xảy ra chuyện lớn gì rồi? Vẫn là Bùi Nhất Phong phản ứng đầu tiên, lẽ nào là chuyện thanh lý lại xảy ra vấn đề? Ánh mắt Trương Cầu nhìn Trần Khiết Văn liếc mắt một cái, không ngờ Trần Khiết Văn dường như có chút hơi hoang mang lo sợ, không nhìn một ai cả. Thậm chí ánh mắt còn có chút bấn loạn.
bà ta còn không ngừng tự thì thào nói. Sao lại thế? Sao lại xảy ra chuyện thế được? Một người từ xưa đến nay luôn trấn tĩnh hơn nữa lúc nào cũng thể hiện ra sự dự tính trước như Bí thư Trần mà lại có cái bộ dạng này, Trần Thiên Vũ vội hỏi. Bí thư Trần, xảy ra chuyện gì vậy? Điện thoại của Bùi Nhất Phong vang lên, là tin nhắn mới, mở ra xem thì mặt lập tức xám xịt. Xe giải phóng mặt bằng đã gặp tai nạn, bị lật rơi xuống khe núi. Toàn bộ 50 người trên xe không biết sống chết thế nào. Bùi Nhất Phong trong phút chốc đầu váng mắt hoa. Tuy người trên xe đều là người lang thang cả, là những người lưu lạc không có nhà để về. Nhưng dù thế nào cũng là 50 mạng người. Ông ta không cố giải thích điều gì. Vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Điền Tinh Vận. Kết quả là không kết nối được. Chẳng lẽ Điền Tinh Vận cũng đi theo xe? Thông thường Điền Tinh Vận là phụ trách công tác thu nhận bên trong thành phố. Sau khi tiễn xe thì anh ta sẽ ở lại thành phố để chỉ huy từ xa. Nhưng sao điện thoại lại không liên lạc được? Đúng lúc đang thắc mắc khó hiểu thì có cuộc điện thoại gọi đến từ văn phòng cục thành phố. Sếp Bùi, xảy ra chuyện rồi. Sếp Điền cũng đi theo xe. Anh ấy ở trên chiếc xe đã gặp nạn. Bùi Nhất Phong đầu óc ong lên một tiếng, biết rằng chuyện này quá lớn rồi. Không thể giấu được liền nói to với mọi người. Báo cáo với các vị lãnh đạo và các đồng chí một tin bất hạnh. Chiếc xe giải phóng mặt bằng chở những người không phận sự đã xảy ra tai nạn, bị lật rơi xuống khe núi. Á! Một tiếng hô kinh ngạc vang lên trong hội nghị. Hội nghị hội đồng nhân dân còn chưa kết thúc, thì đã có hai việc loạn như thế rồi. Bây giờ thì lại xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nếu như là bình thường thì còn không sao, tai nạn xe cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu như sau khi truyền ra bị người ta biết rằng vì việc mở ra hội nghị hội đồng nhân dân mới tiến hành thanh lý lưu manh, rồi mới dẫn đến vụ tai nạn xe nghiêm trọng này thì đây chẳng còn là chuyện bình thường nữa. Chính là một sự kiện chính trị rồi. Sự việc một khi được đẩy lên tầm cao chính trị thì sẽ có người bôi xấu sau lưng, và sẽ phải có người gánh vác trách nhiệm chính trị. Hầu như ý nghĩ đầu tiên trong đầu tất cả mọi người là làm thế nào mới có thể che giấu được chân tướng sự thật, không bị các cơ quan truyền thông tin tức được biết, không cho cấp trên biết được đây. Chỉ có Hạ Tưởng lập tức không chút do dự duỗi người ra. Ông Bùi, lập tức tổ chức nhân lực, việc làm đầu tiên là phải cứu viện đã. Ông Dương, lập tức theo tôi đến hiện trường. Tình hình nguy hiểm chính là mệnh lệnh, so với sự bình tĩnh của thị trưởng Hạ thì cái vẻ khiếp sợ của Bí thư Trần thật khiến cho người ta có chút thất vọng. Điều khiến cho mọi người trong lòng càng thấy xấu hổ chính là, việc đầu tiên thị trưởng Hạ nghĩ đến là cứu người, còn mình thì chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để che giấu chân tướng sự thật, ai sẽ là con cừu non đỡ đạn thay. Đúng thật là có sự khác biệt vô cùng. Bùi Nhất Phong đứng bất động, ánh mắt lại nhìn về Trần Khiết Văn. Hiển nhiên là đang đợi nhân vật số 1 lên tiếng. Đã đến lúc nào rồi mà còn phải chờ chỉ thị của bí thư nữa. Những thiếu sót trên chốn quan trường là điều hiển nhiên, Hạ Tưởng trong lòng đã như lửa đốt. Hắn không thể chờ đợi việc cứu người quan trọng, cũng không chờ Trần Khiết Văn lên tiếng mà đã tuyên bố ra một loạt mệnh lệnh. Hầu như là sau khi thị trưởng Hạ đã sắp xếp xong mọi thứ, Trần Khiết Văn như vừa tỉnh cơn mơ. Ngẩn người một chút rồi xua tay nói. Mau làm theo chỉ thị tinh thần của thị trưởng Hạ đi. Việc cứu người là quan trọng hàng đầu, toàn lực sắp xếp cứu chữa những người bị thương, thị trưởng Hạ sẽ toàn quyền phụ trách. Trần Khiết Văn đã hoàn toàn không còn tinh thần gì nữa. Ai mà có thể nghĩ được một cuộc hội nghị đại hội lại thành ra như thế này. Đều là do Hứa Phàm Hoa, bởi vì Hứa Phàm Hoa đột nhiên thay đổi đề danh của Y Thành Dương Kiếm. Bà ta nghĩ đến đó thì cơn tức giận lại dâng trào. Hứa Phàm Hoa là kẻ đầu sỏ dẫn đến tình huống hoàn toàn mất kiểm soát. Thậm chí ngay cả vụ tai nạn xe đột nhiên xảy ra kia, Trần Khiết Văn cũng đã nghĩ xong đối sách giải quyết. Chẳng may không che giấu được giới truyền thông, đến lúc đó tỉnh ủy truy cứu trách nhiệm thì sẽ đẩy Hứa Phàm Hoa ra làm kẻ đứng mũi chịu sào. Không tin là không trị được anh ta. Hơn nữa thực sự mỗi năm việc thanh lý lưu manh đều là do anh ta phụ trách cả. Tuy nhiên Trần Khiết Văn dù sao cũng là phụ nữ. Tuổi cũng khá cao rồi. Việc liên tiếp nhận lấy hai ba sự biến đổi lớn khiến bà ta dường như chịu áp lực khó có thể chịu đựng được. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng bức bách. Đừng nói đến việc lấy quyền uy của bí thư ra để chỉ huy mà ngay cả một chút sức lực cũng không còn nữa rồi. Cứ nghĩ đến hậu quả có thể sắp phải đối mặt, vấn đề về kiến nghị lâm thời hội đồng nhân dân, rồi đến chuyện tai nạn xe bất ngờ xảy ra,
tỉnh ủy nếu như thực sự truy cứu trách nhiệm thì bà ta thực sự sẽ phải đối mặt với áp lực khó chịu đựng nổi. Trần Khiết Văn lại một trận hoa mắt, tại sao có thể như vậy? Tại sao lại là cục diện như thế này? Tại sao việc gì cũng không thuận lợi vậy? Tại sao đều đem phiền toái thêm đến cho bà ta? Bà ta đột nhiên có cảm giác bức bách ở ngực, không thể chịu nổi nữa rồi. Hai mắt trợn trắng, liền ngất đi. Mọi người thấy thế quá sợ hãi, loạn hết cả lên, người thì gọi điện thoại, người thì báo cáo với thị trưởng Hạ. Trước ngày hội nghị hội đồng nhân dân kết thúc, cả thành phố Thiên Trạch đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Bí thư thì ngất, thị trưởng Hạ thì phải đi cứu nạn. Bây giờ đã chẳng còn ai làm chủ nữa rồi. Cũng may, Ngô Minh Nghị đảm đương nổi trọng trách nặng nề này, sắp xếp người đưa bí thư Trần đến bệnh viện. Xe cứu hộ vừa đi, ông ta ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng giật mình. Ông trời ơi, sao tuyết rơi lớn thế? Thị trưởng Hạ trên đường đi phải chú ý an toàn mới được. Đã biến thành một trận tuyết thật lớn. Lúc nhận được cuộc điện thoại thông báo bí thư Trần bất ngờ hôn mê, thị trưởng đã lái xe ra thành phố Thiên Trạch, chiếc xe Mercedes-Benz đang cấp tốc chạy về hướng Tây Bắc. Trước xe có hai đoàn xe cảnh sát mở đường, phía sau cũng có hai xe cảnh sát và mấy xe cứu thương. Hạ Tưởng, Dương Kiếm, Bành Vân Phong cùng với bí thư huyện ủy Kim Sơn Đới Quân Luân, chủ tịch huyện Trương Hồng Lượng ngồi trên chiếc xe minibus. Mười mấy chiếc xe vượt qua cơn gió tuyết lao về phía trước. Do sự việc xảy ra ở trong địa giới của huyện Kim Sơn nên Đới Quân Luân nhất định phải hộ tống theo. Vừa lên xe, anh ta liền gọi điện thoại chỉ thị động viên trong huyện nhanh chóng hành động, triển khai tự cứu mình trước, chỉ vì lý do hội nghị hội đồng nhân dân, những vị lãnh đạo chủ yếu của huyện đều đã đi tham dự hội nghị rồi. Trong huyện nhân lực còn lại không đủ, không có người phụ trách những bộ phận có liên quan nên không tổ chức được. Tình thế nghiêm trọng, nơi xảy ra tai nạn lại là đoạn đường mà ít người đến. Là một người vùng đó đi ngang qua phát hiện ra có xe rớt xuống khe núi, mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu không thì còn không biết là có tai nạn xảy ra. Từ đó có thể phán đoán những người trên xe lành ít dữ nhiều. Hơn nữa tuyết rơi càng ngày càng lớn, đem đến vấn đề nan giải mới cho công tác cứu hộ. Hạ Tưởng sau khi nghe tin Trần Khiết Văn hôn mê nằm viện trong lòng cũng không biết là nên thông cảm hay là bất đắc dĩ. Đến lúc mấu chốt không dựa vào được thì sẽ kiếm chuyện sau lưng. Hắn còn có thể nói được gì đây? Đành phải chỉ thị nhất định phải toàn lực cứu bí thư Trần. Phải tổ chức những lực lượng y tế tốt nhất để công tác cứu giúp được tiến hành suôn sẻ. Bên trong xe không ít người đều biết rằng Trần Khiết Văn hôn mê, Bùi Nhất Phong nói. Bí thư Trần là quá mệt mỏi rồi. Bà ấy bị bệnh mệt mỏi, mệt đến mức ngã trên cương vị công tác. Anh ta cứ tưởng sẽ có người hưởng ứng, ít ra thì cũng nói đỡ Trần Khiết Văn vài câu, không ngờ không ai hưởng ứng. Dương Kiếm ngược lại căm giận chào phúng nói. Rốt cuộc thì biết làm tốt hơn là biết nói. Bí thư là bí thư. Những công việc vừa khổ vừa mệt không cần làm, lại còn có thể đến bệnh viện nghỉ dưỡng. Thị trưởng Hạ thì lại phải lao đầu đến chỗ nguy hiểm đích thân đến hiện trường. Thời cơ hôn mê cũng thật là một học vấn. Bùi Nhất Phong sắc mặt phát lạnh, muốn phản bác vài câu, Hạ Tưởng liền nói. Anh Dương, bí thư Trần lớn tuổi rồi. Năm nay trận gió tuyết lớn như vậy. Lại nhiều chuyện xảy ra. Bà ấy mệt là có thể hiểu được. Đừng nói bừa như thế mà. Đừng có làm việc theo cảm tính. Mặt ngoài, Hạ Tưởng phải giữ cái uy của bí thư Trần thì mới có thể khiến tỉnh ủy tin tưởng thành ủy Thiên Trạch là một bộ máy lãnh đạo đoàn kết. Dương Kiếm không phục không phải không phục Hạ Tưởng mà là chán ghét Trần Khiết Văn đến cực điểm rồi. Anh ta quay mặt sang một bên không nói lời nào. Bùi Nhất Phong trong lòng cũng hiểu rõ đã phá tan sự việc rồi. Rõ ràng là nói cho Hứa Phàm Hoa lên, nhưng Hứa Phàm Hoa lâm trận thì bỏ chạy. Chuyện chưa xong thì trực tiếp đề cử Dương Kiếm. Bây giờ cục diện lại bế tắc thế này. Không những khiến Dương Kiếm trở mình mà lại đẩy anh ta càng gần hơn về phía thị trưởng Hạ. Còn khiến cho Dương Kiếm giận dữ lôi đình. Xem ra đây thực sự không phải là một kết cục tốt. Mất nhiều hơn được mới là sự khởi đầu thôi. Ai mà biết được sự việc sẽ diễn tiến như thế nào. Mấu chốt là vụ tai nạn xe đừng có làm lớn hơn nữa. Nếu như sau khi lọt đến tai tỉnh ủy, các cơ quan thông tin thì ai sẽ là người chịu tội thay đây? Hứa Phàm Hoa tuy rằng không thoát nổi, phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh ta thì cũng có phần. Thị trưởng Hạ mới đến không lâu, hoàn toàn có thể lấy những việc không quen thuộc làm cái cớ để đẩy trách nhiệm một cách sạch sẽ. Sau đó làm lớn chuyện này ra thì anh ta cũng không có kết cục hay. Chương 944, Gió Tuyết. Gió lốc,
thất bại. Bùi Nhất Phong lo lắng mọi việc không thuận lợi, điều này khiến ông ta rất phiền muộn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ, không nhìn thì không lo, nhìn rồi thì lập tức hoảng sợ. Lúc này chiếc xe đã đi vào vùng núi phía tây, hướng mắt nhìn ra, trời đát một màu trắng xóa, tầm nhìn chỉ có không đến mấy chục mét. Hơn nữa tuyết đã rơi dày đến bằng một bàn chân. Bùi Nhất Phong trong lòng một trận kinh hoàng. Năm ngoái thành phố Thiên Trạch cũng chưa từng nhìn thấy trận tuyết lớn như thế. Năm nay sao thế nhỉ? Ông ta không thể không khuyên Hạ Tường. Thị trưởng Hạ, cứ đi nữa thì rất nguy hiểm. Ý kiến của tôi là tôi và Phó Thị trưởng Dương đến hiện trường là được rồi. Anh không cần phải đi đâu. Bùi Nhất Phong vừa mở miệng thì những người khác đều vội vàng phụ họa theo. Dương Kiếm cũng hiểu nếu chẳng may Hạ Tường có chuyện gì xảy ra thì đây chính là sự cố trọng đại gây chấn động cả tỉnh ủy. Tất cả những người của thành ủy Thiên Trạch đều sẽ phải chịu trách nhiệm chính trị tương ứng. Bành Vân Phong cũng khuyên. Hạ Tưởng vỗ nhẹ nhẹ vào tay vịn trên ghế. Có lợi thì đi, có khó khăn thì trốn tránh. Việc này tôi không thể làm được. Tôi là thị trưởng, là quan phụ mẫu của mấy triệu dân thì phải gương mẫu chứ. Không nói gì hùng hồn, chỉ là trong lúc khó khăn nguy hiểm, những cảnh sát không ngại nguy hiểm sinh mạng. Khi cứu người gặp nạn lúc ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy thị trưởng đang ở hiện trường chỉ huy, thì tôi nghĩ dù tôi có là một ngọn cờ thì cũng sẽ tung bay trong gió tuyết. Lời nói của Hạ Tưởng không phải là lời nói quan trường khách sáo, mà là lời nói thực tế. Vừa không bi tráng cũng không nhiệt huyết nhưng lại âm vang nặng trịch trong lòng mỗi người. Thị trưởng cũng được, bí thư cũng tốt, chính là một ngọn cờ. Chỉ cần ngọn cờ đó không đổ, tinh thần không sụp đổ thì thắng lợi là điều bảo đảm. Bùi Nhất Phong nắm chặt hai bàn tay mình. Phó Thị trưởng Dương, Vân Phong, các anh theo sát bên thị trưởng Hạ. Anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi tính sổ với các anh đấy. Lẽ ra với cấp bậc của Bùi Nhất Phong, ông ta không có tư cách nói như vậy với Dương Kiếm. Dương Kiếm nghe xong nhưng không giận, chỉ là gật đầu một cách hơi nặng nề. Xe đi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đã đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Vừa mới xuống xe nhìn thì tâm trạng của mọi người đều trầm xuống. Trên mặt đất tuyết đọng đã dày đến nửa thước, hơn nữa xem ra, tuyết càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại. Địa điểm xảy ra tai nạn là một khe núi không quá sâu. Hai bên đường cũng có không ít cây cối. Lực tác động vào chiếc xe rất lớn, sau khi quét qua mười mấy cành cây đại thụ, rơi xuống đáy khe núi. Có 7-8 người dân đứng bên đường nhìn ngó, nhưng không có ai xuống cứu. Chiếc xe rơi xuống khe đã biến dạng, mơ hồ có thể thấy được mấy vật thể linh tinh rơi ra, và mấy xác người rơi đầy đất. Tuyết lớn đã che phủ cả một lớp dày. Nếu như cứ để thế mấy tiếng đồng hồ nữa, rồi tuyết phủ lên hoàn toàn, không chú ý thì thậm chí chẳng phát hiện được nơi xảy ra vụ tai nạn. Hạ Tưởng tâm trạng rất kém, địa điểm xảy ra vụ tai nạn không ở gần thôn xóm, không ở gần cửa hàng, đều cách xa thành phố Thiên Trạch và thị trấn Kim Sơn. Hơn nữa thôn gần nhất cũng cách đến 5 km, hiện tại thì tuyết không ngừng rơi, công tác cứu hộ gặp khó khăn không nhỏ. Hơn nữa xem tình hình, chỉ sợ người trên xe lành ít dữ nhiều. Cho dù là bị thương không chết thì ở trong tuyết lạnh một tiếng đồng hồ thì hầu như cũng đông cứng mất rồi. Hạ Tưởng giận dữ liếc nhìn Bùi Nhất Phong một cái. Ông Bùi, hay cho thông lệ hàng năm, công tác giải phóng mặt bằng hàng năm, sao tôi không được biết một chút gì vậy? Bây giờ tuy nói không phải là lúc truy cứu trách nhiệm nhưng nghĩ đến 50 mạng người chỉ vì vấn đề sĩ diện, vì một lý do có thể đem đến những nhân tố bất an thì liền đưa họ đến nơi khe núi. Họ dù có là người lang thang, hay là những người không phận sự thì cũng đều là những người bằng xương bằng thịt cả. Hắn không thể kìm nổi cơn giận dữ. Chính trị, không phải tất cả đều là công cụ thăng quan phát tài, không phải là thủ đoạn ứng phó với cấp trên một cách không có nhân tính. Có lúc cũng là sự tra khảo trực tiếp nhất đối với nhân tính, chỉ lo cho tiền đồ chính trị của mình mà không lo đến sống chết của người dân thì đó là sự đả kích vô tình nhất. Trước khi giải phóng mặt bằng, quả thực không hề báo cáo với Hạ Tưởng. Cũng là chủ ý của Trần Khiết Văn, là sợ Hạ Tưởng biết sẽ gây thêm rắc rối. Nếu chẳng may hắn không đồng ý thì muốn miễn cưỡng làm cũng là rắc rối lớn. Dù sao thì thông lệ mỗi năm đều là như thế cả. Hơn nữa đây là chuyện nhỏ. Do Hứa Phàm Hoa ra mặt, lại có Bùi Nhất Phong ở giữa phối hợp là được rồi. Không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn xe, chuyện nhỏ liền biến thành chuyện lớn. Bùi Nhất Phong không nói gì trước sự giận dữ của thị trưởng Hạ. Ông ta không thể nói là bí thư Trần nói thế này thế này. Chỉ đành hàm hồ đáp.
Cái này, vấn đề này bây giờ khó nói kỹ càng được. Xong việc tôi nhất định sẽ giải thích cụ thể với anh. Bây giờ cứu người là quan trọng. Hạ Tưởng cũng kìm nén cơn giận xuống, dặn dò Đới Quân Luân khẩn cấp điều động lực lượng từ Kim Sơn đến trợ giúp. Hắn cũng chẳng kịp nói thêm mấy lời động viên nữa, chỉ vung tay lên. Mau cùng với tôi xuống đó cứu người. Thị trưởng Hạ, anh không thể đi. Dương Kiếm, Bùi Nhất Phong và Bành Vân Phong gần như tất cả đồng thanh kêu một tiếng. Bành Vân Phong ở gần nhất, còn đưa tay ra kéo chặt Hạ Tưởng nhưng rồi lại rơi vào khoảng không. Hạ Tưởng sớm đã làm đầu tàu gương mẫu, thả người nhảy vào bên trong khe núi. Sức mạnh của người làm gương là vô cùng lớn. Đặc biệt là Hạ Tưởng lại là vị thị trưởng ngồi trên ngôi cao, những người dân vùng núi vốn lo lắng nguy hiểm trơn trượt chân mới không dám xuống cứu người. Vừa nghe nói thị trưởng Hạ tự mình đi xuống khe núi thì lập tức động viên, mồm năm miệng mười khen ngợi. Vị thị trưởng trẻ như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa lại còn là người đầu tiên nhảy xuống cứu người. Thật sự là hiếm có. Cũng phải, người tốt mà. Tôi sống 50 năm nay rồi. Đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy thị trưởng cứu người. Người ta là thị trưởng còn không sợ chết. Chúng ta là nông dân mà lại thế này. Không thể để người ta coi thường chúng ta được. Đúng thế, An Lão Ngũ, mau quay về thôn gọi người ra đây. Anh có nhiều thân thích mấy bà cô bà gì, đi gọi chắc chắn là được. Được rồi, tôi đi gọi, thị trưởng còn nhiệt tình như thế thì tôi cũng sẽ cố hết sức. Không nhắc đến chuyện người dân vùng núi này quay về thôn gọi người nữa. Hạ Tưởng dọc theo khe núi gập ghềnh đi xuống, bám vào những cây nhỏ ven đường. Đường rất dốc, chân lại trơn, đường chỗ sâu chỗ nông, mấy lần suýt nữa trượt chân. Tuyết đã che phủ diện mạo ban đầu, không cẩn thận một cái là dẫm phải đá. Dù là như thế thì hắn vẫn không dừng lại, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến khe núi. Chiếc xe bị nghiêng một bên, cơ thể người văng ra ngoài xe, nhìn thấy mà sốc. Khiến lòng hắn run rẩy, khiến lửa giận trong lòng hắn càng đốt càng vượng. Không biết sao, trong nháy mắt nhớ tới việc Kỷ Phong Thanh tự sát. Đến đáy khe núi, Hạ Tưởng chạy ngay đến trước xe. Kính xe đã bị vỡ tan tành, có khoảng mười mấy người bị văng ra ngoài xe. Hạ Tưởng kiểm tra người ở gần mình nhất, là một người già tầm 50 tuổi, quần áo lam lũ, tóc rối tung, vừa nhìn là biết là một người lưu lạc vô gia cư. Dù là ông ta không có cha mẹ, không có con, thậm chí không có người thân nhưng ông ta vẫn là một người già có khát vọng được sống ấm áp. Ông ta cũng không muốn xác bị chôn vùi nơi hoang vu này. Đưa tay ra sờ thì thấy ông ta đã chết độ mấy tiếng rồi. Cơ thể đã lạnh rồi. Người thứ hai là một đứa trẻ tầm 15, 16 tuổi. Miệng nó vẫn không ngừng tuôn máu ra. Sự sống đang dần rời xa. Hạ Tưởng đưa tay sờ thì nó đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy tay Hạ Tưởng, khó nhọc nói. Chú ơi, bố mẹ cháu không cần cháu nữa rồi. Thành phố Thiên Trạch cũng không cần cháu nữa sao? Cháu không muốn chết, xin hãy cứu cháu. Vừa mới dứt lời, miệng lại tuôn ra toàn máu tươi. Cảnh này là không xong rồi. Hạ Tưởng nước mắt trào ra, tay hướng về phía trận gió tuyết. Bác sĩ, bác sĩ. Bác sĩ làm sao có thể chạy đến nhanh như thế cơ chứ? Nếu như không phải là thị trưởng Hạ làm gương cho binh sĩ thì họ cũng chẳng muốn đến. Cố là nguy hiểm, nhưng thị trưởng Hạ đều không để ý đến sống chết như thế rồi thì bọn họ càng không dám không lao về phía trước. Trên đường không biết đã té ngã lăn lộn bao nhiêu lần, mới xuống được khe núi. Đáng tiếc là chờ đến thời điểm họ đến thì đứa bé đã không thể cứu được nữa. Mười mấy người bị văng ra khỏi xe toàn bộ tử vong, trong đó 60% là người già, ngoài ra còn có phụ nữ và trẻ em. Lớn nhất là khoảng 60 tuổi, nhỏ nhất là khoảng 15 tuổi. Thật là một thảm kịch. Bùi Nhất Phong chỉ huy nhân sự phá chiếc xe. Nhân viên cứu hộ cũng bận rộn không nghỉ tay. Lúc này Hạ Tưởng cũng không có chút nghỉ ngơi cùng với tất cả mọi người quên đi thân phận là thị trưởng của mình, dựa vào thế mạnh của tuổi trẻ, cõng một người bị thương từ trong xe ra. Chỉ tiếc là, quá thảm. Trong xe có hơn 30 người, chết quá nửa, trong 3 người, mới phát hiện có một người may mắn sống sót. Điều khiến Hạ Tưởng đau lòng nhất chính là những người bị chết đều là những người già cô độc. Da xanh vàng vọt, quần áo bẩn rách nát, mùa đông của thành phố Thiên Trạch quá dài, quá lạnh. Những năm trước họ có thể trải qua mùa đông giá lạnh đã là may mắn rồi. Không ngờ, tránh được giá lạnh nhưng không tránh được tai nạn xe, chôn vùi thân mình ở nơi khe núi này.
Hạ Tưởng ngoài đau lòng ra thì càng nhận thức sâu xa hơn về sự nghèo khó của thành phố Thiên Trạch. Nếu như thành phố Thiên Trạch giàu hơn một chút thì càng có nhiều tiền đầu tư hơn để xây dựng những viện dưỡng lão, viện phúc lợi. Cũng sẽ không có những cái gọi là lang thang, bị trục xuất. Những người già không chốn nương tựa này vốn là nên ở những viện phúc lợi để hưởng tuổi già, đáng ra có được sự quan tâm của nhà nước thì nay lại bị đưa ra khỏi thành phố. Một tai nạn xe liền khiến họ chôn vùi thân xác nơi vùng núi xa xôi này. Đây không chỉ là sự cố tạo ra bởi con người, mà là căn nguyên nguồn gốc sỉ nhục của thành phố Thiên Trạch. Cũng là do thành phố Thiên Trạch bần cùng gây nên, điều đáng cười là hắn muốn phát triển nền kinh tế của Thiên Trạch thì lại có người luôn gây phiền toái. Thật là vấn đề khó khăn, thật sự là vô cùng đáng buồn cười. Nếu không phải bởi vì bần cùng, không phải thành phố Thiên Trạch làm không tốt vấn đề thu nhận, nếu như thành phố Thiên Trạch lớn như vậy có thể dung nạp được cuộc sống và hạnh phúc của mấy chục người lang thang thì bọn họ sẽ không bị ném vào nơi hoang dã thế này. Gió tuyết đan xen nhau, lại thêm là ở trong núi, gió lạnh thấu xương. Lửa giận trong lồng ngực Hạ Tưởng trào dâng, nhiệt huyết sôi trào, tuyệt đối không cảm thấy lạnh, chỉ hận là mình không thể dốc hết sức để cứu được nhiều người hơn. Hắn hạ quyết tâm, sự kiện lần này tuyệt đối sẽ không nuông chiều, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan. Xét xử nghiêm túc, tuyệt đối không nhẹ tay, dù là có đề cập đến Trần Khiết Văn, hắn cũng sẽ không tiếc trở mặt với bà ta. Có một số việc có thể không đấu tranh, nhưng có một số việc không thể nhượng bộ. Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, giữ vững điểm mấu chốt trong đối nhân xử thế của mình. Nếu như nói cái chết của Kỷ Phong Thanh khiến cho Hạ Tưởng nghĩ đến sai lầm trong việc dùng người. Vậy thì tai nạn xe trước mắt đây càng khiến cho hắn nghĩ đến sự tiêu cực không đấu tranh của mình khi đến thành phố Thiên Trạch. Có phải là quá hàm xúc quá ôn hòa hay không? Lẽ nào chỉ là vì che giấu ý đồ chính trị thực sự của hắn với thế lực gia tộc mà không thể không tiếp tục thỏa hiệp? Chẳng lẽ sau khi đảm nhiệm chức thị trưởng thì không thể không bị trở thành một quan liêu thuần chất? Hơn nữa lại còn phải ngụy trang, còn thông đồng làm bậy. Không, Hạ Tưởng đang dùng sức của mình để giúp một người đang bị biến dạng dưới sức ép của ghế ngồi thoát ra. Cố sức hồi lâu mà vẫn không lôi anh ta ra được. Hơn nữa một chân của anh ta bị đè gãy rồi, vẫn còn đang rên rỉ. Rõ ràng là anh ta sắp không chịu đựng được nữa rồi. Hạ Tưởng cũng không biết có phải là nghĩ nhiều quá đến nóng vội, hay là cứu người không được nên lo lắng, đột nhiên hét lớn lên một tiếng, một chưởng đập vào chỗ ghế ngồi, lập tức da chóc thịt bong, tay phải ứa máu tươi chảy ròng ròng. Bành Vân Phong hoảng sợ, vội vàng kêu bác sĩ đến giúp thị trưởng hạ băng bó. Hạ Tưởng vung tay lên. Không cần lo cho tôi, mau giúp anh ta đi, nhanh lên, anh ta sắp không xong rồi. Hạ Tưởng không biết người này, Bành Vân Phong thì lại biết, ông ta kinh hoàng kêu lên một tiếng. Cục trưởng Điền, chính là phó cục trưởng thành phố Điền Tinh Vận. Bùi Nhất Phong vốn vừa đến là muốn cứu Điền Tinh Vận. Nhưng thấy mọi người đều tản ra cứu người, ai dễ cứu thì cứu người đó. Ông ta cũng không tiện đơn phương đi tìm Điền Tinh Vận. Nhưng bây giờ ông ta không như ngày xưa nữa, bụng tròn, eo cứng, cũng không muốn tự mình ra tay. Nhưng thị trưởng Hạ cũng đã đích thân red eye, y cứ đứng một bên giả vờ giả vịt chỉ huy thì cũng không hay. Đành phải cúi người xuống cứu người, trong lòng còn nghĩ, có một vị lãnh đạo trẻ cũng không tốt. Người trẻ tuổi sức khỏe cường tráng, việc gì cũng làm được, lại là lãnh đạo. Hắn ta làm gì mình cũng phải làm theo. Cũng là một cấp trên già một chút cũng tốt. Dù sao thì việc gì cũng không động đến, chỉ huy bừa thôi. Ông ta cứ thế ở bên chỉ dùng miệng chứ chẳng cần phải động chân tay thế này. Tuy nhiên chỉ làm được một lúc là ông ta thấy thật khâm phục thị trưởng Hạ. Cứ tưởng rằng thị trưởng Hạ là muốn thể hiện, nhưng nghĩ lại thì không phải thế. Dù sao thì cũng không có lãnh đạo cấp trên ở đây, cũng chẳng có phóng viên, thể hiện thì ai xem. Sự thể hiện từ xưa đến nay đều là để lãnh đạo và cơ quan thông tin truyền thông nhìn thấy chứ không phải là để cho cấp dưới thấy. Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ liều lĩnh cứu người của thị trưởng Hạ, Bùi Nhất Phong nói mình không cảm động thì là nói dối. Ông ta xuất thân là cảnh sát, năm xưa cũng đã từng vượt qua nước sôi lửa bỏng. Tuy là lăn lộn trên chốn quan trường, chai lì và quan liêu rồi nhưng thật sự vẫn rất khâm phục vị lãnh đạo tận tâm thực sự này. Ai cũng từng có giấc mơ tạo phúc cho nhân dân. Ai cũng không muốn mình trở thành một cán bộ vô tích sự. Bùi Nhất Phong toàn thân toát mồ hôi. Khi đỡ một người phụ nữ trẻ trên người đầy máu lên, người phụ nữ tỉnh lại, bám lấy cánh tay ông ta. Xin cảm ơn ân nhân, ông đã cứu mạng tôi.
Cả đời này tôi xin tạ ơn ông. Sau khi lên làm cục trưởng đã nghe bao nhiêu lời cảm ơn và lời chửi nhưng chưa bao giờ thực sự cảm động khi nghe một câu nói như hôm nay. Trong nháy mắt, ông ta không còn coi mình là cục trưởng cục công an nữa mà chỉ coi mình là một người bình thường, gật đầu đáp lại. Không cần cảm ơn đâu, đây là việc tôi nên làm mà. Một hành động cứu hộ ở cấp bậc cao nhất chưa từng có trong lịch sử thành phố Thiên Trạch, dưới sự dẫn dắt của thị trưởng Hạ, cục trưởng công an, phó thị trưởng thường trực cùng với trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, đều quên thân phận của mình, với thân phận là một người bình thường gia nhập vào đoàn quân cứu hộ. Hơn nữa không ai là khoe mẽ, làm chơi cho có, ai cũng dốc sức hết mình. Quần áo của Hạ Tưởng bị rách mấy chỗ, tay phải chảy máu. Cánh tay trái của Dương Kiếm đông cả máu, máu đông bên ngoài. Bùi Nhất Phong trẹo chân, đi đường khập khiễng, vết thương nhẹ thôi. Bành Vân Phong trên đầu sưng một cục, ngay cả quầng mắt cũng sưng lên. Mấy nhân vật cấp quan trọng của bộ máy ủy ban nhân dân thành phố không cần biết trước đây đã xảy ra mâu thuẫn gì, không cần biết lập trường khác nhau ra sao, bây giờ đều đồng tâm hiệp lực, cảm giác mối quan hệ với nhau gần hơn một nấc. Sau đó, những dân cư vùng núi đó từ huyện Kim Sơn tới cứu hộ. Công tác cứu hộ coi như dần dần xong xuôi. Lần tai nạn xe này có 35 người chết, bị thương nặng 10 người. Ngoài ra có 5 người bị thương nhẹ, tổn thất thật là nghiêm trọng. Trong những người bị chết thì người lớn tuổi nhất là 65, nhỏ tuổi nhất là 15. 65 tuổi, đáng lẽ là nên an hưởng tuổi già. 15 tuổi là tuổi đẹp như hoa, thế mà đều phải đi xuống cõi âm phủ. Hơn nữa lại chết thảm trong trận tuyết ngập trời. Thật là khiến người ta phải thổn thức. Đợi công tác cứu viện chấm dứt, mấy người Bùi Nhất Phong khi chỉ huy dọn dẹp hiện trường thì Hạ Tưởng một mình đi đến di thể của người chết nhỏ tuổi nhất, im lặng hồi lâu, trong lòng bi phẫn và thê lương. Tất cả mọi người không dám tiến lên quấy rầy Hạ Tưởng đang suy nghĩ. Ai cũng biết rằng được nỗi đau nặng nề và kịch liệt trong lòng thị trưởng Hạ. Bùi Nhất Phong thậm chí trong nháy mắt còn sinh ra dao động, có nên nói sự thật cho thị trưởng Hạ biết hay không. Nhưng sau đó thì lý trí của ông ta lại chiến thắng tình cảm. Tuy rằng ông ta đã từng kề vai sát cánh chiến đấu với thị trưởng Hạ nhưng ông ta biết dù thế nào thì cũng không phải là cùng đi trên một con đường, mâu thuẫn giữa hai người với nhau lớn hơn nhiều so với hợp tác lợi ích. Tuy nhiên không lâu sau, Bùi Nhất Phong hối tiếc không kịp, căm hận chính mình đáng lẽ nên thật nhanh quyết định dựa vào thị trưởng Hạ, sớm một bước nói ra chân tướng sự việc thì sẽ không đến nỗi có kết cục như ngày hôm nay. Công việc cứu viện vừa kết thúc, mấy người Hạ Tưởng và Bùi Nhất Phong, Dương Kiếm quay trở về thành phố Thiên Trạch, để Đới Quân Luân và mấy người khác ở lại xử lý ổn thỏa công việc. Dọc đường đi, Hạ Tưởng nét mặt nghiêm túc, không nói câu gì. Bùi Nhất Phong liền biết sự tình sẽ không lắng xuống đâu, mấu chốt vẫn còn, hội nghị hội đồng nhân dân còn chưa tuyên bố thành công bế mạc. Bí thư thành ủy nằm viện, thị trưởng, phó thị trưởng thường trực ra ngoài cứu người, chủ tịch hội đồng nhân dân xử đại hải rối loạn. Phương diện thành ủy thì còn tốt. Ngô Minh Nghị có thể đảm đương, nhưng về phương diện chính phủ thì Hứa Phạm Hoa tâm thần bất an, không trông cậy được chút nào. Rất nhiều người đều vô cùng lo lắng, nghe nói công tác cứu giúp đã chấm dứt, thị trưởng Hạ đang trên đường về. Ai mà biết được sau khi thị trưởng Hạ trở về thì sẽ xảy ra cơn gió lốc gì đây? Quan trường của thành phố Thiên Trạch, ai nấy đều cảm thấy bất an. Chuyện có liên quan đến việc đề xuất kiến nghị lâm thời. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xử Đại Hải kỳ thật trước đó ít nhiều có biết một chút nội tình. Bởi vì Sử Khiết Văn đã từng tiết lộ một chút với ông ta. Tuy chưa nói rõ nhưng ông ta trong lòng cũng đã rõ. Nhưng sau khi danh sách đề cử đưa ra không phải là Hứa Phạm Hoa mà là Dương Kiếm. Ông ta liền biết là chuyện xấu. Tuy không biết là sai lầm ở đâu nhưng việc thay đổi người không hề có báo trước thì ngay cả Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng chẳng hay biết gì thì chính là ông ta đã không làm tròn bổn phận. Tuy nói rằng ông ta 2 năm nữa là sẽ lui về, cũng chẳng có khả năng thăng quan tiến chức nữa rồi. Nhưng là một nhân vật chính trị, anh cũng muốn lui về trong vinh quang. Không ai muốn bị xử phạt rớt đài cả. Một đời làm quan không hề dễ dàng, nhất thời lại gây nên tiếng xấu, như thế sẽ là tiếng xấu cả đời. Sử Đại Hải cũng hận Hứa Phạm Hoa. Bây giờ ông ta lại hận thêm Bùi Nhất Phong. Làm cái gì cơ chứ? Một chuyện nhỏ dọn sạch những người lang thang cơ nhỡ mà cũng thành chuyện lớn 50 mạng người. Lại là vì hai hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc mới làm, dường như trên đầu treo thanh kiếm vậy. Ông ta là chủ tịch hội đồng nhân dân, tuyệt đối là người đứng mũi chịu sào chịu trách nhiệm đầu tiên.
thật sự là xui, năm hạn xui xẻo. Càng sợ thì chuyện càng tìm đến. Bây giờ sợ nhất là điện thoại trong tỉnh gọi đến, điện thoại kêu lên một tiếng thì ắt chẳng phải là chuyện hay. Nghe nói phó bí thư tỉnh ủy Mai Thái Bình trực tiếp mắng Trần Khiết Văn. Đáng lắm, tự làm tự chịu. Chương 945, ai nấy đều bất an, thất bại. Sử Đại Hải bắt đầu hối hận vì bị Trần Khiết Văn kéo xuống nước. Vốn là sáng mai là nên tuyên bố hội nghị thành công bế mạc, nhưng bây giờ bí thư Trần thì nằm viện, thị trưởng Hạ thì đi giải nguy. Trong thành ủy chẳng còn ai làm chủ, làm sao mà bế mạc được đây? Ông ta nghiên cứu nghi thức bế mạc các hội nghị hội đồng nhân dân mấy năm nay nhưng thực sự chưa phát hiện ra có nghi lễ bế mạc nào mà không có bí thư và thị trưởng tham gia cả. Làm sao bây giờ, việc này lại không thể xin chỉ thị ở tỉnh, báo cáo lên đó thì chỉ là bị mắng thôi. Lại cũng không thể xin chỉ thị của bí thư Trần, nghe nói bí thư Trần vẫn nằm hôn mê bất tỉnh. Lớn tuổi rồi, không có sức lực thì đừng có dằn vặt tự làm khổ làm gì. Làm sao đọ nổi với người trẻ tuổi. Bây giờ thì hay rồi, lại giày vò bản thân thành bệnh. Chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Sử Đại Hải phải đi tìm Ngô Minh Nghị thảo luận đối sách, Ngô Minh Nghị lại hai tay xòe ra. Đợi bí thư Trần tỉnh lại đã rồi tính sau, hoặc là đợi thị trưởng Hạ quay về đã. Sử Đại Hải liền hiểu, ai cũng không muốn tiếp nhận cục diện rối rắm, người nào tiếp nhận thì người đó chịu trách nhiệm. Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ quan hệ bình thường, vì nguyên nhân là Hạ tưởng. Trần Thiên Vũ đến gần hơn một chút với các ủy viên bộ máy chính phủ. Hiện tại bí thư Trần bị bệnh, thị trưởng Hạ lại không có ở đó. Hứa Phạm Hoa hoang mang lo sợ, về cơ bản đều là Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ duy trì thế cục. Nhìn thấy cảnh tượng nói chuyện tự nhiên của Trần Thiên Vũ và mấy phó thị trưởng cùng với các thành viên khác của bộ máy chính phủ, Ngô Minh Nghị hơi hơi cảm thán. Đợi Trần Thiên Vũ bận xong ông ta liền chêm một câu. Thiên Vũ! Anh và thị trưởng Hạ mối quan hệ không tồi. Nhưng anh là trưởng ban thư ký thành ủy. Trần Thiên Vũ nghe ra được điều gì, biết rằng Ngô Minh Nghị là muốn mình không cần tham gia giữa bí thư và thị trưởng như siết DJ, cẩn thận khó làm, anh ta cười nói. Thị trưởng Hạ cũng là phó bí thư thứ nhất của thành ủy. Ngô Minh Nghị bất đắc dĩ mỉm cười, biết Trần Thiên Vũ là theo Hạ tưởng, nghĩ thầm rằng bí thư Trần cũng đừng trách phó bí thư và trưởng ban thư ký không cùng suy nghĩ với bà ta. Trách chỉ trách, nhưng bà ta không có hậu thuẫn mạnh mẽ như thị trưởng Hạ. Trần Thiên Vũ thì còn nói được, là cấp dưới cũ của thị trưởng Hạ. Nhưng anh ta lại vì mối quan hệ với nhà họ Ngô nên phải nhất trí với thị trưởng Hạ. Thiên Vũ, anh nói xem, sự việc sẽ đi theo hướng nào. Ngô Minh Nghị cũng hiểu, sau khi thị trưởng Hạ trở về thì việc vẫn chưa xong được, chắc chắn sẽ có nợ phải tính. Trần Thiên Vũ đã nhận được tin tức. Biết được vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng và thê thảm. Anh ta hiểu Hạ tưởng hơn Ngô Minh Nghị, biết rằng Hạ tưởng không phải là một người đùa bỡn với thủ đoạn. Nhưng có một nguyên tắc chính là nếu như người khác dùng thủ đoạn với hắn thì hắn chắc chắn sẽ trả đòn. Hơn nữa trả đòn một cách vô cùng sắc bén. Nhất là thị trưởng Hạ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện tàn nhẫn không có tính người nhất. Ngô Minh Nghị hỏi thế này, có ý chuẩn bị tâm lý trước. Anh ta liền trầm ngâm một chút. Nếu như chỉ là chuyện kiến nghị lâm thời thì còn tốt một chút. Chuyện thị trưởng Hạ thì có khả năng không đề cập đến. Nhưng chết mấy chục người thì chuyện này không xong được. Những chuyện liên quan đến mạng người thì thị trưởng Hạ chưa bao giờ nhẹ tay. Ngô Minh Nghị thở dài một tiếng. Đúng vậy, chuyện này không đặt lên bàn được. Nhưng nơi nào thì cũng làm như vậy cả. Cũng không thể trách Hứa Phạm Hoa và Bùi Nhất Phong. Nhưng chuyện xảy ra đã không giống như thế rồi. Mấu chốt là bí thư Trần không đồng ý xử lý người chịu trách nhiệm. Thị trưởng Hạ nếu như thực sự muốn nghiêm trị thì cũng phiền toái. Chúng ta vừa muốn xuất phát từ việc giữ đại cục đoàn kết yên ổn, lại muốn kiên định lập trường. Khó làm đây. Trần Thiên Vũ hiểu được ý của Ngô Minh Nghị, chính là muốn thăm dò ý tứ của anh ta. Muốn biết trước xem thị trưởng Hạ sẽ có thủ đoạn lôi đình nào. Nói trắng ra, thời gian anh ta đi cùng với thị trưởng Hạ không ngắn. Nhưng thủ đoạn của thị trưởng Hạ thì nhiều vô cùng vô tận, anh ta cũng khó nói thị trưởng Hạ sẽ làm gì. Thành phố Thiên Trạch quả thật không thể so với thành phố Lang. Đối thủ của thành phố Lang đều ở ngoài ánh sáng, còn bề mặt thành phố Thiên Trạch thì đâu đâu cũng có sự cản trở. Đối thủ toàn là núp ở phía sau bức màn, dù biết rằng chủ mưu là Trần Khiết Văn thì cũng không thể nắm được nhược điểm của bà ta. Bởi vậy, Trần Thiên Vũ cũng là trong lòng thiếu tự tin,
dù sao thì trí tuệ chính trị của thị trưởng Hạ anh ta không so sánh được. Đồng thời anh ta cũng nhìn rõ hơn đối với Ngô Minh Nghị. Ngô Minh Nghị cũng là vì nguyên nhân nhà họ Ngô nên mới không thể không đứng cùng về một hướng với thị trưởng Hạ, và hoàn toàn không phải là vì sự tương đồng về quan niệm chính trị. Chẳng may có lúc nào đó nhà họ Ngô không ủng hộ thị trưởng Hạ, Ngô Minh Nghị chắc chắn sẽ lập tức thay đổi lập trường. Hay nói cách khác, Ngô Minh Nghị không phải là đồng minh đáng tin cậy của thị trưởng Hạ. Suy nghĩ của Trần Thiên Vũ rất đơn giản, hiện tại anh ta đã không có hậu trường. Thị trưởng Hạ đối với anh ta lại có ơn chi ngộ hơn nữa, anh ta lại kính nể cách đối nhân xử thế của thị trưởng Hạ. Do đó anh ta rất kiên định theo sát bước chân của thị trưởng Hạ. Anh ta hiểu rõ một điểm là thị trưởng Hạ vài ba năm nữa sẽ có hy vọng bước lên cấp thứ trưởng. Người ở sát bên hắn bây giờ chắc chắn về sau sẽ là thành viên tổ chức của hắn. Lại trải qua việc tiếp xúc và hợp tác ở quận Hạ Mã, quan niệm chính trị hiện tại của Trần Thiên Vũ hoàn toàn giống với của thị trưởng Hạ, toàn bộ chịu sự ảnh hưởng của thị trưởng Hạ. Anh ta không trả lời thẳng vào vấn đề của Ngô Minh Nghị mà là nói một cách rất xúc động. Thị trưởng Hạ có tinh thần chủ nghĩa lý tưởng nhưng anh ta lại gắn với thực tế, vừa có thể xác lập trên thực tế mà lại có một tấm lòng vì dân vì nước. Thật sự là không dễ dàng. Điều mà tôi khâm phục nhất ở thị trưởng Hạ chính là anh ấy bình thường có thể không có mấy khác biệt lớn so với các lãnh đạo khác, cũng biết nói những giọng trịnh thượng. Nhưng chỉ cần gặp phải khó khăn và hiểm trở thì thị trưởng Hạ tuyệt đối không ở một bên khua chân múa tay nói suông. Anh ấy không nói đến câu thứ hai thì đã chạy về phía trước rồi, dù là cơn lũ ngập trời thì anh ta cũng không băn khoăn. Ngô Minh Nghị không nói gì chỉ gật đầu cười, cũng không biết là thừa nhận hay là không thừa nhận câu nói của Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ cũng không quan tâm, anh ta không có kỳ vọng thuyết phục được Ngô Minh Nghị, chỉ muốn thông qua sự nhận xét đối với thị trưởng Hạ để nói rõ một điểm với Ngô Minh Nghị. Không cần biết là lúc nào, anh ta luôn sát cánh ở bên thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ đã trở về. Cũng không biết là ai hét lên một tiếng, âm thanh cực lớn, âm thanh xuyên thấu trận gió tuyết bên ngoài, vọng đến từng ngóc ngách của hội trường Thiên Trạch. Bao năm nay hội nghị Hội đồng Nhân dân đều diễn ra ở hội trường Thiên Trạch. Tất cả mọi người ai nấy đều nghe rất rõ. Không ít đoàn đại biểu đang đóng cửa họp, nghe thấy tin thị trưởng Hạ đã về đều nhao nhao đứng dậy. Tất cả các phòng hội nghị đều vang đến âm thanh hỗn độn. Có người ngã ghế, có người làm đổ chén trà, có người suýt nữa vấp ngã. Lập tức thành một đám lộn xộn. Cũng không biết là có người có tật giật mình hay là vì uy danh của thị trưởng Hạ mà ai nấy đều hết hồn. Hoặc là vì có rất nhiều người hiểu rằng thành phố Thiên Trạch liên tiếp xuất hiện những chuyện lớn. Trong thời gian bí thư Trần nằm viện, thị trưởng Hạ nắm quyền lớn trong tay, không nhất định muốn lôi ai ra để xét xử. Biện Hữu Thủy hoang mang, ông ta không ngờ rằng trong thời điểm mấu chốt thì bí thư Trần lại nằm viện. Nghe nói bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là hôn mê thật hay là mượn sự hôn mê để không gặp người khác, cố ý buông tay mặc kệ. Ông ta muốn tìm Hứa Phàm Hoa nhưng Hứa Phàm Hoa lại nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Là chuyện gì đây? Những lúc cần thì chẳng dựa vào được, lẽ nào là mượn gió bẻ măng? Thị trưởng Hạ đã trở về, vừa mới về một cái là đã triệu tập hội nghị thường vụ khẩn cấp. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng khó quên, ba nhân vật cấp quan trọng của thành ủy Thiên Trạch, thị trưởng Hạ Tưởng, phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an Bùi Nhất Phong, ba người đều quần áo rách nát, trên người đầy vết thương. Thị trưởng Hạ thì tay phải chảy máu, vô cùng thê thảm. Cánh tay của Phó Thị trưởng Dương bị thương được băng bó. Cục trưởng Bùi chân đi tập tễnh. Xem ra ba vị lãnh đạo thật sự đã làm gương tốt, chủ động đích thân cứu người. Lại liên tưởng đến Bí thư Trần đang nằm trong phòng chất lượng cao nghỉ ngơi thoải mái, không ít người ngầm lắc đầu. Sự khác biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy? Nhưng thấy Phó Thị trưởng Dương và Cục trưởng Bùi trước đây đều không tích cực lắm mà lần này lại tích cực như vậy thì khiến người ta đều thầm tán dương. Thị trưởng Hạ lợi hại, có thể khiến cho người luôn thối lui như lão Dương và người chuyện gì cũng phải được lợi như lão Bùi đều phải thực sự thể hiện mình. Thật là không đơn giản. Mấy người Hạ Tưởng chỉ đơn giản băng bó một chút. Sau đó toàn thể ủy viên thường vụ bắt đầu họp. Vì Trần Khiết Văn vắng họp, Hạ Tưởng liền ngồi ngay ở ghế số 1. Trước đây vốn tất cả mọi người đều cho rằng thị trưởng Hạ trẻ tuổi, không điều khiển được tình hình. Để một người nhỏ tuổi hơn bọn họ đến mười mấy 20 tuổi ngồi ở ghế thứ nhất, bọn họ đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng hôm nay thấy vẻ mặt của thị trưởng Hạ, toàn thân đầy bùn thì trong nháy mắt lại cảm thấy thị trưởng Hạ còn điềm đạm,
chắc chắn và đáng tin cậy hơn tất cả mọi người. Hắn chính là người đáng tin cậy của Thành ủy Thiên Trạch. Bành Vân Phong là chủ lực của công tác cứu hộ, cũng ngồi đó dự thính cuộc họp. Hội nghị do Hạ Tưởng chủ trì, đầu tiên là Dương Kiếm giới thiệu hậu quả nghiêm trọng của vụ tai nạn xe và tình hình cứu hộ. Lúc giới thiệu thì vẻ mặt đầy căm hận. Sau khi nói đến rất nhiều người già và em nhỏ chết thảm, anh ta còn rơi một vài giọt nước mắt cảm thông. Hội trường tràn ngập không khí áp lực căng thẳng, không có ai chủ động lên tiếng. Hứa Phàm Hoa lại cúi đầu, sắc mặt xám trắng, ánh mắt lập lòe, cũng không rõ là đang nghĩ gì. Ai cũng đều đang suy đoán, thị trưởng Hạ rốt cục muốn nắm lấy thời cơ như thế nào, can đảm ra tay, ra sức đánh Hứa Phàm Hoa, thậm chí có khả năng chặt đứt cánh tay của bí thư Trần trong bộ máy chính phủ. Có những người biết càng rõ nội tình thì đang nghĩ, việc đề cử và vụ tai nạn xe nếu như gộp lại với nhau thì Hứa Phàm Hoa chỉ sợ thật sự là khó qua khỏi cửa này rồi. Hạ Tưởng trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói. Các đồng chí, chương 946, đôi khi sai cũng là đúng, thất bại. Ngay cả Bỉ Bất Hưu và Từ Hâm cũng lăn lộn trong quan trường bao năm, tuy rằng tôn trọng cấp bậc của Hạ Tưởng, nhưng cũng không cho rằng bản thân hắn có uy thế gì. Nhưng một thị trưởng Hạ vừa mới từ trận sinh tử trở về, không giận tự uy, vừa mở miệng, khiến cho tim hai người thoáng chốc nhảy lên cổ họng. Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn, có xu thế hình thành một trận bão tuyết, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, nếu thị trưởng Hạ nắm chắc không buông, thì gió bão trong quan trường tại thành phố Thiên Trạch, chắc chắn chẳng khác gì cơn lốc quét ngang vùng đất bằng. Các đồng chí, giọng nói của thị trưởng Hạ rất thấp, vẻ mặt rất ngưng trọng. Tôi rất đau lòng khi thành phố Thiên Trạch lại xuất hiện chuyện như vậy, mỗi cá nhân trong Thành ủy Thiên Trạch đều có trách nhiệm không thể trốn tránh, bao gồm cả bản thân tôi, cũng có trách nhiệm. Nhưng hiện tại là thời kỳ quan trọng, đang mở hội nghị Hội đồng Nhân dân, cho nên ý kiến của tôi là, trước mắt để nó lắng xuống, đợi sau khi hội nghị Hội đồng Nhân dân thành công, rồi sẽ cho điều tra rõ chân tướng sự thật, đòi lại công đạo cho người chết. Phù! Trong lòng không ít người thở phào nhẹ nhõm. Sự tình trong quan trường chỉ sợ lúc ấy cứ nắm chặt không chịu buông, sợ nhất là buông, một khi buông ra, chính là hiện tượng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hư không, lời thị trưởng Hạ nói là sau khi hội nghị Hội đồng Nhân dân kết thúc sẽ thanh toán, xem ra ngụ ý chính là muốn nhẹ nhàng bỏ qua rồi. Chuyện tốt, quá tốt, nếu thị trưởng Hạ không truy cứu, thì sẽ không ai bị liên lụy. Ngay cả Trần Thiên Vũ cũng giật mình kinh hãi, một cơ hội tốt như vậy thị trưởng Hạ cũng cho qua. Không phải rộng lượng, là dung túng, chẳng lẽ nói thị trưởng Hạ đã bị cấp trên gây áp lực. Bùi Nhất Phong cũng mở to mắt ra nhìn chừng chừng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Hứa Phàm Hoa, trông thấy Hứa Phàm Hoa ngồi thẳng người, trong lòng không rõ từ đâu đến một cảm giác khinh miệt, trước kia sao không nhìn thấy bản chất này của Hứa Phàm Hoa. Một thằng đàn ông, cũng đã lăn lộn trong quan trường này một vài chục năm rồi, chẳng những lúc cần phải tỏ vẻ như thế này, mà lại núp bóng một bên, không dám đương đầu gánh vác. Thật kém cỏi. Bùi Nhất Phong vừa trải qua một màn cứu người cũng cảm giác được bản thân cao lớn hơn một chút, máu còn chưa nguội, liền nhận thấy coi thường Hứa Phàm Hoa vốn đứng cùng một chí tuyến với gã. Đồng thời tỏ vẻ đồng ý với quyết định của thị trưởng Hạ, biết lấy đại cục làm trọng, có một số việc không nên tranh luận, làm quá căng, gây ảnh hưởng không tốt đến toàn bộ tập thể Thành ủy Thiên Trạch. Đang lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, thị trưởng Hạ đột nhiên nghiêm giọng nói một câu. Hội nghị Hội đồng Nhân dân lần thứ nhất bế mạc, tự tôi sẽ trực tiếp thừa nhận sai lầm trong công tác với Bí thư Tỉnh ủy Phạm và Chủ tịch Tỉnh Tống, chấp nhận phê bình và xử phạt của Tỉnh ủy. Tan họp. Cho đến khi bóng dáng của thị trưởng Hạ khuất sau cánh cửa, tất cả mọi người ở đây vẫn còn ngây ra, toàn hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều anh nọ nhìn anh kia, mới hiểu ra, ý nghĩa câu nói của thị trưởng Hạ, không phải không truy cứu trách nhiệm, mà là phải nghiêm trị không tha. Thị trưởng Hạ nếu tự mình đến Tỉnh ủy giải thích, cái hắn đại biểu không phải chỉ có mỗi bản thân hắn, mà là toàn bộ bộ máy Thành ủy Thiên Trạch, chẳng khác nào chỉ một mình thị trưởng Hạ cũng là toàn bộ tập thể Thành ủy. Bất luận nơi nào để xảy ra sự kiện chính trị nghiêm trọng, thì hoàn toàn không có chuyện chỉ thị trưởng hoặc bí thư chịu trách nhiệm, toàn bộ những người khác đều bình an vô sự. Trong hầu hết các tình huống, bí thư và thị trưởng tuy ngồi trên chiếc ghế quan trọng, nhưng trên thực tế vẫn bị ảnh hưởng rất lớn từ phía những người cấp dưới. Bởi vì ở trong mắt Tỉnh ủy, trong lý lịch mỗi người đều có những vết ố chính trị không thể xóa tẩy. Với lại làm gì có ai không biết cách đây không lâu thị trưởng Hạ mới đến thành phố Thiên Trạch, hơn nữa sự kiện thu dọn hiện trường là do bí thư Trần một tay thao túng,
Hứa Phạm Hoa và Bùi Nhất Phong thực hiện cụ thể, ở trên tỉnh ủy lại có chủ tịch tỉnh Tống che chở thị trưởng Hạ, tùy tiện tìm một lý do nào đó đến tìm thị trưởng Hạ, không chỉ giơ tay đánh khẽ, đừng nói là đánh đau, mà ngay cả đánh cũng không đánh tới người thị trưởng Hạ. Hơn nữa thị trưởng Hạ lại có dũng khí chủ động đứng ra gánh trách nhiệm, ngược lại càng có thể tạo được ấn tượng tốt cho lãnh đạo tỉnh, cho dù các lãnh đạo tỉnh muốn phê bình hắn cũng khó mà thốt ra được, lại càng tốt để giành thêm vài điểm ấn tượng. Càng có những người suy nghĩ sâu xa phút chốc bừng tỉnh, thủ đoạn của thị trưởng Hạ quả nhiên lợi hại, không phải hắn không muốn tính toán sổ sách với những nhân vật núp bóng sau lưng, mà đang lấy lui vì tiến, ép những nhân vật sau màn phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc là đợi sau khi thị trưởng Hạ báo cáo lên tỉnh ủy, nhận sự chỉ trích và áp lực lớn từ phía tỉnh ủy, ai cũng không biết tỉnh ủy sẽ truy cứu việc này thế nào hoặc là trước khi thị trưởng Hạ đi tới tỉnh ủy, chủ động đưa ra người chịu tội thay, chủ động đưa ra thái độ, chủ động xử lý người có trách nhiệm liên quan. Một kế sách đánh vu hồi rất hoàn hảo, đúng là mượn đao giết người đã đạt được cảnh giới cao nhất. Bùi Nhất Phong và Bì Bất Hưu liếc nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc pha lẫn bối rối trong mắt đối phương. Thị trưởng Hạ không sợ báo cáo lên tỉnh ủy, bí thư Trần sợ một, bọn họ sợ 10. Từ Hâm dùng sức day day huyệt thái dương, lại nhéo nhéo mắt, cảm nhận được cả người mệt mỏi. Thị trưởng Hạ quả nhiên lợi hại, luôn có thể phát hiện ra điểm yếu của người khác, anh càng sợ cái gì, hắn càng bới móc vào chỗ đó. Đánh rắn đánh dập đầu, đánh thật chuẩn xác, khiến người khác không còn kế sách nào để ứng phó. Cũng là bí thư Trần chủ động gây chuyện, nếu không đi khơi mào chuyện này, thì làm sao thị trưởng Hạ nắm lấy được nhược điểm, thừa cơ đánh kẻ thất thế. Từ Hâm đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình hiện giờ là kẻ thất thế xa cơ, đưa mắt nhìn về phía Hứa Phạm Hoa. Hứa Phạm Hoa sắc mặt từ xám trắng biến thành trắng bệch, cắt không ra giọt máu nào, vẫn im lặng cúi đầu, không thèm nhìn ai, trông cứ như đang chờ ra lò cắt tiết. Trong lòng Từ Hâm xuất hiện cảm giác sợ hãi, lúng túng. Bì Bất Hưu nháy mắt nhìn Bùi Nhất Phong và Từ Hâm, ba người họ trước tiên ra sau phòng họp, gặp nhau mở mốt cuộc họp nhỏ. Tuyết lớn vẫn cứ thế rơi, nghị luận và tin đồn vẫn truyền đi không ngừng. Cũng may, sự việc vẫn được khống chế trong phạm vi ở thành phố Thiên Trạch, không có một nhà báo nào hay tin để đến phỏng vấn, có lẽ cũng là vì nguyên nhân trận bão tuyết làm cho giao thông không được thuận tiện, thành phố Thiên Trạch bị chìm trong cơn bão tuyết hiếm thấy, đã trở thành một thành phố cô lập. Nhưng sự tình vẫn là tiến triển theo hướng đáng lo ngại, cũng không biết là Kim Nhan Chiếu hay là Lan Mẫn Mẫn nhiều chuyện, đã tung tin cho một tòa soạn báo ở Bắc Kinh, phóng viên báo chí đón xe lửa cả ngày lẫn đêm đến thành phố Thiên Trạch, tìm đến ban tuyên giáo thành ủy, yêu cầu được phỏng vấn kiến nghị lâm thời của hội nghị hội đồng nhân dân và vụ tai nạn xe. Hai chuyện này có thể xem như là vết thương không thể chạm vào của Thiên Trạch, Nguyên Dã vừa lên tới đã đưa ra yêu cầu được phỏng vấn toàn bộ, khiến cho Thường Hào vô cùng tức giận. Tuy nói Nguyên Dã là phóng viên của tờ báo lớn của quốc gia, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để hắn thân chinh bước ra tiếp đãi. Tuy nhiên hiện tại tình thế quá nghiêm trọng, hắn đành phải hạ mình, đích thân đến nghênh đón Nguyên Dã. Không ngờ Nguyên Dã tự đề cao mình quá mức, phái đoàn đến cũng không ít, mở miệng ra đã yêu cầu thế này thế kia để có đủ tài liệu viết bài, hơn nữa khí chất phát ra từ y, quả thật quá nghiêm nghị, lại luôn tuân thủ theo đạo đức nghề nghiệp, nhưng sau khi Trường Hào mở miệng đưa ra những ưu đãi riêng, thì y lập tức thay đổi khẩu khí, còn bảo cứ từ từ bắt đầu phỏng vấn, trước mắt cứ đợi cuộc họp của đại hội bế mạc rồi tính. Trong lòng Thường Hào nắm chắc, biết Nguyên Dã chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ, là một phóng viên, phong bao, đến để nhận lợi lộc. Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi, sau những ngày tuyết rơi, thành phố Thiên Trạch như được bao trùm bởi ánh bạc lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Hòa cùng nhịp bài quốc ca hùng hồn, hội nghị hội đồng nhân dân khóa 11 lần thứ 6 long trọng bế mạc. Lãnh đạo thành ủy ham dự nghi lễ bế mạc có Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị, Bì Bất Hưu. Chỉ sợ hội nghị lần này cũng là hội nghị hội đồng nhân dân thành phố Thiên Trạch có tiếng trong lịch sử, bởi bí thư thành ủy vắng mặt trong nghi lễ bế mạc hội nghị. Chủ nhiệm hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân khóa 11 Sử Đại Hải phát biểu trong đại hội rằng, toàn thể đại biểu cùng với nỗ lực của các đồng chí, đại hội thường vụ hội đồng nhân dân khóa 11 thành phố Thiên Trạch thành công viên mãn. Toàn thể đại biểu đối với thành phố Thiên Trạch phát triển cao độ tinh thần phụ trách, tỉ mỉ xem xét mọi vấn đề, cẩn thận vạch định các hạng mục nhiệm vụ cho năm nay. Năm vừa qua là Thiên Trạch đánh dấu sự phát triển vượt bậc của thành phố, đạt mức phát triển cao nhất trong lịch sử, đối mặt với khảo nghiệm ác liệt trong sự biến đổi tình thế phức tạp,
toàn bộ phát triển về xã hội kinh tế của thành phố đã đạt được thành tích rất rõ rệt, kinh tế tăng trưởng vững chắc, thu nhập GDP tăng cao, thành tích không những không đổi, mà còn tăng gấp đôi. Tóm lại, cuối cùng vẫn là một đại hội thành công như thường lệ, đại hội được kết thúc trong viên mãn, thành công, cứ như thế, mặc kệ đã xảy ra sự việc lớn nhỏ gì, thì đại cục luôn giữ ở mức ổn định, hình tượng phải duy trì, đương nhiên, nếu chẳng may không lấn át được dư luận, thì đừng nói tranh luận nữa. Hội nghị Hội đồng Nhân dân cuối cùng đã kết thúc, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Năm nay Hội đồng Nhân dân không phải nhiệm kỳ mới của Hội đồng Nhân dân, nhưng so với nhiệm kỳ mới có khi còn kinh động hơn rất nhiều, và có nhiều biến đổi bất ngờ. Thậm chí không ít người nói ra rằng, Hội nghị Hội đồng Nhân dân năm nay có 3 điểm cần nên xem xét là, một là huyện Bào Mã đổi thành huyện Bào Lư, vì sao? Bởi vì từ bí thư huyện ủy cho tới bí thư đảng ủy, đều là những kẻ biếng nhát. Thứ hai là bí thư Trần lại cáo bệnh. Vì sao muốn nói, lại? Bởi vì sau hội nghị thường vụ lần trước, đã xin cáo bệnh quay về Bắc Kinh. Lúc này hội nghị Hội đồng Nhân dân vừa khai mạc thì cô lại bị bệnh, làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế? Bí thư Trần phải đổi lý do khác cho hợp tình hợp lý mới phải, nếu không có lẽ sau này sẽ trở thành một bí thư suy nhược. Thứ ba là, thị trưởng Hạ là một thị trưởng tốt, có lòng vị tha, có khí khái của người đàn ông, rất đáng tin cậy trong những lúc quan trọng, sau này ai muốn tiến bộ, phải đoàn kết ở xung quanh thị trưởng Hạ. Cố ý nói thị trưởng Hạ có khí khái của người đàn ông, biểu hiện là đột nhiên xông ra đấu tay đôi với Trần Khiết Văn. Chương 947, tay tối tay sáng, thất bại. Tóm lại năm nay hội nghị Hội đồng Nhân dân giống như một trận bão tuyết bất ngờ đổ xuống, lời đồn theo gió bay, càng có nhiều vấn đề cho người ta nghị luận. Các đoàn đại biểu đều nằm trong ban lãnh đạo đảng và chính quyền quan trọng ở quận huyện, sự thiên hướng trong lập trường chính trị của họ, có liên quan trực tiếp đến thị trưởng Hạ và bí thư Trần. Trong mắt lãnh đạo các quận huyện, ai càng có danh tiếng thì tiếng nói của người đó càng có uy lực hơn. Hội nghị Hội đồng Nhân dân vừa kết thúc, thị trưởng Hạ liền quay về phòng làm việc của thị trưởng, đóng cửa không ra ngoài, cũng không biết là đang bận việc gì. Bí thư Trần cũng đang ở bệnh viện bất chợt tỉnh lại, nhìn thấy Bỉ Bất Hưu, Bùi Nhất Phong, Từ Hâm. Hứa Phàm Hoa vội vã gọi điện thoại về tỉnh, nghĩ trước tiên phải san bằng đường đi, cuối cùng đỡ phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, vết ô quá lớn thì dễ bị cưỡi cổ, muốn ngóc đầu lên e cũng rất khó khăn. Buổi tối Thường Hào mời phóng viên Nguyên Dã đến ăn cơm, trong bữa tiệc, khi phóng viên đã uống đến mức 7-8 phần say, y rất nhiệt tình cùng chụp ảnh chung với phóng viên Nguyên Dã. Hơn nữa còn để cho người ta chụp một lúc hơn 10 tấm. Nguyên Dã cứ nghĩ rằng Thường Hào trân trọng cất nhắc y, cho nên cũng nhiệt tình phối hợp cùng, không những thế mà còn cao hứng như hoa nở, do không biết còn bảo thợ chụp ảnh chụp rõ những phụ tùng hàng hiệu trên người y như quần áo, đồng hồ và giày. Nhẩm tính sơ sơ cũng đã gần cả 100.000 nhân dân tệ. Hai ngày sau, Nguyên Dã chưa nhận được thù lao mình muốn để rời khỏi thành phố Thiên Trạch, đồng thời còn ghi thù hận trong lòng với Thường Hào. Thề về sau mà có cơ hội, nhất định sẽ trả lại. Thường Hào cũng thật không ngờ, Nguyên Dã sau này quả nhiên quay lại thật còn khiến y bị đo ván. Nguyên Dã vừa mới bước chân đi, bí thư Trần sau khi khỏi bệnh cũng vội vã xuất viện. Vừa ra viện, ngay lập tức đã lấy quyền uy của bí thư, tuyên bố tổ chức hội nghị công việc bí thư, thảo luận giải quyết hậu quả. Tất cả mọi người đều biết, thời cơ so đo cao thấp đã đến gần rồi. Trong khoảng thời gian Trần Khiết Văn nằm viện, Hạ Tưởng cũng có đến thăm một lần, lúc ấy không có người ngoài, hai người nói chuyện phiếm với nhau về việc làm cách nào có thể truy cứu trách nhiệm của những người liên quan. Thái độ của Trần Khiết Văn là, Hứa Phàm Hoa phải làm bản kiểm điểm trước thành ủy, tổ chức một cuộc kiểm tra sâu rộng. Người chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn giao thông chính là Điền Tinh Vận, nhưng Điền Tinh Vận bị gãy mất một chân, tạm thời bị khai trừ công chức. Bí thư huyện ủy huyện Bào Mã Biện Hữu Thủy, chủ tịch huyện Trương Hòa Hưng bị xử phạt cảnh cáo. Về phần Phạm Minh Vĩ lại không được nhắc đến, gã quay về huyện Bào Mã quản hạt, thành ủy không tiện trực tiếp đưa ra ý kiến. Lấy ý tưởng của Trần Khiết Văn, quyết định của cô đưa ra cũng nhượng bộ y rất nhiều. Đó là kết quả từ cuộc thảo luận của Bỉ Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm, cũng chính là Hạ Tưởng muốn nhân sự kiện này uy hiếp đến tỉnh ủy, nên bất đắc dĩ tỏ ra thỏa hiệp. Bởi vì phía Trần Khiết Văn, thành ủy đã đưa ra quyết định trên, một khi công bố sẽ đưa danh vọng của cô lên cao vút. Là do cô chữa lợn lành thành lợn què, cuối cùng bản thân phải lo thu dọn tàn cục, chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Nhất là đối với sự xử phạt của Biện Hữu Thủy và Trương Hữu Hưng,
khiến không ít người bất mãn, sau này còn ai một lòng cống hiến với cô. Đối với người ngoài, cô đã để lại ấn tượng là kẻ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Nhưng Hạ Tưởng lại không đồng ý. Đối với ý kiến xử trí Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, Hạ Tưởng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, nhưng đối với hình phạt của Hứa Phàm Hoa và Điền Tinh Vận, hai người đều là những kẻ chịu tội thay, hắn biết rõ, tuy nhiên chỉ có thể xem Điền Tinh Vận gặp chút trục trặc mà thôi, bởi vì hắn cho rằng phạt quá nhẹ, nên hắn đề ra muốn đem vấn đề của Hứa Phàm Hoa báo cáo lên tỉnh ủy, và còn muốn một lần nữa điều chỉnh sự phân công phó thị trưởng trong nội bộ ở Ủy ban Nhân dân thành phố, đem toàn bộ quyền quản lý của Hứa Phàm Hoa giao cho Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn. Trần Khiết Văn kiên quyết không đồng ý, hơn nữa giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ, thậm chí đứng ra tuyên bố không sợ Hạ Tưởng đem sự việc báo cáo lên tỉnh ủy, cuối cùng hai người đều không vui mà bỏ đi. Sau khi Hạ Tưởng từ bệnh viện trở về, lập tức điều chỉnh nhiệm vụ của Hứa Phàm Hoa, phân công việc quản lý phòng phúc lợi, viện dưỡng lão giao của y cho Dương Kiếm, đồng thời yêu cầu Dương Kiếm cần phải làm tốt công việc ở phòng phúc lợi và trạm thu nhận, ngăn chặn phát sinh sự việc thu dọn hiện trường. Hứa Phàm Hoa không phục, cũng không biết như thế nào, đột nhiên có sức lực, theo lý lẽ mà giành bằng được, không chịu buông tay. Thị trưởng Hạ nổi giận, trực tiếp quyết cưỡng ép thông qua quyết định. Điều chỉnh toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền, nếu như cảm thấy quá trình phân công công tác của tôi có chỗ nào không hợp lý, các đồng chí có thể phản ánh tình hình lên cấp trên. Nói như vậy, sự điều chỉnh công việc bên trong bộ máy chính quyền có thể lớn hay nhỏ, nhưng bình thường đều sẽ trưng cầu ý kiến bí thư, biểu thị sự tôn trọng quyền hành của bí thư. Hạ Tưởng lần đầu tiên trong hội nghị chính quyền tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, khiến cho Hứa Phàm Hoa sượng mặt, bất mãn vô cùng. Hạ Tưởng là thị trưởng, không sai, nhưng hắn cũng là phó thị trưởng ủy viên thường vụ, cho dù thị trưởng Hạ hạn chế y, cũng không cần bóp cổ y trong quá trình công tác, cũng không thể bắt y phải làm thế này thế nọ. Đừng nói ép y phải từ chức, ngay cả quyền xử phạt y cũng không có, huống chi Hứa Phàm Hoa cũng có hậu thuẫn vững chắc, vậy thì việc gì y phải sợ Hạ Tưởng, hơn nữa hiện tại Tống Chiêu độ hậu đài của Hạ Tưởng đang ốc còn không mang nổi mình ốc, nói không chừng còn có thể bị điều khỏi tỉnh yến. Hạ Tưởng ở tỉnh ủy mà không có Tống Chiêu Độ làm chỗ dựa, cho dù hắn có kiên cường mấy cũng khó mà trụ nổi. Hứa Phàm Hoa tự nhận thấy đây là thời cơ hiếm có, hơn nữa sau khi lại nghe được cuộc nói chuyện có kết cục không mấy vui vẻ của thị trưởng Hạ và bí thư Trần, y càng chắc chắn rằng Hạ Tưởng không thể khống chế được y. Hạ Tưởng hoàn toàn không để ý tới sự ngông cuồng của kẻ tiểu nhân đắc ý như Hứa Phàm Hoa, cứ theo lẽ thường cưỡng ép thông qua điều chỉnh. Và chỉ thị Tôn Hiện Vĩ lấy danh nghĩa bất động sản Thiên An đến Ủy ban Nhân dân thành phố quyên góp 3 triệu nhân dân tệ vào phòng phúc lợi và trạm thu nhận tỉnh, trở thành công dân ưu tú của Ủy ban Nhân dân thành phố, lại nhân cơ hội này đưa danh tiếng bất động sản Thiên An lan rộng khắp thành phố Thiên Trạch, trở thành bàn đạp cho ngành bất động sản tiến quân vào đầu tư tại thành phố Thiên Trạch. Tôn Hiện Vĩ lại cho rằng 3 triệu nhân dân tệ có chút khó khăn, sau khi đã khảo sát thực địa phòng phúc lợi và trạm thu nhận tỉnh. Quyết định xuất ra 3 triệu tệ vì phòng phúc lợi và trạm thu nhận tỉnh xây dựng thêm 100 gian phòng, lại xuất ra 2 triệu tệ mua các vật dụng phục vụ cho các tiện ích trong cuộc sống. Hạ Tưởng còn buồn bực Tôn Hiện Vĩ bỗng chốc sao lại có tầm nhìn xa như vậy, biết cách đầu tư vào tài sản vô hình, một câu nói của Tôn Hiện Vĩ lại khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Lãnh đạo, tôi tốn 5 triệu nhân dân tệ, một là giải đường với mục đích đưa thị trường bất động sản Giang Sơn tiến quân vào thành phố Thiên Trạch. Thứ hai là để ủng hộ công tác của anh, cuối cùng còn có chút tâm ý, thời điểm giới truyền thông đưa tin, nhất định sẽ khiến Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đồng thời đến phỏng vấn tôi, như vậy tôi cũng đủ thỏa mãn chút hư vinh của người đàn ông. Phòng bí thư sớm lên kế hoạch cho buổi dự họp là 3 giờ chiều, nhưng lại cử hành muộn, đến 4 giờ mới bắt đầu, khi mọi người đã có mặt đông đủ thì phát hiện thị trưởng Hạ đã an vị tại vị trí đối diện với bí thư Trần, vẻ mặt như cười như không. Trong lòng tất cả mọi người chợt buồn bực, chẳng lẽ nói, thị trưởng Hạ và bí thư Trần đã tìm được ý kiến chung. Người đến tham dự buổi hội nghị còn có Ngô Minh Nghị, Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Trần Thiên Vũ. Ngay từ khi hội nghị vừa bắt đầu, Trần Khiết Văn lên tiếng, khiến cho tất cả cảm nhận được sự kịch tính trong buổi họp hôm nay. Các đồng chí, có một loạt sự việc vừa mới xảy ra gần đây, khiến tôi đau lòng mà không biết phải làm sao, sự việc kiến nghị lâm thời, tuy rằng rất sơ sài. Nhưng đều thể hiện chức trách của đại biểu Hội đồng Nhân dân, chúng ta luôn không tiện nói cách tổ chức không đúng, có đúng không? Sự cố thu dọn hiện trường quả thật làm cho người ta đau lòng, nhưng mỗi một thành phố hàng năm đều như thế,
đã là quy định bất thành văn, nên không thể bàn cãi tiếp thêm được nữa, nhưng cũng là quy định được hình thành theo quy ước không thể phủ nhận. Không xảy ra sự cố tức mọi thứ đều tốt, mà khi xảy ra chuyện, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Tôi cũng đã nói chuyện với Chủ tịch tỉnh Đàm qua điện thoại, tinh thần chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Đàm là, nguyên tắc là phải trị bệnh cứu người, đừng ép họ bước vào con đường chết. Cho nên, tôi đề nghị, đối với vấn đề kiến nghị tạm thời, không cần nghiên cứu sâu, nhưng bởi vì đoàn đại biểu huyện Phi Mã công nhiên đánh nhau với lãnh đạo thành phố trước công chúng, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cần phải xử phạt cảnh cáo. Đàm Quốc Thụy là phó chủ tịch tỉnh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nghe nói là hậu đài của Hứa Phạm Hoa, cũng là hậu thuẫn của Đồng Hiểu Minh. Nếu quả thật Tống Chiêu Độ điều khỏi tỉnh Yến, nếu phó chủ tịch thường trực tỉnh Cao Tấn Chu tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh, Đàm Quốc Thụy có hy vọng đảm đương chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh. Hả? Trần Thiên Vũ và Ngô Minh Nghị liếc nhau, trong lòng kinh ngạc, bí thư Trần đột nhiên thay đổi lập trường, giơ tay rất cao, khi sự việc đến trước mắt thì lại nhẹ nhàng buông xuống. Hơn nữa trước kia lập trường rất rõ ràng mềm dẻo giờ đã trở nên cứng rắn, mạnh mẽ. Đã xảy ra biến cố gì? Ngô Minh Nghị nghĩ lại, trừ khi có liên quan đến những chuyện đang xảy ra gần đây, ở trong tỉnh nghe đồn có quan hệ trực tiếp tới việc chủ tịch tỉnh Tống sắp sửa rời khỏi tỉnh Yến. Hạ Tường vẫn ngồi yên bất động, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong liếc nhau, ánh mắt dò xét. Thu dọn hiện trường. Vụ tai nạn xe xảy ra đã làm tổng cộng 35 người tử vong, 15 người bị thương, bản thân tôi cũng lấy làm thương tiếc và chia buồn đến các gia đình có người gặp nạn. Nỗi đau nhớ đời này, thiết nghĩ cần phải truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan, Phó Cục trưởng Công an thành phố Điền Tinh Vận quy định vi phạm trong lúc lái xe, giữa đường đùa giỡn nữ tài xế, khiến cho xe bất ngờ mất lái, ông ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm vụ việc này. Công tác thu dọn hiện trường của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố làm mỗi năm, hàng năm hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, năm nay lại xảy ra vụ việc đáng tiếc này, tuy rằng luôn nghiêm khắc giáo huấn, nhưng cũng khó tránh khỏi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể vì chuyện này mà chối bỏ tất cả các cố gắng chúng ta đã đạt được trước kia, ý kiến của tôi là, khai trừ đảng viên và công chức của đồng chí Điền Tinh Vận. Làm vậy cũng đúng, Trần Thiên Vũ thiếu chút nữa giận quá hóa cười. Chỉ vì một trò đùa với nữ tài xế trên đường rất qua loa mà đã che giấu được một sự cố rất lớn, bí thư Trần thật đúng là có trí tuệ chính trị, thủ đoạn dối trên lừa dưới quả nhiên cao minh, làm cho người ta khâm phục được ngay. Ông ta nhìn về phía Hạ Tưởng, thị trưởng Hạ giữ nguyên cái bộ dạng ngồi chờ diễn tuồng, hoàn toàn không phẫn nộ lại càng không bối rối, ngón tay còn nhẹ nhàng đặt trên tay vịn, thêm chút thản nhiên tự đắc. Thị trưởng Hạ thật đã đồng ý thỏa hiệp rồi sao? Trần Thiên Vũ không dám tin. Ngô Minh Nghị tỏ ra hoài nghi cái khả năng thay đổi lập trường của Hạ Tưởng. Theo sau, sự lên tiếng của Hạ Tưởng đã bác bỏ sự suy đoán của Ngô Minh Nghị. Thị trưởng Hạ vẫn kiên trì theo chủ trương truy cứu trách nhiệm của người có liên quan, đối với đoàn đại biểu không có quá nhiều sự chỉ trích, nhưng lại luôn tỏ vẻ khinh thường trước quyết định xử trí vụ tai nạn xe, ngoài việc yêu cầu thẳng tay nghiêm trị Điền Tinh Vận, còn muốn truy cứu trách nhiệm của Hứa Phạm Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên thị trưởng Hạ chỉ trích thẳng vào một phó thị trưởng, lần đầu tiên nêu rõ danh tính một ủy viên thường vụ chỉ ra điểm bất mãn. Tôi đã điều chỉnh công tác của đồng chí Phạm Hoa ở trong chính quyền, theo tôi đồng chí ấy không còn thích hợp với công việc quản lý bộ phận quan trọng, trước mắt giao vị trí quản lý phòng phúc lợi và trạm thu nhận này giao cho đồng chí Dương Kiếm, sau đó căn cứ vào tình huống cụ thể, sẽ lần lượt đem một số công việc trong phân công quản lý của đồng chí giao cho các phó thị trưởng khác. Sự cứng rắn trong thái độ của Hạ Tưởng nằm ngoài dự kiến của mọi người, đều cho rằng cho dù thị trưởng Hạ có ý kiến với Hứa Phạm Hoa, cũng nên đợi thành ủy có quyết định, nói rõ hơn thì, đợi sau khi tỉnh ủy có quyết định rồi hãy điều chỉnh phân công công tác của Hứa Phạm Hoa cũng chưa muộn, không ngờ tiền trảm hậu tấu, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Trần Khiết Văn, xem ra thị trưởng Hạ muốn lập tức đưa người có liên quan đến vụ tai nạn xe ra gánh trách nhiệm. Điều chỉnh sự phân bổ công tác trong bộ máy chính quyền là quyền lực trong phạm vi của thị trưởng, nhưng Hứa Phạm Hoa dù sao cũng là ủy viên thường vụ, điều chỉnh công tác của hắn cần phải trưng cầu ý kiến thành ủy trước, nói cách khác, dù xảy ra chuyện gì cũng cần phải thông báo với Trần Khiết Văn. Việc trao đổi với bí thư thành ủy không tốt, là miệt thị quyền uy của người đứng đầu. Thị trưởng Hạ, không cần phải độc đoán như vậy. Trần Khiết Văn không kìm nổi tức giận. Tôi không đồng ý chuyện cậu tùy ý điều chỉnh phân bổ công tác của đồng chí Hứa Phạm Hoa. Nhân vật số 1 đã lên tiếng rất dứt khoát là không đồng ý, với một thái độ rất nghiêm túc.
Bí thư Trần không đồng ý có thể phản ánh lại với tỉnh ủy, phân công bên trong bộ máy chính quyền, tôi cũng có quyền suy xét. Hạ Tưởng bình thản nói, đối với sự thay đổi chủ ý thất thường của Trần Khiết Văn hắn xem như cũng đã rõ từ lâu, chỉ vì nghe được tin đồn của Tống Chiêu Độ điều động gia tăng, liền thay đổi cách nói lúc trước, nghĩ rằng đã bị lừa. 35 người chết, 35 sinh mạng còn sống đổi không nổi một lương chi của bọn quan liêu đã bị quan trường nhuộm đen hoàn toàn, hắn hoàn toàn thất vọng về Trần Khiết Văn rồi. Muốn đấu tranh, thì phải đấu tranh đến cùng. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Trần Khiết Văn rất nhanh đứng lên, tức đỏ cả mặt. Cậu, cô chưa từng có gặp qua một thị trưởng mạnh mẽ như thế. Hoàn toàn không phối hợp với cô trong công việc thì thôi, còn tỏ ra thái độ cứng rắn, mạnh mẽ tùy tiện bố trí công việc cho một phó thị trưởng, hoàn toàn không thèm để ý đến quyền uy của bí thư thành ủy của cô, cuối cùng thì ai mới là người có quyền lực nhất ở đây? Nói cậu, rất lâu, Trần Khiết Văn tức giận quá nói không ra lời, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Trước mắt cứ quyết định như vậy đi, bí thư huyện ủy Bào Mã Biện Hữu Thủy và chủ tịch huyện Trương Hòa Hưng, quyết định xử phạt cảnh cáo. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Điền Tinh Vận, bị khai trừ đảng viên và công chức. Sự việc không lớn, không cần phải trình đơn lên hội nghị thường vụ, tan họp. Chẳng khác nào là bí thư không cho người khác có được cơ hội phát biểu, trực tiếp giải tán cuộc họp. Trần Khiết Văn vênh váo hung hăng, tỏ rõ quyền uy và sự hống hách của người đứng đầu. Hạ Tưởng cũng không nói gì nữa, ngược lại mỉm cười cười. Nếu bí thư Trần đã nói vậy thì, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Người có đức mà không có vị, chẳng khác nào có vị mà không có chính, không những hại người, mà cuối cùng còn chuốc vạ vào thân. Hai ngày sau khi kết quả xử phạt được công bố, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bí thư vẫn là lớn nhất, thị trưởng dù có đội trời, dù có thủ đoạn, nhưng mấu chốt vấn đề còn phải được bí thư đưa ra quyết định, đó chính là chỗ hạn chế. Đừng thấy thị trưởng Hạ vừa cứu người lại có thể lay động được lòng người, nhưng sau khi bí thư Trần yên ổn nằm ngủ say trong bệnh viện, lúc quay trở lại thành ủy vẫn nắm quyền điều hành lớn nhất như trước kia, hoàn toàn đánh dấu chấm hết cho tất cả những gì thị trưởng Hạ tốn công tốn sức mới đạt được, vẫn như cũ xuôi dòng theo ý nghĩ của cô, thị trưởng Hạ ngoại trừ việc đùa cợt với Hứa Phàm Hoa trong bộ máy chính quyền ra, thì không làm được gì nữa. Điền Tinh Vận đã bị khai trừ đảng viên và công chức, nhưng y đã tàn phế rồi, khẳng định cũng không đảm đương nổi cái chức phó cục trưởng, làm một kẻ chịu tội thay khẳng định lợi ích trong bóng tối cũng không ít đi, cũng đáng rồi. Chỉ có điều thị trưởng Hạ vì ai mà phải vất vả hành sự như vậy? Không đáng, thực sự không đáng. Rất nhiều người cảm thấy không đáng thay cho thị trưởng Hạ, nhưng cũng có người rất vui khi nhìn thấy người gặp đại họa, thành ủy Thiên Trạch đã hình thành một sân khấu lớn, bí thư và thị trưởng, phút chốc gió đông muốn dập tắt gió tây, phút chốc gió tây muốn áp đảo gió đông, một vở kịch rất hay, rất cuốn hút. Sự việc dường như đã lắng xuống, một tuần trôi qua, không thấy thị trưởng Hạ có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ thấy hắn bắt tay vào bố trí công tác các hạng mục thu hút vốn đầu tư, đầu tiên là tiếp đãi các nhà đầu tư đến từ thành phố Yến vào khai thác và phát triển bất động sản Thiên An, trở thành một nhà bất động sản từ bên ngoài vào đầu tiên, bất động sản Thiên An đầu tư 300 triệu nhân dân tệ và lấy 300 mẫu đất dùng để đầu tư các hạng mục bất động sản ở thành phố mới Kinh Bắc. Đồng thời tuyên bố, bất động sản Thiên An quyên góp số tiền 5 triệu nhân dân tệ để xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho phòng phúc lợi và trạm thu nhận của thành phố Thiên Trạch. Thị trưởng Hạ nhậm chức không lâu lại thu được nguồn vốn đầu tư 300 triệu, một lần nữa gây chấn động, trong thành ủy Thiên Trạch, giọng điệu của mọi người đều chua chát mỗi khi nhắc tới thị trưởng Hạ, thế nhưng ai ai cũng vừa khâm phục lại ghen tị, nhưng Hạ Tưởng là thị trưởng, không phải phó thị trưởng, ngoại trừ Trần Khiết Văn ra, những người khác ghen tị cũng ghen tị vô ích, thành quả thu được chỉ có mình thị trưởng. Nếu thị trưởng biết làm việc, sẽ ở rất nhiều trường hợp đem bí thư thành ủy nâng đến vị trí cao nhất. Quy củ quan trường không thể phá hỏng, Hạ Tưởng cũng không phải kẻ keo kiệt, nên khi quyết định đề bạc Trần Khiết Văn cũng đề xuất lên bí thư Trần xem cần làm như thế nào. Dù sao theo giới bên ngoài mà nói, thành ủy Thiên Trạch vẫn là một bộ máy lãnh đạo đoàn kết, hòa hợp êm thấm. Theo sau phát súng đầu tiên mà bất động sản Thiên An khai hỏa đầu tư vào thành phố mới Kinh Bắc, ban đầu nhà đầu tư không coi trọng các hạng mục của thành phố mới Kinh Bắc, bây giờ đột nhiên lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Các nhà đầu tư khai phá đến tư vấn liên tục không ngừng, lượng khách ngược xuôi Bắc Kinh và thành phố Yến tấp nập, văn phòng thu hút đầu tư lúc trước vắng vẻ nay luôn trong tình trạng quá tải, lúc nào cũng là bộ phận náo nhiệt nhất,
thu hút sự chú ý của dư luận nhất. Khiến cho Trần Khiết Văn cũng được mở rộng tầm mắt, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ thị trường Hạ quả thật là thần cứu trợ, có thể kéo đến 500 triệu nguồn vốn đầu tư lớn đó cho thành phố Thiên Trạch vốn đang nghèo nàn lạc hậu này sao? Nếu thực sự 500 triệu nguồn vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, thì dù cô có ở thành ủy phô trương thanh thế cũng không sánh được với ích lợi thực tế, thị trường Hạ chẳng những có khả năng chèn ép cô về phần danh vọng mà còn có thể lôi kéo nhiều thêm phân nửa số ủy viên thường vụ, xứng đáng cái tên đệ nhất của thành ủy Thiên Trạch. Chương 948, chiều sau, bén lửa, thất bại. Cô làm bí thư, nhưng không chỉ bị chìm lấp trong ánh hào quang của thị trường, còn thấy rất mất mặt, bởi vì từ trước đến nay sự liên hợp giữa bí thư và thị trường sẽ đưa nền kinh tế phát triển. Hiện tại hoàn toàn ngược lại, toàn bộ đều do một mình Hạ Tưởng gây dựng nên. Đang trong lúc Trần Khiết Văn hoàn toàn không vui với những kế hoạch kinh tế lớn của Hạ Tưởng, bỗng nhiên, không hề có dấu hiệu, một tin tức khiến ai cũng kinh hãi được truyền đến từ tỉnh ủy, làm cô choáng váng cả đầu óc. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sau khi xem xét đã đưa ra quyết định, muốn chọn đồng chí Hứa Phạm Hoa tới trường Đảng Trung ương tham gia khóa huấn luyện trong vòng nửa năm. Trên thực tế những người bình thường sẽ cho rằng, được đến trường đảng học tập là chuyện tốt, nhưng kỳ thật cũng không hẳn như vậy, học viên đều được phân cấp lớp. Nếu là lớp trung thanh tên gọi tắt của lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên của cán bộ cấp tỉnh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có một số khóa học bồi dưỡng giáo dục tư tưởng ngắn hạn, hoặc lớp học tri thức lý luận, được liệt vào các lớp này sẽ không có gì là tốt cả. Nhất là đối với cán bộ lãnh đạo nắm thực quyền mà nói, có khi có vài lớp huấn luyện dường như là đặc biệt để chuẩn bị bổ sung nhân sĩ. Chính vì như thế nên khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sắp xếp đưa Hứa Phạm Hoa đi tham gia lớp huấn luyện giáo dục tư tưởng, thời gian nửa năm là rất dài, nhưng vừa không phải vì mục đích để làm tư tưởng chính trị cho cán bộ hậu bị, cũng không phải vì mục đích thăng cấp, mà đơn thuần chỉ là học tập thêm mà thôi. Dụng ý rõ ràng đến nỗi không cần phải nói ra, chính là muốn dẹp Hứa Phạm Hoa sang một bên. Trần Khiết Văn không tránh khỏi cảm thấy sốc khi hay tin. Sau khi nhận được điện thoại từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, liền gọi sang cho Mã Tiêu. Trưởng ban Mã, chuyện đồng chí Hứa Phạm Hoa đi học tập ở trường Đảng Trung ương, thế nào mà không báo trước cho thành ủy? Ngay cả một bí thư thành ủy như tôi mà không biết chút tin tức gì, như vậy chẳng hợp nguyên tắc nào cả. Mã Tiêu bật cười ha hả. Sự tình phát sinh đột ngột, tỉnh ủy cũng bất ngờ nhận được thông báo của trường Đảng Trung ương, ban tổ chức cán bộ còn có người đề cử đồng chí Hứa Phạm Hoa. Sau khi thẩm duyệt, đồng chí Hứa Phạm Hoa là người có điều kiện phù hợp nhất. Hiện tại tôi đại diện cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính thức thông báo lên thành phố Thiên Trạch, đồng chí Hứa Phạm Hoa qua ban tổ chức cán bộ phê chuẩn, và sẽ tham gia học tập ở trường Đảng Trung ương trong nửa năm. Trần Khiết Văn tức giận run người, nhưng lại không nói được gì với cái giọng điệu hách dịch của Mã Tiêu, người ta là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, giải thích như vậy đã là giữ thể diện cho cô rồi, không giải thích cũng là đương nhiên thôi. Buông điện thoại, Trần Khiết Văn bực bội rất lâu, sau đó lại gọi điện cho Đàm Quốc Thụy. Chủ tịch tỉnh Đàm, tại sao có thể như vậy? Phạm Hoa đi học ở trường Đảng Trung ương, lại đi tới nửa năm, sau khi trở về, trong bộ máy chính quyền có còn chỗ cho đồng chí ấy sao? Trần Khiết Văn rất rõ Hứa Phạm Hoa bị người ta cố ý đưa đi, chính là thấy y chướng mắt, quyết tự tay xử lý y là vì cô đã nhẹ tay buông tha Hứa Phạm Hoa trong vụ việc tai nạn xe cộ lần trước. Tuy rằng Hứa Phạm Hoa gây ra rất nhiều chuyện khiến cô vừa tức vừa hận, nhưng bởi vì Hạ Tưởng cứ muốn lôi Hứa Phạm Hoa không chịu buông, Hứa Phạm Hoa liền trở thành cốt lõi giữa cô và Hạ Tưởng. Hứa Phạm Hoa không mất chỗ đứng, thì chứng tỏ quyền uy của cô vẫn còn. Hứa Phạm Hoa mà ngã ngựa, chứng tỏ Hạ Tưởng đã giành được thắng lợi. Bởi vậy, cho dù cô có hài lòng hay không, cô cũng phải tìm cách bảo vệ Hứa Phạm Hoa. Kỳ thật điều cô muốn bảo vệ không phải Hứa Phạm Hoa, là chính quyền uy và thể diện của mình. Nói thật, có lúc cô rất muốn tát vào cái mặt của Hứa Phạm Hoa một cái, nhưng ở ngoài mặt lại luôn làm bộ Hứa Phạm Hoa đúng, còn tỏ ra bảo vệ giống như trước đây, có như vậy người khác mới không thể nói được cái gì. Đàm Quốc Thụy bất đắc dĩ nói. Không ai có thể ngờ, sự việc lại phát sinh nhanh như vậy, Phó Bí Thư Mai và trưởng ban Mã hẳn là đã sớm bố trí tất cả, chỉ chờ đến ngày mới công bố ra mà thôi, tôi muốn nhúng tay cũng không kịp nữa. Hơn nữa tôi cũng không tiện đi hỏi vấn đề bên nhân sự. Bí thư Phạm căn bản là sẽ không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này, chủ tịch tỉnh Tống không cần phải nói cũng đã âm thầm đồng ý với bọn họ. Ngoại trừ Hạ Tưởng, Trần Khiết Văn không thể nghĩ ra được ai khác để oán hận,
cũng chỉ có Hạ Tưởng ra mặt, mới có thể trở thành cây cầu then chốt, khiến Mai Thái Bình và Mã Tiêu liên kết lại, đồng thời lại nhận được sự đồng ý ngầm của Tống Chiêu Độ, nhìn ra phía Tỉnh Yến, không tìm ra được người thứ hai có sức ảnh hưởng như vậy. Khá lắm Hạ Tưởng, ngoài mặt làm ra vẻ không quan tâm, tỏ vẻ chấp nhận thua cuộc, một mặt hoàn thành thật tốt công tác của mình, một mặt lại âm thầm tính toán trả thù. Vừa phải cố gắng giữ nguyên hình tượng chói lọi, lại âm thầm cho cô một đòn, hơn nữa còn loại bỏ được chướng ngại vật chắn đường, lợi hại, thủ đoạn quả cao cường. Hai ngày sau, tin tức chính thức truyền ra, Hứa Phàm Hoa cũng nhận được thông báo chính thức từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, chuẩn bị khởi hành tới trường đảng Trung ương. Không ít người đến chào tạm biệt, tỏ vẻ chúc mừng Hứa Phàm Hoa tiền đồ vô lượng. Hứa Phàm Hoa sắc mặt ngượng ngùng, miễn cưỡng cười vui, mang vẻ mặt đón chào với những người ra đưa tiễn. Trong lòng tất cả mọi người hầu như đã hiểu rõ chỉ có điều không nói ra mà thôi, biết những lời xã giao, khách sáo nên nói, nhưng càng rõ ràng hơn lớp Hứa Phàm Hoa là lớp nào, y không phải là vì cao mà xây dựng nền móng, mà là bị người ta cố ý sắp xếp. Tất nhiên Hạ Tưởng cũng đến tiễn đưa, lời nói cũng rất khách khí dễ nghe, chúc cho việc học hành của Hứa Phàm Hoa được thành công, sớm ngày trở về đảm nhiệm trọng trách, Ủy ban Nhân dân thành phố rất cần y, rồi đủ thứ khác nữa. Hứa Phàm Hoa nghe mà hận nhưng cũng không tìm được lời nào để phản bác, lại còn phải luôn miệng cảm ơn thiện ý của thị trưởng Hạ. Hứa Phàm Hoa vừa đi, Hạ Tưởng lập tức tổ chức hội nghị thường vụ chính quyền, đem toàn bộ công việc quản lý của Hứa Phàm Hoa phân công cho Dương Kiếm, Lý Hiểu Mẫn và vài vị phó thị trưởng, trọng điểm là Lý Hiểu Mẫn nắm giữ không ít công việc, khiến cho y vô cùng cao hứng, âm thầm hạ quyết tâm về sau theo sát mỗi bước đi của thị trưởng Hạ. Trụ sở thành ủy đều thấy rõ ràng cảnh tượng vừa mới xảy ra, đã chứng tỏ một sự thật, trò đùa trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân lần trước, vụ việc vẫn còn chưa có kết thúc, thị trưởng Hạ là người có tầm nhìn xa, hắn lại đánh giá chính xác vụ việc, lúc ấy chưa trả lại, về sau nhất định sẽ trả về, hơn nữa luôn luôn có những thủ đoạn ngoài dự tính của mọi người. Thật khâm phục thị trưởng Hạ, vừa có mặt làm cho người ta kính nể bởi những cố gắng trong công tác vì nước vì dân. Lại có mặt khiến người khác ghen tị như kẻ thù bởi bản tính không chịu thỏa hiệp, không dễ cùng nhau, trừ khi anh cũng có cùng mục tiêu với hắn là giúp cho nhân dân có cuộc sống thoải mái yên ổn hơn, nếu không đắc tội hắn, không, phải nói là sau khi phạm phải việc gì trái pháp luật, thị trưởng Hạ tuyệt không buông tha. Không ít người cảm thán, bí thư Trần lại thua thêm một ván, hơn nữa Hứa Phàm Hoa đi đến trường đảng Trung ương lần này, sau khi trở về, thành ủy Thiên Trạch và bộ máy chính quyền đã không còn chỗ cho y dung thân. Nói cách khác, y còn một con đường duy nhất là xin điều đi, ngoài ra không còn một con đường nào khác để lựa chọn. Nói trắng ra là, từ bây giờ, Hứa Phàm Hoa đã bước ra khỏi sân khấu lịch sử của Thành ủy Thiên Trạch. Thành ủy Thiên Trạch vừa mới sóng yên gió lặng được vài ngày, bởi vì sự rời đi bất ngờ của Hứa Phàm Hoa, một lần nữa nổi lên bao nhiêu lời đồn đại vây quanh chuyện tranh đấu của Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng lại giành thắng lợi. Có thể nói là chiến thắng áp đảo. Chứng tỏ sự chênh lệch lực lượng của hai bên, càng khiến cho Bùi Nhất Phong, Bì Bất Hưu và Từ Hâm thêm căm tức ở trong lòng. Trần Khiết Văn vì chuyện rời đi của Hứa Phàm Hoa, mà dầu dĩ không vui suốt một thời gian dài. Nhưng cô cũng thầm mừng là vì, Hạ Tưởng tuy chuyển Hứa Phàm Hoa đi, nhưng vẫn không làm gì được nhóm người biện hữu thủy, còn có cái chết của Kỷ Phong Thanh, nghe nói hắn cũng chú ý suốt một thời gian, cuối cùng vẫn không tìm ra được cách giải quyết gì. Thành phố Thiên Trạch vẫn nằm dưới quyền lực của cô, Hạ Tưởng đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp toàn bộ quyền hành trong tay cô. Cô sẽ không chịu để yên, hơn nữa cô càng có lý do để tin tưởng, theo quan niệm thi hành chấp chính của Hạ Tưởng, khi hắn đụng đến lợi ích của gia tộc, chỉ cần mất đi sự ủng hộ của thế lực gia tộc, thì hắn có con đường nào để đi. Chắc chắn thất bại thảm hại. Hạ Tưởng kỳ thật không có ý định buông việc Kỷ Phong Thanh tự sát, nhưng Lưu Nhất Cửu đi huyện Bào Mã điều tra vụ án buôn lậu thuốc phiện. Đã đi hơn một tháng mà vẫn không có tin tức gì, hắn cũng không muốn hối thúc. Hắn tin tưởng tự Lưu Nhất Cửu có thể làm tốt chuyện này, hơn nữa nếu hắn nóng vội, ngược lại sẽ làm Lưu Nhất Cửu khinh thường, đường đường là một thị trưởng chẳng lẽ cả ngày không có việc gì để làm, mà lúc nào cũng để ý đến một vụ tự sát nhỏ nhoi. Hạ Tưởng đương nhiên có việc cần phải làm, hơn nữa là rất nhiều. Trước tiên là sau khi vốn đầu tư 100 triệu tệ đầu tiên của bất động sản Thiên An đến đúng chỗ, đã bắt đầu quy hoạch thành phố mới ở Kinh Đông. Cùng lúc đó, tiền quyên góp của bất động sản Thiên An đã vào vị trí, Hạ Tưởng với chức vụ thị trưởng tham dự nghi thức quyên tặng, đương nhiên, có nghi thức thị trưởng Hạ tham dự,
tất nhiên không thể thiếu bóng dáng hai người Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn, hai người phụ nữ giống như hai con bướm sen kẽ vào trong nghi thức, hấp dẫn ánh mắt màu mị của Tôn Hiện Vĩ. Hạ Tưởng thậm chí còn lấy danh nghĩa cá nhân ra hỏi Tôn Hiện Vĩ vì sao còn chưa từ bỏ ý định, cứ quấn quýt lấy Kim Nhan Chiếu không buông. Không phải y đã gặp mặt bạn trai của Kim Nhan Chiếu rồi sao, hơn nữa còn nói chuyện. Tôn Hiện Vĩ lúc nào cũng ăn ngay nói thật trước mặt hắn, lúc này đây lại giữ kín như bưng, có cậy miệng cũng không chịu nói ra, chỉ nói vài chuyện vui vui, còn nói tuy rằng Kim Nhan Chiếu cự tuyệt y, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, tục ngữ nói phụ nữ tốt sợ đàn ông theo đuổi. Hắn cứ quấn lấy Kim Nhan Chiếu, không tin không làm rung động trái tim của cô. Danh ngôn của Tôn Hiện Vĩ là, đẹp trai không bằng trai mặt. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nhìn ra, Kim Nhan Chiếu thật sự không có một chút hảo cảm đối với Tôn Hiện Vĩ, thậm chí còn rất ghét, hắn biết hy vọng của Tôn Hiện Vĩ không lớn. Kim Nhan Chiếu là một cô gái rất có cá tính, vừa có gia thế lại có kiến thức, không phải hạng con gái có thể bị lóa mắt vì những kẻ vung tiền đi lấy lòng con gái. Điều khiến Hạ Tưởng thấy bất ngờ chính là, vào tối hôm đó, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Kim Nhan Chiếu, muốn mời hắn ăn cơm. Hắn vốn định từ chối, nhưng Kim Nhan Chiếu lại nói một câu khiến hắn không thể thốt ra câu từ chối. Thị trưởng Hạ, tôi có một bạn học tên là Nguyên Giã, là phóng viên báo Pháp Chế. Lần trước, khi anh ta đến thành phố Thiên Trạch phỏng vấn vụ tai nạn xe 227, bị thường hào liên tục răng bẫy khiến cậu ấy bỏ chạy, hiện giờ cậu ta không còn đường để đi. Nói muốn trả thù thành phố Thiên Trạch, còn nói muốn đem chuyện tai nạn xe 227 đưa tin cho cả nước biết, mục đích là hủy hoại toàn bộ danh tiếng của thành phố Thiên Trạch. Sau khi mạnh mẽ tuyên truyền trên nhật báo và đài truyền hình thành phố, bất động sản Thiên An chỉ một đêm đã nổi danh, trước khi vẫn chưa chính thức tiến quân vào ngành bất động sản thành phố Thiên Trạch, nhưng đã ghi được dấu ấn trong lòng, chiếm được nhiều thiện cảm người dân ở đây. Mặc dù từ có vài phóng viên bất lương đến đây xin phỏng vấn, mục tiêu là mượn việc nhận hồng bao, đối phó bọn họ, vừa phải không được quá cung kính, lại cố gắng không được quá đắc tội với họ, bởi vì cho dù bây giờ không có việc gì cần phải che giấu những tin tức tiêu cực kia, nhưng nếu bị bọn họ theo dõi, một thành phố Thiên Trạch to lớn như vậy, muốn tìm một tin gì đó thu hút sự chú ý thì có khó gì, cho nên đối đãi với các phóng viên tin tức, ngoài việc lúc nào cũng phải tỏ vẻ cung kính ở mặt ngoài ra. Thì cho dù đó là phóng viên bất lương, cũng phải nghĩ biện pháp đuổi đi mà không đắc tội với họ. Thường Hào là trưởng ban tuyên giáo, thường xuyên giao tiếp với phóng viên, sao có thể để xảy ra sai lầm thấp kém như vậy được. Hơn nữa ngày nay phát triển như vậy, trưởng ban tuyên giáo chính là nhân viên phòng cháy chữa cháy, ở đâu có tin tức tiêu cực thì phải đến đó dập lửa. Công việc của trưởng ban tuyên giáo so với trước kia khó hơn gấp trăm lần, nhiều người đều áp lực lớn, một khi không cẩn thận sẽ trở thành cái đích chịu sự chỉ trích của mọi người. Nếu mọi tin tức tiêu cực bị phát tán tràn lan trên mạng, trưởng ban tuyên giáo sẽ luôn mất ngủ mỗi đêm. Chương 949, chuyển hướng, gió nổi lên, thất bại. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn cứ đùa cợt. Tin tức là do ban tuyên giáo quản lý, nhà báo Kim, tôi không tiện can dự vào. Thị trưởng Hạ, ngài đừng nói với tôi với giọng quan cách nữa. Tôi là muốn giúp ngài dập lửa mà thôi. Nếu như Nguyên Giã nổi điên mà đi khắp nơi rêu rao các tin tức trái chiều, thành phố Thiên Trạch đương nhiên sẽ chẳng còn mặt mũi nào, mà cũng không có lợi cho việc triển khai công việc sau này của ngài. Tôi nghĩ ngài tuy rằng không ngại công khai chân tướng sự thực nhưng cũng không muốn công bố vào lúc này, có đúng thế không? Trong lòng Hạ Tưởng kinh ngạc, không nhìn ra rằng Kim Nhan Chiếu cũng rất có đầu óc chính trị, chỉ cân nhắc một chút liền đồng ý ngay. Hắn lại muốn xem, Nhan Chiếu Kim rốt cuộc là có dụng ý gì? Kim Nhan Chiếu đã hẹn chắc chắn địa điểm gặp mặt là Vân Phù Thiên, một cái tên gợi cho người ta những suy nghĩ miên man. Phong cách trang trí của Vân Phù Thiên rất lạ, không phải kiểu Trung Quốc, cũng không kiểu phương Tây. Có lẽ đó là thứ gọi là nhà hàng kết hợp phong cách Trung Quốc và phương Tây. Hạ Tưởng tuy rằng không quá kén chọn trong chuyện ăn uống, tuy nhiên cũng không thích lắm hương vị Tây không ra Tây, ta chẳng phải ta. Kim Nhan Chiếu mặc một chiếc váy dài, khoác ngoài một chiếc áo gió. Cô mong manh đứng trong gió lạnh, khuôn mặt mềm mại bị lạnh phơn phớt hồng rất đáng yêu, trên chóp mũi còn hơi đỏ, thêm vào gương mặt hơi tròn trịa của cô, hai má đầy đặn, khiến người ta có cảm giác vừa dễ thương vừa hấp dẫn. Chung quy có người nói, phụ nữ đẹp thì không đáng yêu, phụ nữ đáng yêu thì không đẹp. Kim Nhan Chiếu lại vừa đẹp vừa đáng yêu, cô bước vào cửa Vân Phù Thiên, vẫn đang bịt một chiếc khẩu trang lớn, chỉ để lộ ra đôi mắt đang nhìn tới nhìn lui.
Cái gọi là đôi mắt diễm lệ hẳn là để miêu tả vẻ mặt của cô lúc này. Những người qua đường không ai không bị khí chất mê hồn từ đôi mắt của cô hấp dẫn, đều quay đầu nhìn lại. Hạ Tưởng liền nghĩ, cái đẹp của phụ nữ vốn là trời cho, phụ nữ đẹp càng không phải là mầm tai họa. Chẳng qua là dưới sự thôi thúc của lòng tham và ham muốn chiếm hữu của đàn ông, anh tranh tôi cướp, cuối cùng vì tranh giành người đẹp mà máu chảy thành sông. Sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu, mới rút ra kết luận phụ nữ đẹp là mầm mống của tai họa, lại không tìm kiếm tận gốc nguyên nhân từ lòng tham của chính bản thân mình. Thực ra quan trường cũng như vậy, bản thân quyền lực không có gì sai trái, cái sai chính ở con người ai cũng muốn nắm được quyền lực độc tôn. Kỳ thực nếu như một lòng vì việc công, dù cho bí thư nắm hết quyền lực thì cũng không sao, nhưng thường thì người ta càng nắm nhiều quyền lực thì tham vọng càng lớn, suy nghĩ tư lợi càng nhiều, liền dễ bị mất kiểm soát. Bất kỳ ai trước khi leo tới vị trí cao đều có những lúc khiêm tốn nhún nhường. Hễ đặt chân tới vị trí cao, khi quyền lực trong tay không còn bị giới hạn liền bành trướng hết mức có thể. Khi đó người ta sẽ cho rằng mình thực sự là duy nhất, thậm chí còn có thể có suy nghĩ ngông cuồng là không có mình sẽ không thể làm được việc gì. Người ta sẽ có thể lấy số mệnh của hàng trăm triệu người để đặt cược cho lợi ích của bản thân mình, còn có thể đặt tiền đồ của cả đất nước vào niềm yêu thích của một người nào đó. Kết quả là cả nước phải trả một cái giá thê thảm. Thu lại dòng suy nghĩ, Hạ Tưởng cười và bắt tay với Kim Nhan Chiếu. Ấn tượng về Kim Nhan Chiếu trong hắn là một người thông minh, giàu hoạt, hơn nữa điều hiếm gặp là rất biết tư duy, còn có tinh thần chuộng chính nghĩa. Hắn cũng thường xuyên theo dõi các chuyên mục tin tức chuyên sâu, không ai có thể tin, một bản tin có những phân tích sắc bén, dám trực tiếp đối diện với một mặt hiện thực xấu của xã hội lại có thể được viết bởi một cô gái 25 tuổi. Hạ Tưởng liền có phần đánh giá cao Kim Nhan Chiếu. Thị trưởng Hạ, mời được ngài thật khó. Tôi đã mời ngài không dưới 10 lần, hôm nay mới mời được ngài Hạ cố đến. Kim Nhan Chiếu vừa cười, đôi mắt liền cong thành một vầng trăng khuyết, vô cùng đẹp và khiến người ta thích thú. Bàn tay nhỏ của cô mềm mại mà thoải mái, thon dài, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nghe nói người phụ nữ có bàn tay mềm mại sẽ đảm đang việc gia đình, mà còn biết quan tâm đến đàn ông. Hạ Tưởng cười ha hả. Công việc bề bộn, tôi đâu có thể phân thân ra được. Cô cũng biết gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Tôi có một câu hỏi vốn đã tò mò từ lâu, muốn trực tiếp hỏi ngài. Vào trong phòng, Kim Nhan Chiếu liền cởi bỏ chiếc áo gió bên ngoài, lộ ra chiếc áo len màu phớt hồng bên trong. Những đường cong trên cơ thể cô vô cùng hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn, còn đẹp và hấp dẫn hơn những người phụ nữ mà Hạ Tưởng từng gặp. Điểm hấp dẫn nhất của cô chính là chiếc cổ, trắng trẻo và cao, tăng thêm phần nào khí chất cao quý. Vấn đề gì? Hạ Tưởng nhấp một ngụm trà, đây đúng là loại trà Thiết Quan Âm mà hắn thích nhất, hương vị vô cùng thuần khiết. Hắn cũng nửa vô tình nửa cố ý nhìn Kim Nhan Chiếu một cái, trong lòng nghĩ cô cũng là một người con gái biết đoán ý người khác, đến hắn thích uống loại trà gì cũng đã thăm dò kỹ càng, quả thực là không hề đơn giản. Tôi vẫn luôn nghĩ, ngài vừa trẻ trung vừa tuấn tú, lại là thị trưởng, có thể nói là người ưu tú nhất trong những người đàn ông tôi từng gặp. Tại sao xung quanh ngài lại không có phụ nữ xinh đẹp vây quanh? Kim Nhan Chiếu vừa nói vừa lén cười hì hì, nét thơ ngây lộ ra trong câu nói. Vì đây không phải trường hợp chính thức, thêm nữa Kim Nhan Chiếu và hắn cũng coi như là chỗ quen biết. Câu hỏi của cô ấy cũng chẳng có gì, thị trưởng cũng là người, chẳng phải vị thần không được phép đùa cợt. Hạ Tưởng liền cười. Không có phụ nữ bên cạnh vắng vẻ yên tĩnh, phụ nữ ở bên thì không ai được yên. Tôi đến thành phố Thiên Trạch là để làm việc, cho nên yên tĩnh một chút, vẫn hơn là ầm ĩ huyên náo. Ha ha! Kim Nhan Chiếu cười ngặt nghẽo. Thị trưởng Hạ, ngài không thể phân biệt đối xử với phụ nữ có thể đội nửa chân trời mà. Hơn nữa, thành phố Thiên Trạch vốn không yên tĩnh, gần đây huyên náo vô cùng. Lời nói của ngài chắc có hàm ý khác. Tính nhạy cảm chính trị của Kim Nhan Chiếu quá mạnh mẽ, lời của cô mới có thâm ý sâu sắc. Hạ Tưởng lại không muốn nói những vấn đề chính trị nghiêm túc với một cô gái trẻ vừa xinh đẹp lại đáng yêu, liền đổi đề tài. Cô nói xem chuyện Nguyên Dã là như thế nào. Nguyên Dã là một kẻ chẳng ra gì. Nói thật, tôi chẳng ưa gì cậu ta, nhưng cũng phải thừa nhận cậu ta thực sự rất khôn ngoan. Nhưng có câu lại nói, khôn lắm thì dại nhiều. Lần trước sau khi cậu ta đến thành phố Thiên Trạch, mượn cớ phỏng vấn vụ tai nạn ô tô, đã kiếm một khoản 20.000 tệ để bịt miệng từ ban tuyên giáo thành ủy.
Tim Nhan Chiếu tuy rằng có độ nhạy cảm chính trị nhất định, nhưng cô dù sao cũng chỉ là một cô gái, có thông minh nữa cũng không thể sâu sắc bằng một người đã lăn lộn gần 10 năm trong quan trường như Hạ Tưởng. Nói đến việc của Nguyên Dã là cứ nói thẳng tuồn tuột, không cân nhắc cách nói và hàm ý. Cậu ta còn tưởng rằng có thể lấy việc đó để uy hiếp ban tuyên giáo thành ủy. Ai biết, cậu ta ở thành phố Thiên Trạch đã bị người ta chụp ảnh, dùng ống kính chuyên dụng chụp được giày da hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền của cậu ta, vân vân. Dù sao con người cậu ta chính là có cái tính thích khoe mẽ, tất cả những đồ trên người đều là hàng hiệu. Đúng lúc khi cậu ta chuẩn bị bình chọn phóng viên xuất sắc, có người gửi đến tài liệu tố cáo cậu ta. Lãnh đạo tòa soạn nổi giận lôi đình, sa thải cậu ta. Cậu ta hiện giờ đang đi khắp nơi thu thập những tin tức liên quan trong vụ tai nạn xe 227, chuẩn bị lên tiếng đồng thời trên cả báo chí toàn quốc và mạng, chính là nhằm một mục đích, bôi nhọ thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng không khỏi nhíu mày. Quả thật, cách làm của Nguyên Dã có phần thiếu suy xét, đối nhân xử thế cũng không xấu hổ, nhưng Thường Hào cũng không biết cách xử lý. Có một số việc phải làm đến tận cùng, nhưng có một số việc chỉ có thể có giới hạn mà thôi. Giống như ảnh chụp cố nhiên là chứng cứ nhưng cũng chỉ có thể làm một điều ràng buộc, có thể qua một con đường nào đó để Nguyên Dã biết, từ đó mà kiềm chế một chút, giữa hai bên còn có chỗ qua lại. Nhưng không cần thiết mà nhất định đòi làm to chuyện thì chẳng khác nào phá hủy hoàn toàn. Nguyên Dã tuy rằng đã bị tòa soạn sa thải, nhưng y đã làm nhà báo trong một tòa báo cấp quốc gia nhiều năm như vậy, chắc chắn có mạng lưới quan hệ, bạn bè ở trong giới truyền thông trên cả nước đều có. Huống hồ bây giờ có không ít cơ quan truyền thông vì muốn câu khách, thích nhất là đưa những tin đồn thất thiệt, thích nhất là tóm được những tin chính trị dù lớn dù bé, vịn vào đó để kiếm lợi. Bình tâm mà nói, tuy rằng Hạ Tưởng căm ghét bầu không khí giới quan trường của thành phố Thiên Trạch, muốn dẹp loạn khôi phục lại trật tự, để thành phố Thiên Trạch tiến trên một con đường sáng sủa. Nhưng vụ tai nạn ô tô vẫn cứ không công khai ra ngoài, càng không được để Nguyên Dã xào nấu thành một vụ việc chính trị có tầm ảnh hưởng trên cả nước. Nếu thế vừa bất lợi cho hình tượng của thành phố Thiên Trạch, vừa không có lợi cho việc triển khai công tác thu hút đầu tư của thành phố Thiên Trạch, càng khiến tỉnh ủy rơi vào thế bị động, không hài lòng với thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng phải đứng ở lập trường của Thiên Trạch để suy xét vấn đề. Hắn là thị trưởng, việc giữ gìn cục diện chính trị đoàn kết ổn định của thành phố Thiên Trạch là điều không thể thoái thác. Mâu thuẫn nội bộ chắc chắn phải giải quyết trong nội bộ, không ai muốn mất mặt trước nhân dân cả nước. Mấu chốt chính là hiện nay tin tức đăng tải một cách thiếu lương tri và thiếu tính công bằng khách quan. Một khi đưa tin lên, tin tức trái chiều tràn lan hẳn sẽ đưa thành phố Thiên Trạch đến nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 950, sự kiện tin tức, thất bại. Thường Hào quả thực khiến người khác thất vọng, thân là trưởng ban tuyên giáo lại đi làm chuyện ám muội, đâm sau lưng, đến mức đấu không lại với một nhà báo thiếu nhân cách. Các nhà báo đạo đức kém trên cả nước nhiều vô kể, chẳng lẽ phải xử lý từng người. Việc này nếu như lan truyền ra, thành phố Thiên Trạch liền thành cạm bẫy của nhà báo, trở thành nơi nhà báo cả nước dùng ngòi bút làm vũ khí. Sau này còn biết ăn nói với giới truyền thông tin tức thế nào nữa. Làm trưởng ban tuyên giáo, Thường Hào thật sự không xứng đáng. Chuyện này, cô nên tìm Bí thư Trần và Bộ trưởng Thường mới đúng. Hạ Tưởng không phải là không tin Kim Nhan Chiếu, mà là phải thể hiện thái độ nên có. Hắn dù sao cũng không quản lý ban tuyên giáo. Không thể không thêm phần cẩn thận. Thường Hào, thôi bỏ đi, dáng vẻ của người đàn ông say mê phụ nữ của cậu ta chỉ nhìn thôi đã thấy ngán. Bí thư Trần, xin lỗi, tôi không thích quan hệ với cán bộ nữ cao tuổi, hễ nhìn bà ấy là nghĩ ngay đến bà mẹ mình, tôi liền thấy đau đầu. Kim Nhan Chiếu lại lộ ra một góc tính rất con gái, không ngớt cười hi hi. Đàn ông thích phụ nữ đẹp, phụ nữ cũng thích đàn ông trẻ trung tuấn tú. Đạo lý đơn giản như thế ngài hẳn đã biết rõ còn cố tình hỏi. Được lắm, còn dám vặn lại Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lắc đầu cười, phớt lờ nụ cười duyên và dí dỏm của cô, trong lòng đang cân nhắc xem nên ứng phó với vấn đề của Nguyên Dã như thế nào. Ánh mắt vừa lướt qua, thấy nét cười giảo hoạt của Kim Nhan Chiếu, liền hiểu ra điều gì đó. Tiểu Kim, cô chắc chắn có cách gì rồi, nói tôi nghe đi. Đương nhiên là có. Nhưng tôi đâu nhất thiết phải lo thay cho thành ủy. Vậy hôm nay mời tôi đến chỉ là vì muốn mời tôi ăn cơm thôi sao? Hạ Tưởng có thể đoán được Kim Nhan Chiếu chắc chắn có ý đồ khác. Cô không nói, chính là muốn đợi lúc được giá nhất. Ăn cơm, chỉ là ăn cơm mà thôi, vừa nãy chỉ là tán gẫu.
Kim Nhan Chiếu vẫn cứ cười ha hả, sau đó rất có hứng thú mà giới thiệu đặc sắc của Vân Phù Thiên với Hạ Tưởng. Cô quả thật rất hiểu biết về ẩm thực, nói rõ ràng đâu ra đó, hơn nữa còn nói có sách, mách có chứng, giảng giải nội dung sâu sắc, không hổ danh là người dẫn chương trình số 1 của đài thành phố. Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều, kiên nhẫn nghe cô giới thiệu. Sắc mặt Kim Nhan Chiếu vô cùng phong phú, thỉnh thoảng nhíu mũi, nhướng đôi lông mày, hoặc là nhếch miệng, lúc thì nháy mắt không ngừng, vô cùng sinh động, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta vui vẻ. Có người so sánh tôi và Mẫn Mẫn với hoa nhài vàng, bạc, tôi lại muốn hỏi, trong mắt ngài, hoa nhài vàng, bạc có phải là xinh đẹp hơn tôi và Mẫn Mẫn? Phụ nữ đúng là luôn để ý đến dung mạo của mình. Kim Nhan Chiếu chưa từng gặp hoa nhài vàng, bạc. Nhưng cũng rất hứng thú với hai chị em họ. Hạ Tưởng thấy cô còn chưa đi vào chủ đề chính, vẫn có kiên nhẫn bàn chuyện dung mạo phụ nữ, cũng liền quyết định vào cuộc cùng cô, xem ai kiên nhẫn hơn ai. Không thể so sánh được, hai cô ấy là sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Cô và Lan Mẫn Mẫn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Các cô đặt cạnh nhau, so sánh với hoa nhài vàng, bạc, hoàn toàn không thích hợp. Hạ Tưởng liền khéo léo tránh nói trực tiếp vào chủ đề. Thật sự là khó có thể so sánh, nếu nói ai đẹp hơn, quả thực là hoa nhài vàng, bạc mang đến cho người ta cảm giác rung động về thị giác mạnh hơn một chút. Nhưng phụ nữ nếu chỉ xinh đẹp thôi thì chưa đủ, còn cần có hiểu biết, có phong cách và trí tuệ, muốn so sánh phải tổng hợp trên nhiều phương diện. Cũng may, Kim Nhan Chiếu cũng là một người con gái thông minh, thấy Hạ Tưởng không trả lời thẳng vào câu hỏi. Cũng không hỏi nhiều, liền bắt đầu ăn cơm. Cứ ăn, cô vẫn không nhịn nổi. Được rồi, thị trưởng Hạ, ngài thắng rồi, mục đích thực sự tôi mời ngài đến đây hôm nay là. Hạ Tưởng thực ra cũng không phải cố ý muốn bắt bí. Hắn hiểu rất rõ Kim Nhan Chiếu chắc chắn sẽ chủ động trao đổi điều kiện, ai nói trước thì người đó sẽ bị rơi vào thế yếu, ngược lại, phía còn lại sẽ nắm được quyền chủ động. Dù là với tư cách một thị trưởng, hay là một người đàn ông thì đứng trước phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, chắc chắn phải nắm chắc quyền chủ động trong tay. Hạ Tưởng liền mỉm cười. Tiểu Kim lại nói đùa rồi, bữa cơm hôm nay chỉ là bạn bè gặp mặt tán gẫu, sao lại nói đến chuyện thắng thua gì ở đây? Kim Nhan Chiếu bĩu môi. Tôi có ý kiến, thị trưởng Hạ, ngài về sau không được gọi tôi là Tiểu Kim, nghe xa cách lắm. Cứ gọi tôi là Nhan Chiếu hoặc Tiểu Chiếu, được không? Hạ Tưởng đành phải gật đầu. Được, được. Tôi có thể ra mặt để Nguyên Dã ngừng gây rắc rối với thành phố Thiên Trạch. Tôi không cần biết ngài làm thế nào ở thành ủy, tôi cũng không bao giờ đi tìm Trần Khiết Văn và Thường Hào. Tôi chỉ nể mặt một mình ngài mới đi ngăn Nguyên Dã lại. Kim Nhan Chiếu tiếp tục nói, không biết vì sao mà mặt đỏ dần lên, vội lấy động tác uống nước hạnh nhân để che giấu. Hạ Tưởng đã hiểu, Kim Nhan Chiếu dành cho hắn một ơn huệ lớn. Để hắn có cơ hội ra sức xoay chuyển tình thế hiểm nghèo. Đợi đến khi Nguyên Dã chuẩn bị công bố tin tức, hắn ra mặt sắp xếp, chắc chắn có thể khiến Thường Hào nhớ ơn, khiến Trần Khiết Văn cảm kích, nhưng giá phải trả chính là, hắn phải nhận ơn của Kim Nhan Chiếu. Điều quan trọng là, Kim Nhan Chiếu muốn gì ở hắn? Nhan Chiếu, tôi sợ rằng không trả nổi món nợ ân tình của cô. Nếu như Nhan Chiếu đưa ra điều kiện trao đổi không phù hợp với nguyên tắc làm người của hắn, hắn chắc chắn sẽ không thể đồng ý. Tôi không cần tiền cũng chẳng cần tình. Có thể thấy lời nói hơi thẳng thắn quá, cô thè lưỡi, cười hi hi. Chính là muốn trở thành bạn của thị trưởng Hạ, không biết có với tới được không? Thả con săn sắt bắt con cá rô sao? Hạ Tưởng cười ha hả. Nào, Nhan Chiếu, tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tỏ lòng cảm ơn với cô. Kim Nhan Chiếu lại không nâng cốc, cúi đầu, vẻ mặt tức giận. Không nói lời nào. Hạ Tưởng hiểu ra, cười ha hả. Tôi phải đại diện cho cá nhân mình cảm ơn cô. Kim Nhan Chiếu mới tươi cười rạng rỡ cùng ly với Hạ Tưởng. Tôi ghét nhất là giọng quan cách, giả tạo không chịu nổi. Cho nên tôi mới không muốn ở lại Bắc Kinh, không tới CCTV làm việc mà tới đài truyền hình thành phố Thiên Trạch, chính là không muốn nghe cha tôi ậm à ậm ừ. Hạ Tưởng thực sự không biết gia thế của Kim Nhan Chiếu, liền lộ ra ý thắc mắc. Kim Nhan Chiếu biết mình đã lỡ miệng, xua tay lia lịa. Không nói những chuyện chẳng vui vẻ gì nữa, uống rượu, không say không về. Không thể không nói, câu nói này lại khiến Hạ Tưởng giật mình, Kim Nhan Chiếu phóng khoáng đến như vậy sao?
Khi hắn về đến nhà thì vệ tân đã ngủ say. Thời gian gần đây, vệ tân xem như đã chăm sóc hắn từng ly từng tí, giống như một người vợ, khiến hắn cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Vệ tân ngày nào cũng đi sớm về muộn, chung quy là đang bận việc gì đó, hắn cũng không hỏi nhiều, cô luôn có chủ ý của riêng mình. Đã tới tháng 3, thành phố Thiên Trạch cũng ấm dần lên. Mùa xuân, không chỉ phải đón Tào Thù Lê, mà Liên Nhược Hạm cũng có thể sẽ đến thành phố Thiên Trạch, chuẩn bị mua một miếng đất ở Thảo Nguyên để xây một tòa biệt thự hoa hải nguyên. Đến lúc đó, sau khi hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn đến đây thì vệ tân sẽ đi đâu về đâu. Chắc chắn phải giấu vệ tân cách xa khỏi tầm mắt Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Cô từ trước tới nay không bao giờ nói ra những suy nghĩ nội tâm của mình, không cất lên một lời về những điều không can tâm và uất ức của mình mà chỉ âm thầm chịu đựng. Tiếu Giai là người phụ nữ sẵn lòng làm người đứng sau hậu thuẫn nhất trong tất cả những người phụ nữ của Hạ Tưởng. Thế nhưng cô ấy có sự nghiệp, có con gái, bên cạnh còn có Lý Thấm, Tùng Phong Nhi, có bạn thâm giao tri kỷ. Cổ Ngọc thì càng không cần nói, cô có niềm vui của riêng mình, cô đơn giản mà ngay thẳng. Những niềm vui trong cuộc đời cô đến rất dễ dàng, trong lòng cũng không giữ nổi nỗi buồn. Mà Mai Hiểu Lâm càng không phải là tình yêu đích thực của Hạ Tưởng, buồn vui của cô hắn đều không để ý, nhưng đôi khi nghĩ đến, cũng biết Mai Hiểu Lâm giờ đang dốc hết tâm sức vào sự nghiệp, cũng không có mong ước gì xa vời đối với hắn. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm càng không cần phải nói. Họ là hai người yêu hắn nhất mà cũng là người hắn có tình cảm sâu nặng nhất. Hai người họ có được nhiều tình yêu của hắn nhất. Chỉ có vệ tân là chỉ thầm lặng dâng hiến mà không cần đáp lại. Hơn nữa dường như ngoài hắn ra không có một người bạn thân nào, chỉ sống trong thế giới của riêng mình, khiến hắn khó lòng khuây khỏa, khó bề dứt bỏ nhất. Tình yêu của vệ tân như sợi tơ mỏng manh, âm thầm trong vô thức bao vây người ta tầng tầng lớp lớp, để đến khi người ta muốn thoát ra mới phát hiện ra rằng tình yêu của cô đã ăn sâu vào tận sinh mệnh, không bao giờ có thể dứt bỏ được nữa. Việc vệ tân đi hay ở cũng là một hố sâu trong lòng Hạ Tưởng. Có điều hắn cũng rất rõ. Vệ tân không thể rời khỏi Thiên Trạch, cô mãi mãi không thể rời xa hắn. Kiếp sau như thế, kiếp này cũng vậy. Điều khiến Hạ Tưởng thấy có phần bất ngờ chính là, hắn vừa ngồi xuống ở trong thư phòng liền nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Thị trưởng Hạ, xin chào ngài. Giọng nói của Nghiêm Tiểu Thì đã khách sáo hơn rất nhiều, cũng xa cách hơn không ít. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn cho rằng Festival Văn hóa Du lịch vùng Thảo Nguyên ở thành phố Thiên Trạch rất có triển vọng. Quyết định sắp tới sẽ tới Thiên Trạch một lần nữa. Ngài có thể giúp tôi liên hệ với Dương Uy một chút được không? Hạ Tưởng biết rằng Nghiêm Tiểu thì chẳng qua là mượn cớ nói chuyện với hắn mà thôi. Bản thân cô hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ với Dương Uy, sở dĩ mượn tay hắn, thực ra vẫn là muốn thăm dò ý tứ, hoặc là nói, muốn gây dựng lại mối quan hệ với hắn. Được, Dương Uy hiện giờ đang ở ngay Thiên Trạch, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng cũng nói bằng giọng giải quyết việc công, không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ lại thời gian trước kia hai người còn qua lại, bỗng dưng mềm lòng, giọng điệu dịu dàng đi không ít. Tiểu Thì, dạo này cô có khỏe không? Nghiêm Tiểu Thì không nói gì, lại truyền đến vài tiếng thở dài, sau một lúc cô mới nói. Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ngài đã quan tâm, nếu như tôi đến Thiên Trạch đầu tư, hy vọng ngài có thể giúp đỡ phần nào. Gác máy xong. Tâm tư Hạ Tưởng lại khi gần khi xa, xa rồi lại gần, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Thành phố Thiên Trạch trong tháng 3, mùa xuân vẫn chưa đến, chỉ khi đến tháng 4 mới thấy được khung cảnh mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở. Thành phố Thiên Trạch vào mùa xuân chắc sẽ có một cảnh tượng hoàn toàn mới. Bởi vì việc học của Hứa Phàm Hoa, Hạ Tưởng hiện giờ đã nắm hoàn toàn bộ máy chính quyền thành phố Thiên Trạch trong tay. Tất cả các phó thị trưởng đều đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Sức ảnh hưởng của Trần Khiết Văn với bộ máy chính quyền đã giảm tới mức thấp nhất, cùng lúc vì nguyên nhân Hứa Phàm Hoa cũng là ủy viên thường vụ, bà ta cũng thiếu đi một đồng minh đắc lực trong hội nghị thường vụ. Chẳng ai nói, ai cũng đều biết rõ Hứa Phàm Hoa vì sao lại bị thuyên chuyển, chính là vì vụ tai nạn ô tô 227. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, bề ngoài bí thư Trần không thua, thị trường Hạ không thắng. Nhưng trên thực tế vẫn là thị trưởng Hạ đã chiếm được ưu thế, bí thư Trần đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Qua vài lần đọ sức, không ít người đều ngầm tính, thị trưởng Hạ tuy rằng có lúc thắng lúc thua, nhưng xét về tổng thể trong cuộc rằng co vẫn là được nhiều hơn mất, từng bước đứng vững mà còn nắm chắc được cục diện. Tuy rằng thị trưởng Hạ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được đại cục,
nhưng khi nói chuyện mọi người đều nói với vẻ chắc chắn sớm muộn gì bí thư Trần cũng bị thị trưởng Hạ vượt mặt khi nói câu đó, ai ai cũng cười ác ý, dường như câu nói đó có hàm ý sâu xa đến thế nào. Đương nhiên cũng có người xem thường mà phản bác, thị trưởng Hạ sẽ vượt mặt bà ấy. Xì, nên nói là chỉ một đòn là hất cẳng luôn mới đúng. Thị trưởng Hạ không thiếu phụ nữ vây quanh, nào là Kim Nhan Chiếu, nào là Lan Mẫn Mẫn, rồi còn Hoa Nhài Vàng, bạc, ai lại đem một bà còn qua cả thời Mãn Kinh. Chuyện tình ái chung quy bao giờ cũng dễ gợi chuyện, huống hồ thị trưởng Hạ vừa tuấn tú lại trẻ trung, cũng khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu. Có điều hiện nay nếu lãnh đạo không có những chuyện trăng hoa bị người ta bàn tán thì có vẻ như không giống một lãnh đạo. Một vài tin đồn chẳng những không ảnh hưởng đến hình tượng của thị trưởng Hạ, trái lại còn khiến những thị dân trẻ tuổi của thị trưởng Hạ có cảm giác thân thương với hắn. E rằng điều này cũng là việc mà kẻ đầu têu rêu rao về quan hệ nhập nhằng của thị trưởng Hạ và Hoa Nhài Vàng, bạc không kịp lường tới. Về việc đề xuất kiến nghị tạm thời của huyện Bào Mã, tạm thời vẫn cứ trời yên biển lặng, không thấy thị trưởng Hạ sử dụng bất cứ biện pháp trấn áp nào đối với bọn họ. Nhà máy điện sức gió Lam Thiên vẫn đang chiêng trống nhộn nhịp mà xây dựng. Việc huyện Bào Mã ủng hộ về tiến độ cũng xem như cho qua, không trì hoãn, cũng không lạm dụng quyền hạn để kiếm lợi. Dù sao đó cũng là hạng mục chọn điểm Ủy ban Nhân dân thành phố, và lại cũng có thể mang lại lợi ích cho địa phương, trừ phi đầu óc có vấn đề mới dám kiếm lời từ đó. Tuy nhiên cũng có người suy đoán, thị trưởng Hạ chắc chắn không thể tha cho huyện Bào Mã. Hơn nữa nói, dù cho thị trưởng Hạ rộng lượng buông tha cho huyện Bào Mã thì phó thị trưởng Dương sẽ chịu để yên ư. Phó thị trưởng thường trực nắm trong tay quyền lực to lớn mà để huyện Bào Mã cho một đòn đau mà lại không đáp trả. Khó có thể như thế. Quả thực là khó có thể như thế, cũng thực sự là có không ít người đều đã đoán đúng. Hạ tưởng tạm thời không có ý muốn tìm phiền phức với huyện Bào Mã, bởi vì hắn không phải kiểu người so đo từng tí, cũng không cần phải gây khó dễ cho biện hữu thủy, hắn có quá nhiều việc phải giải quyết. Đến mùa xuân, sẽ có rất nhiều hạng mục bắt đầu khởi công, là thời kỳ quan trọng nhất để phá vỡ cục diện bế tắc của thành phố Thiên Trạch. Thêm vào đó, thành phố mới Kinh Bắc cũng muốn đẩy nhanh những bước tiến thu hút đầu tư, Thành Đạt Tài cũng có thể sẽ đích thân tới thành phố Thiên Trạch khảo sát và trao đổi trực tiếp với hắn. Còn cả Festival Văn hóa Du lịch cũng phải lên chương trình, lấy đâu ra thời gian để ý tới biện hữu thủy. Hạ tưởng không quan tâm, Dương Kiếm lại có cơn giận cần chút. Y liền chuẩn bị trong thời gian ngắn sắp tới đến huyện Bào Mã thị sát, sau đó tìm ra vấn đề, chấn chỉnh biện hữu thủy một phen. Lúc đó, ngay trước khi Dương Kiếm đang chuẩn bị xuống huyện Bào Mã, ở huyện Bào Mã đã xảy ra chuyện. Việc bất trắc xuất hiện ở huyện Bào Mã, và chuyện ngoài ý muốn ở thành phố xảy ra gần như cùng một lúc. Nhìn bề ngoài hai việc không hề có liên hệ gì với nhau nhưng nghĩ kỹ một chút, thật ra giữa chúng vẫn có mối quan hệ nội tại, đều có liên quan đến việc tuyên truyền. Vấn đề ở thành phố chính là vấn đề mà hai ngày trước Kim Nhan Chiếu tiết lộ trước với Hạ Tưởng. Nguyên dã muốn trả thù thành phố Thiên Trạch, đã chuẩn bị đầy đủ bài vở và hàng loạt tài liệu, chuẩn bị làm dùm beng rộng rãi trên báo chí cả nước và, nhất định muốn cho thành phố Thiên Trạch phải ê chề khắp nơi. Tạm thời không bàn đến tính chân thực của số tài liệu của y và bài viết có thể được đăng hay không, trên thực tế thành phố Thiên Trạch quả thật có việc xấu cần che giấu. Việc kiến nghị tạm thời không ra sao. Vụ tai nạn xe 227 càng không thể công bố rộng rãi. Nếu không, thành phố Thiên Trạch chắc chắn sẽ trở thành đích ngắm của hàng nghìn mũi tên, còn có thể bị tỉnh ủy trách mắng, thậm chí còn có khả năng sẽ trở thành một vụ việc chính trị. Trong văn phòng bí thư, không khí ngột ngạt, cả năm người Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị, Bùi Nhất Phong và Thường Hào đều im lặng không nói. Có điều gì đáng nói chứ? Sự việc đã xảy ra rồi. Có truy cứu là trách nhiệm của ai cũng chẳng có tác dụng nữa. Trước mắt việc quan trọng nhất chính là làm thế nào để thỏa hiệp được với Nguyên Dã, không để y nổi điên lên mới được. Trần Khiết Văn nhìn Hạ Tưởng vài lần với ánh mắt không thiện chí. Bà nghi ngờ là Hạ Tưởng âm thầm giở trò. Không chỉ bà, mà đến cả Bùi Nhất Phong cũng cho rằng thị trưởng Hạ lợi dụng việc công để trả thù riêng, không ngại dùng cả thành ủy Thiên Trạch để đạt tới mục đích trả thù cá nhân của hắn. Khiến Bùi Nhất Phong có phần lại xem thường Hạ Tưởng. Nội tình lần trước Thường Hào đối xử với Nguyên Dã càng không có mấy ai biết. Y thầm dạy cho Nguyên Dã một bài, lại không nói rõ, vì thế cuộc họp hôm nay vừa bắt đầu đã có phần không đúng. Trong lời của Trần Khiết Văn có phần ám chỉ, cho rằng có người không lấy đại cục làm trọng, thông đồng với người ngoài, không coi mình là người Thiên Trạch.
Là chuyện gì, hử, tôi càng không tin một mình Nguyên Giã có thể làm to chuyện đến mức nào, có thể gây sóng gió gì. Thành phố Thiên Trạch xảy ra chuyện gì, y sao có thể biết rõ rành rành, nếu như không có người nội công ngoại kích với y, tôi không tin truyền thông cả nước nhiều như vậy, chỉ một mình y lại dám tấn công Thiên Trạch. Cơn thịnh nộ của Trần Khiết Văn rất lớn, nói với mọi người nhưng ánh mắt thì không ngừng nhắm đến Hạ Tưởng, hàm ý rất rõ ràng, người mà bà ta ám chỉ chính là hắn. Hạ Tưởng bình tĩnh không thể hiện điều gì, không nổi giận, cũng không phản bác. Bùi Nhất Phong cũng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.